khoảnh khắc mã siêu ngã xuống đất, anh ta phun một ngụm máu, hơi thở trên người yếu ớt dần. Dương Thanh ngây người, không nhìn mã siêu lấy một lần nhưng hơi thở võ thuật trên người anh ừ từ bùng nổ. Một luồng hơi thở điên cồng từ từ bùng nổ trong cơ thể anh. Anh Thanh, đừng mài miệng mã siêu chảy máu, vẻ mặt cầu xin. Anh ta đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, lúc này thậm chí anh ta còn không có sức đứng dậy nhưng vẫn cố gắng giấy ruộng bỏ sang chỗ Dương Thanh. Vương Chiến cũng sống không bằng chết, ồ to, cậu Thanh, đừng. Xin cậu đừng mà. Mã Siêu và Vương Chiến đều hiểu rất rõ một khi Dương Thanh hoàn toàn bùng nổ thì không ai có thể ngăn cản Dương Thanh được. Nếu Dương Thanh mất kiểm soát, những người ở đây chỉ có con đường chết. Từ nay về sau, Dương Thanh cũng sẽ hoàn toàn trở thành một tên con quỷ giết người khát máu, thậm chí là chết vì nổ tan xác. Cậu Thanh, đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên bên tai Dương Thanh. Dương Thanh chợt tỉnh táo lại nhưng đôi mắt vẫn đỏ rực ngừng đầu nhìn bóng người trẻ trung đang bước đến đưa cho anh một chiếc bình ngọc bọn họ đã trúng sinh từ cổ nếu không có cách để khống chế cơn đau đớn của họ cuối cùng họ sẽ chết vì quá đau trong bình ngọc này có hai viên thuốc giải sinh từ cổ cậu cho họ dùng đi là thượng quan nhu của hoàng tộc họ thượng quan lúc này đôi mắt thượng quan nhu đầy dịu dàng lúc nhìn dương thanh ánh mắt không còn kiêu ngạo như lúc mới gặp dương thanh nữa cảm ơn dương thanh không hề do dự vội vàng đút hai viên thuốc cho Mã Siêu và Vương Chiến. Quả nhiên mới vừa uống được mười mấy giây, mặt hai người không còn đau khổ nữa. Hai người nằm dưới đất thở dốc, người đẫm mồ hôi lạnh. Mà lúc này, hai tên cao thủ của Hoàng tộc họ Thượng Quan đã ra tay chiến đấu với Lưu lão quái. Cô Thượng Quan, cảm ơn cô. Sau khi Mã Siêu và Vương Chiến bình tĩnh lại, hai người đều cảm kích nhìn Thượng Quan Nhu. Ban nãy bọn họ sống không bằng chết. Cơn đau của sinh tử cổ đúng là đau đến cực đỉnh. Không những thế còn làm Dương Thanh đang đứng trên bờ vực bùng nổ bình tĩnh trở lại. Thượng Quan Nhu khẽ lắc đầu, nhìn về phía Dương Thanh, mặt nghiêm túc nói, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc ban nãy của cậu rất lạ, dường như trong cơ thể cậu đang ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ điên cuồng. Tôi có cảm giác một khi cậu phát ra sức mạnh đó, có lẽ không ai có thể ngăn cản cậu, mà bản thân cậu cũng hoàn toàn trở thành ác quỷ. Dương Thanh không ngờ cảm giác của cô gái này lại nhạy bén như vậy cảm nhận được tình trạng ban nãy của anh. Nhưng dù thế nào, chỉ riêng việc Thượng Quan Nhu đưa thuốc giải khi Mã Siêu và Vương Chiến đang gần kề cái chết vì đau, cô ta cũng đã xứng làm bạn của anh. Chuyện này nói ra rất dài, nếu sau này có cơ hội tôi sẽ nói cho chị biết. Dương Thanh nhìn Lưu Lão quái đang chiến đấu kịch liệt, nghiêm túc nói, bây giờ có lẽ nên nghĩ xem làm thế nào để giải quyết tên khốn này. Thượng Quan Nhu cũng nhìn Lưu Lão quá, mặt nghiêm túc nói, nếu tôi không đoán nhầm đây là lưu lão quái cực kỳ nổi tiếng ở miêu thành dù ở miêu thành lão ta cũng là cao thủ đứng đầu không những thế lão ta còn có bốn đệ tử trong đó đại đệ tử của lão ta là cao thủ thần cảnh thừa kế cổ thuật của lão ta thứ lão ta am hiểu nhất là cổ thuật với cảnh giới võ thuật của lão ta mà còn dùng thêm cổ thuật thì ít ai có thể đấu lại dương thanh nhíu mày đại đệ tử của lão ta tên miêu vân nhiễm à cậu biết hả thượng quan nhu ngạc nhiên nhìn dương thanh những chuyện liên quan đến Miêu Thành đều là những bí mật, thậm chí chuyện của Lưu Lão Quái còn là bí mật trong bí mật, chỉ có những người quan trọng của Hoàng tộc mới được biết những chuyện này. Không ngờ Dương Thanh cũng biết đại đệ tử của Lưu Lão Quái tên Miêu Vân Nghiễm. Thì ra là thế. Mắt Dương Thanh lóe sát khí. Vốn dĩ anh còn đang nghỉ ngờ quan hệ giữa Lưu Lão Quái và Miêu Vân Nghiễm, không phải đệ tử thì cũng là người thân. Không ngờ lại giống như những gì anh nghĩ, Miêu Vân Nghiễm là đại đồ đệ của Lưu Lão Quái. Miêu Vân Nghiễm, đại đồ đệ của Lưu lão quái, 53 tuổi, thực lực thần cảnh trung thượng quan nhu nghiêm túc nói, dù là ở Miêu Thành nhưng thiên phú võ thuật của Miêu Vân Nghiễm cũng thuộc dạng cực kỳ mạnh. Nghe đồn sau khi Miêu Vân Nghiễm lợi dụng cổ thuật bùng nổ hết thực lực thì sức chiến đấu có thể so với thần cảnh đỉnh phong. Hiển nhiên thượng quan nhu hiểu rõ tình hình của Miêu Thành. Dương Thanh gật đầu, dù thiên phú võ thuật của ông ta có mạnh đi chăng nữa thì cũng chết rồi cái gì. Cậu nói ông ta chết rồi. Thượng quan nhu ngạc nhiên, Ông ta là cao thủ có thể đấu với thần cảnh đỉnh phong, sao lại chết được? Bỗng nhiên cô ta nghĩ đến chuyện gì đó, kinh hãi nhìn Dương Thanh, chẳng lẽ cái chết của ông ta có liên quan đến cậu? Dương Thanh nhìn Thượng Quan Nhu, không trả lời lại mà chỉ nói, thế giới này rất lớn. Một câu hờ hững như chẳng có nghĩa gì lại làm tim Thượng Quan Nhu đập thình thịch. Cô ta không biết cuối cùng có phải Dương Thanh đã giết Miêu Vân Nghiễm hay không nhưng cô ta hiểu ý Dương Thanh là trên thế giới này có rất nhiều người có thể giết Miêu Vân Nghiễm mỗi người đều có bí mật của riêng mình nên tất nhiên Thượng Quan Nhu sẽ không ép hỏi Dương Thanh. Bốn hoàng tộc lớn, hiệp hội võ thuật, bắt tay đi. Dương Thanh chợt lên tiếng hỏi, nếu không sẽ không ai là đối thủ của Lưu Lão Quái. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Thượng Quan thất bại liên tục, nếu không nhờ họ có bí dược có thể ức chế cổ độc thì sẽ không thể chiến đấu lâu như vậy. Nhưng chiến đấu càng lâu, vết thương trên người họ trồng chất, trái lại Lưu Lão Quái thì vẫn còn rất mạnh. Ngoài việc trông có vẻ hơi nhếch nhác một chút thì hơi thở võ thuật trên người lão ta vẫn ở thần cảnh đỉnh phong. Cho dù Dương Thanh bùng nổ hoàn toàn thực lực thì chưa chắc có thể giết lưu lão quái một cách dễ dàng. Đến thần cảnh đỉnh phong rồi, ai mà chẳng có cách bảo vệ mạng sống. Dương Thanh muốn giết lưu lão quái, không hề dễ dàng. Chứ đừng nói đến việc bây giờ anh không thể chiến đấu. Nếu không một khi phá giải phong ấn huyệt vị rồi, rất có thể hơi thở điên cuồng trong cơ thể anh sẽ làm anh hoàn toàn mất trí. Mọi người còn muốn xem đến khi nào? Thượng Quan Nhu bước lên phía trước, cô ta nhìn các hoàng tộc khác và hiệp hội võ thuật, lạnh giọng nói, bây giờ chỉ có bắt tay, tập trung hết cao thủ thần cảnh cùng nhau đối phó mới có thể có một cơ hội. Nếu không, không ai có thể đánh bại lão ta. Sau khi Thượng Quan Nhu nói xong, ngay lập tức các hoàng tộc và hiệp hội võ thuật im lặng. Hôm nay bọn họ đến đây với mục đích là cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, muốn khống chế đế thôn. Nếu bây giờ để lộ thực lực thật của bọn họ thì chờ sau khi giải quyết lưu lão quái, sao bọn họ có thể tham gia cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô nữa? Diệp Sung, cậu thấy thế nào? Không ai nói chuyện, thượng quan nhu chủ động hỏi. Bên phía hoàng tộc họ Diệp, Diệp Sung cười chua sót, tôi chỉ là cao thủ bán bộ thần cảnh, không có tư cách quyết định cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp có bắt tay đối phó với lưu lão quái hay không? Hoàng tộc họ đoàn cũng không có ý định bắt tay. Bên phía hoàng tộc họ đoàn, một người trung niên mặc trang phục truyền thống lạnh nhạt nói, hoàn toàn không hề nể mặt thượng quan nhu. Hoàng tộc họ Long cũng không có ý định. Bên phía hoàng tộc họ Long, Long Khoa cũng lạnh giọng nói, cô thượng quan muốn làm mỹ nhân cứu anh hùng thì cứ làm đi, chúng tôi không có nhu cầu. Thượng quan nhu tức giận nhưng cuối cùng Vân không nói gì. Vốn dĩ cô ta cứ tưởng trong tình huống như thế này, ít nhất bốn hoàng tộc lớn sẽ bắt tay nhau đối phó lưu lão quái. Nhưng cô ta sai rồi, đám khốn khiếp này không muốn bắt tay nhau chống kẻ thù mà chỉ muốn ngồi giữa hưởng lợi. Cô ta lại nhìn sang hướng của Hiệp hội Võ Thuật, nhìn Hoa Anh Kiệt. Hoa Anh Kiệt chỉ hư lạnh, thậm chí còn không hề có ý định trả lời Thượng Quan Nhu. Điều này làm Thượng Quan Nhu cực kỳ bực mình nhưng cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc họ Thượng Quan đã bị cô ta phái ra đối phó với Lưu Lão Quái nên giờ có nói gì cũng đã muộn. Âm ầm, đúng lúc này, hai cao thủ thần cảnh của Hoàng tộc họ Thượng Quan đã bị đánh bay nhất thời chỉ còn lại mình lưu lão quái, lão ta đứng khoanh tay nhìn mọi người, cười mỉa hỏi, còn ai dám đấu với tôi không? Võ quán to như vậy nhưng không hề có bất kỳ tiếng động nào, không ai dám lên tiếng. Nhưng phàm là những cao thủ bị lưu lão quái nhìn đến, ai cũng cúi đầu xuống. Dương Thanh, bây giờ đến lượt cậu. Cuối cùng lưu lão quái nhìn sang Dương Thanh. Giờ phút này, ánh me mọi người đều dồn lên người Dương Thanh. Rất nhiều người nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt khác, Lưu lão quái vừa ra tay, chỉ mười mấy giây thôi đã dùng cổ thuật đánh bại 10 cao thủ thần cảnh. Ngay sau đó lại đánh bại Mã Siêu và Vương Chiến, đánh bại thêm hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Thượng Quan. Như vậy tính ra, bây giờ đã có 14 cao thủ thần cảnh thua dưới tay lão ta. Nhưng một cao thủ thần cảnh mạnh mẽ như thế lại chủ động mời Dương Thanh, chẳng lẽ cảnh giới võ thuật của Dương Thanh cũng là thần cảnh đỉnh phong? Nếu không sao Lưu lão quái lại nhằm vào anh? Mã Siêu và Vương Chiến đã bị thương nặng, mặc dù vẫn còn sức để chiến tiếp nhưng nếu bây giờ mà đi đấu với lưu lão quái thì chẳng khác nào đi chết. Anh the nhi, mắt mã siêu đỏ bừng, ánh mắt cực kỳ không cam tâm. Anh ta muốn thay Dương Thanh ngăn cản mọi thứ. Nhưng không ngờ mặc dù anh ta đã bước vào thần cảnh, phá giải phong ấn sức chiến đấu lại còn dùng cả thuốc tăng thực lực, nhưng anh ta vẫn thất bại thảm hại dưới tay của lưu lão quái ngoài anh ta và phùng tiểu huyền thì không ai biết ban nãy khi anh ta phá vỡ cảnh giới thần cảnh, anh ta phải chịu cơn đau thế nào. Vốn gì anh ta ngâm trong thuốc tắm do Phùng Tiểu Uyển điều chế, sau khi kiên trì khoảng 49 tiếng đồng hồ vẫn chỉ có thể tăng từ Vương cảnh hậu kỳ đến bán bộ thần cảnh. Bán bộ thần cảnh và thần cảnh chân chính khác nhau rất nhiều. Nhưng anh ta hiểu nếu chỉ là bán bộ thần cảnh thì không thể giúp Dương Thanh được nên anh ta lại bảo Phùng Tiểu Uyển tăng lượng thuốc vào thuốc tắm của anh ta. Cơn đau mà anh ta phải chịu cũng tăng gấp mấy lần nhưng may mà anh ta có thể chịu nổi, từ đó đột phá thần cảnh sơ kỳ nhưng bây giờ anh ta vẫn không thể giúp Dương Thanh. Cậu Thanh, Vương Chiến cũng đỏ mắt, lão ta cực kỳ biết ơn Dương Thanh. Có thể nói không có Dương Thanh thì sẽ không có Vương Chiến của ngày hôm nay. Vì Dương Thanh, lão ta có thể trả giá cả mạng sống nhưng bây giờ lão ta đã bị thương nặng, hoàn toàn không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Nhất thời, toàn bộ hội trường đều yên lặng không một tiếng động, dường như mọi người có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu lẫn sự đau khổ của Mã Siêu và Vương Chiến. Hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ đoàn, hoàng tộc họ long và hiệp hội võ thuật, các người định khoanh tay đứng nhìn thật à. Mắt thượng quan nhu lóe sáng, nhìn sang những thế lực đứng đầu, tức giận nói, bây giờ chúng ta phải bắt tay mới có cơ hội. Nếu không không ai có thể một mình đánh bại lưu lão quái. Lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nếu hôm nay chúng ta không dạy lão ta một vài học thì có thể sau này sẽ có càng nhiều cao thủ đứng đầu miêu thành đến Yến Đô. Bên phía hoàng tộc họ Long, Long Khoa hừ lạnh, thượng quan nhu, đây chỉ là cái nhìn của cô thôi hoàng tộc họ long chúng tôi muốn ra tay lúc nào thì ra tay lúc đó liên quan gì đến hoàng tộc họ thượng quan các cô đúng vậy bên phía hoàng tộc họ đoàn một người đàn ông trung niên mặc đồ truyền thống cũng lạnh giọng nói lo cho hoàng tộc họ thượng quan các người đi chuyện của hoàng tộc họ đoàn chúng tôi không mượn một cô gái ngoài lề như cô sen vào bên phía hoàng tộc họ diệp mặc dù diệp sung không khiến thượng quan du bế mặt như long khoa và người phụ trách của hoàng tộc họ đoàn nhưng anh ta vẫn từ chối khéo lúc cần ra tay, chắc chắn cao thủ hoàng tộc họ Diệp sẽ ra tay, nhưng không phải bây giờ. Nhất thời, bốn hoàng tộc lớn, trừ hoàng tộc họ Thượng Quan ra thì ba hoàng tộc kia đều từ chối bắt tay đấu với Lưu lão quái. Đam Mỹ hay Thượng Quan Nhu thất vọng, cuối cùng cô ta nhìn sang Hoa Anh Kiệt, nghiêm giọng nói, "Hội trưởng Hoa, phó thuật của ông đã lên đến thần cảnh đỉnh phong, bây giờ cũng chỉ có ông mới có thể đánh bại Lưu lão quái, mời hội trưởng Hoa ra tay." Đối diện với Hoa Anh Kiệt, thái độ của thượng quan nhu kính trọng nhiều. Ý nhưng vẫn không thể thuyết phục được Hoa Anh Kiệt, chỉ thấy Hoa Anh Kiệt chợt nhìn sang Dương Thanh, lạnh giọng nói, Dương Thanh, lúc trước tôi cho người mời cậu gia nhập vào hiệp hội võ thuật nhưng đã bị cậu từ chối. Bây giờ, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, gia nhập vào hiệp hội võ thuật, tôi sẽ giúp cậu một tay. Cậu có đồng ý không? Lão ta vừa dứt lời, đám hoàng tộc đều cực kỳ kinh hãi. Lưu lão quái thần cảnh đỉnh phong chủ động mời Dương Thanh Chiến đã đủ làm họ kinh ngạc rồi, bây giờ đến Hoa Anh Kiệt cũng chủ động mời Dương Thanh gia nhập vào hiệp hội võ thuật. Không những thế còn muốn Phong Dương Thanh là tổng chỉ hội trưởng thứ hai của hiệp hội võ thuật. Ở hiệp hội võ thuật, từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện như vậy, vừa gia nhập vào hiệp hội võ thuật đã có thể thành tổng chỉ hội trưởng thứ hai. Lúc tất cả mọi người đều tò mò liệu Dương Thanh có đồng ý không, chỉ thấy Dương Thanh bỗng cất bước đi về phía Lưu lão quái đang ở giữa võ quán khi anh bước đến trước mặt lưu lão quái chỉ nghe anh lạnh lùng nói khắp thế giới này chưa có cao thủ nào có thể khiến tôi phải thần phục dù ông là hội trưởng của hiệp hội võ thuật ông cũng không có tư cách ẩm ừ. câu nói này làm mọi người phải sợ ngây người mặt hoa anh kiệt u ám cực kỳ mắt nhìn dương thanh chem chăm lạnh lùng nói kiêu ngạo sẽ phải trả một cái giá rất lớn tôi cũng muốn xem thử xem không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai cậu có thể giải quyết phiền phức trước mặt hay không dương thanh không trả lời lại đứng ở chỗ cách lưu lão quái khoảng 3-4 mét, bình tĩnh nhìn đối phương. Khi anh nhìn lưu lão quái, lưu lão quái cũng nhìn Dương Thanh, điều khiến mọi người ngạc nhiên là ánh mắt lưu lão quái nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng trong sự nghiêm túc đó lại ẩn chứa sát ý ngập trời. Dương Thanh, cậu dám giết đồ đệ của tôi. Hôm nay tôi sẽ lấy máu tươi của cậu để an ủi đồ đệ trên trời của tôi. Mặt lưu lão quái dữ tợn, hơi thở võ thuật trên người lão ta tăng vọt. Giờ phút này, khắp phó quán bị bao trùm bởi hơi thở đàn áp kinh khủng nhưng dương thanh vẫn đứng tại chỗ chưa hề thả ra chút khí thế võ dạo nào những người không biết anh rất mạnh còn tưởng anh chỉ là người bình thường nhưng bây giờ điều làm mọi người ngạc nhiên là đồ đệ của lưu lão quái lại chết dưới tay của dương thanh thượng quan nhu cũng tròn mắt mặt ngạc nhiên như thể không tin nổi thì ra cậu ta đã giết miêu vân nhiễm lúc trước khi cô ta hỏi dương thanh có phải cái chết của miêu vân nhiễm có liên quan đến dương thanh hay không Dương Thanh không trả lời mà chỉ nói thế giới này rất lớn. Từ nhỏ, thượng quan Nhu đã là sự kiêu ngạo của hoàng tộc họ Thượng Quan, lớn lên trong sự bao bọc của mọi người, thiên phú võ thuật của cô ta cực kỳ mạnh mẽ nhưng chỉ mới thực chiến được vài lần. Với sự kiêu ngạo của cô, mặc dù chỉ là thần cảnh sơ kỳ nhưng cô ta vẫn muốn đấu với Lưu lão quái một trận nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của Lưu lão quái, cô ta mới ý thức được với năng lực của mình, cô ta sẽ bị Lưu lão quái đánh bại trong chớp mắt. Cho nên cô ta không ra mặt chỉ khuyên các thế lực đứng đầu khác bắt tay nhau đối phó lưu lão quái. Bây giờ một cao thủ còn trẻ hơn cô lại được hội trưởng của hiệp hội võ thuật mời, được lưu lão quái thần cảnh đỉnh phong mời đấu. Ông muốn đấu thì đấu đi." Dương Thanh chợt lên tiếng, bỗng nhiên một hơi thở chẳng kém gì lưu lão quái tỏa ra từ người anh. Khoảnh khắc này, mọi người trong hội trường đều khiếp sợ. Bởi vì hơi thở toát ra từ người Dương Thanh quá mạnh mẽ, mặc dù họ đứng rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đàn áp của Dương Thanh sao lại thế được? Bên phía hiệp hội võ thuật, Hoa Anh Kiệt không thể tin nổi. Đến tận giờ phút này, lão ta mới ý thức được người mà Dương Thanh trông cậy vào không phải là Vương Chiến, mà là chính bản thân anh. Bản thân Hoa Anh Kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng giờ phút này, lão ta lại cảm nhận được hơi thở rất kinh khủng đang toát ra từ người của Dương Thanh. Không chỉ có mình Hoa Anh Kiệt mà người của Hoàng Tộc cũng rất kinh hãi. Âm ầm ờ mồ chỉ thấy mặt đất dưới chân Dương Thanh nứt toạc, hơn nữa lấy vị trí dưới hai chân anh làm dung tâm, khe nứt lan ra bốn phương tám hướng. Anh Thanh, cảm nhận được hơi thở trên người Dương Thanh càng ngày càng kinh khủng, mã siêu đầy lo lắng. Vương Chiến cũng vậy, mắt lão ta cực kỳ nghiêm túc và tập trung. Họ hiểu rõ tình trạng của Dương Thanh, một khi anh tức giận, cơn tức giận của anh sẽ dẫn đường cho tàn dư của liều thuốc hoàn mỹ còn tôn động trong cơ thể anh phát huy tác dụng, Dương Thanh sẽ chìm trong biên cuồng. Dương Thanh là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, một khi tiến vào trạng thái điên cuồng thực lực của anh sẽ tăng vọt đến lúc đó dù tất cả mọi người trong hội trường có bắt tay nhau thì chưa chắc có thể làm đối thủ của dương thanh phó quán yến đô sẽ máu chảy thành sông mã siêu chúng ta phải tìm cách ngăn cản một khi cậu thanh mà điên cuồng thì không có thuốc giải đâu vương chiến trợt nói mã siêu nhìn vương chiến mắt đỏ hoe hỏi đến bước này rồi mà ông nghĩ chúng ta còn ngăn cản nổi à dương thanh đã tỏ ý chí chiến đấu còn lưu lão quái thì đến vì Dương Thanh, không ai có thể ngăn cản trận chiến tiếp theo. Có lẽ mọi thứ chỉ có thể dựa vào một mình Dương Thanh. Mong cậu ấy có thể tự giữ bình tĩnh, Vương Chiến Cần Giang nói. Giết! Trong lúc hai người đang lo lắng, lưu lão quái chợt gầm lên một tiếng, lão ta vừa nhấc chân, mặt đất nứt toạc. Dường như trong nháy mắt, lão ta đã vọt đến trước mặt Dương Thanh. Chỉ thấy 10 ngón tay của lão ta điên cuồng tấn công Dương Thanh mắt Dương Thanh hoàn toàn không hề hoảng loạn, mặt không hề có cảm xúc gì, chân nhẹ như mây, lui thẳng ra mười mấy mét. Tất nhiên anh biết trên tay lưu lão quái có chứa cổ độc, dù là anh thì có chúng cổ độc cũng không chịu nổi. Quan trọng là bây giờ anh còn phải chia một phần lớn sức lực và tinh thần ra kiểm soát hơi thở điên cuồng đang bùng nổ trong cơ thể. Có thể nói anh của bây giờ không thể chiến đấu hết mình được, chỉ có thể cố gắng chiến đấu dưới sự bảo đảm có thể kiểm soát được hơi thở điên cuồng. Nhanh thật, mọi người kinh hô, Dương Thanh quá nhanh, cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh hoàn toàn không thể bắt được bóng dáng của anh. Mặc dù là cao thủ thần cảnh thì cũng chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Bọn họ mới thấy Dương Thanh đứng đó nhưng giây tiếp theo, anh đã xuất hiện ở chỗ cách đó 10 mét. Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Nhu đầy kinh hãi, lầm bầm, thì ra đây mới là năng lực thật sự của cậu ta. Mình tự xưng là thiên tài võ thuật nhưng so với cậu ta, mình còn chẳng đáng để nhắc đến. Sắc mặt Diệp Sung cực kỳ khó chịu, Thân là lớp trẻ của hoàng tộc họ Diệp, Thiên Phú võ thuật mạnh nhất, thực lực bán bộ thần cảnh. Khắp bốn hoàng tộc lớn này, có lẽ chỉ có Thiên Phú của một mình Thượng Quan Nhu mới có tư cách được so với anh ta. Chỉ còn một bước nữa là anh ta sẽ tiến vào thần cảnh sơ kỳ nhưng anh ta nhỏ hơn Thượng Quan Nhu 2 tuổi. Một khi anh ta có thể phá vỡ cảnh giới thần cảnh trước 30 tuổi thì trong bốn hoàng tộc lớn này, anh ta sẽ là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong tầng lớp con cháu nhưng giờ phút này anh ta lại phát hiện một người cũng trẻ trung trạc tuổi anh ta nhưng lại có thể đấu với cao thủ thần cảnh đỉnh phong thế chẳng phải đang nói anh ta và dương thanh tranh nhau cả một cảnh giới võ thuật hay sao trong thần cảnh sự tranh lệch giữa bất kỳ hai danh giới nhỏ nào cũng đều rất lớn chứ đừng nói đến sự tranh lệch giữa bán bộ thần cảnh và thần cảnh đỉnh phong bên phía hoàng tộc họ long mặt long khoa tái mét bỗng nhiên ông ta hiểu tại sao lúc trước long hoàng cứ muốn làm thân với dương thanh nếu không phải vì con trai của ông ta long phi dương chọc tức dương thanh thì sao hoàng tộc họ long và dương thanh lại đi đến bước đường như hôm nay chứ cao thủ của hoàng tộc họ đoàn cũng nghiêm túc lúc nhìn dương thanh ánh mắt họ sáng như ánh sao người này không hề tâm thường một khi cậu a sẵn sàng góp sức cho hoàng tộc họ đoàn thì sẽ mang đến lợi ích rất lớn hoàng tộc họ đoàn một người đàn ông trung niên mặc đồ truyền thống tên đoàn vô nhai cũng là người phụ trách của hoàng tộc họ đoàn trong cuộc hành trình đến yến đô lần này Đoàn vô nhai bằng người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, cao thủ cảnh giới thần cảnh hậu kỳ. Điện hạ, muốn làm cậu ta thần phục, sợ là rất khó. Một lão già thân hình gây gò đứng bên cạnh đoàn vô nhai nói. Trước mặt hoàng tộc họ đoàn chúng ta, dù cậu ta có là thiên tài võ thuật thần cảnh đỉnh phong thì cũng phải cúi đầu. Đoàn vô nhai kiêu ngạo, nói với giọng ngang ngược vô cùng. Lão già khẽ lắc đầu, người này mới 28 tuổi mà đã là thần cảnh đỉnh phong, chắc chắn có lai lịch không tâm thường nhưng chúng ta không tra được. Nói không chừng, cậu ta có liên quan đến gia tộc cổ võ. Gia tộc cổ võ sắc mặt đoàn vô nhai âm u cực kỳ, gia tộc cổ võ mới chính là gia tộc võ thuật ở ẩn của chiêu châu này. Bất kỳ một người nào thuộc dòng chính của gia tộc cổ võ, họ đều tập võ từ nhỏ, sau khi qua lễ thành niên, nếu cảnh giới võ thuật không thể đột phát phương cảnh đều sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc cổ võ. Đây là quy tắc mấy trăm năm của gia tộc cổ võ, bởi thế thiên phú của dòng chính trong gia tộc cổ võ đều cực mạnh, hơn nữa rất chịu khó tu võ thuật. Cũng chỉ có dòng chính gia tộc cổ võ mới có thể có thiên phú võ thuật kinh khủng như vậy. Lão già nghiêm túc nói. Sau khi đoàn vô nhai im lặng thật lâu, ông ta chợt nói, dù cậu ta là dòng chính của gia tộc cổ võ thì cũng lắm chỉ có huyết mạch của gia tộc cổ võ. Nếu không gia tộc cổ võ không thể để mặc cho một thiên tài võ thuật như thế rong rủi bên ngoài. Có lẽ bố mẹ cậu ta là người thuộc dòng chính gia tộc nhưng bị gia tộc cổ võ đuổi đi, cũng có thể là tổ tiên của cậu ta." Lão già gật đầu, "Có lẽ vậy. Nếu đã như vậy, người này đúng là bom hẹn giờ, dù cậu ta có đồng ý trở thành một phần của hoàng tộc họ Đoàn thì hoàng tộc họ Đoàn cũng chỉ có thể cung phụng. Nếu không một khi gia tộc cổ võ cho cậu ta về tộc, đó sẽ là ngày tận thế của hoàng tộc họ Đoàn chúng ta." Đoàn Vô Nhai không còn kiêu ngạo như trước nữa, ông ta nghiêm túc nói: Ông ta biết rõ trong gia tộc cổ võ sẽ có cao. Thủ cỡ nào, họ có cả cao thủ trên cả thần cảnh. Nói không ngoa, bất kỳ cao thủ đứng đầu nào của gia tộc cổ võ đều có thể tiêu diệt toàn bộ hoàng tộc họ đoàn một cách dễ dàng. Âm, đúng lúc này, Dương Thanh đang đánh nhau với Lưu Lão Quái bị Lưu Lão Quái đánh một cú, anh phun một ngụm máu, cơ thể như con diều bị đứt dây, bay hơn 10 mét rồi ngã mạnh xuống đất. Anh Thanh, cậu Thanh, mặt mã siêu và vương chiến đều biến sắc đặc biệt là mã siêu cơn giận trong lòng bùng nổ đi theo dương thanh lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy dương thanh bị người ta đánh bay hộc máu mọi người ồ lên rất nhiều cao thủ thần cảnh đều cực kỳ nghỉ ngờ bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở võ thuật trên người dương thanh không hề thua kém lưu lão quái nhưng không biết tại sao hình như dương thanh đang kiềm chế võ thuật của mình có điều tại sao dương thanh lại muốn kiềm chế võ thuật sau khi lưu lão quái đánh dương thanh một cú sát khí càng nhiều hơn lão ta nhìn Dương Thanh trầm chầm, chầm, nói, nhóc con, từ khi cậu giết đồ đệ của tôi thì trời định là sẽ có ngày hôm nay rô ói. Cậu yên tâm, tạm thời tôi sẽ không giết cậu. Cậu giết đồ đệ của tôi, vậy tôi sẽ cũng sẽ để cậu hiểu cảm giác bị mất người thân rồi mới tiến cậu lên đường. ầm uhm, Dương Thanh vốn đang cố kiềm chế lửa giận nghe lưu lão quái nói xong, anh không thể kiểm soát nữa, một luồng hơi thở kinh khủng bùng nổ trên người anh. Loảng xoảng vật dụng băng thủy tỉnh trong võ quán yến đô vỡ vụn trong sự khiếp sợ của mọi người. Một luồng hơi thở đàn áp kinh khủng quét qua toàn bộ hội trường. Chỉ thấy Dương Thanh đã đứng lên, không còn giống như đang bị thương nữa. Anh của bây giờ, mắt đỏ tươi, khí thế vượt xa thần cảnh đỉnh phong điên cồng sinh sôi trong cơ thể anh. Trong nháy mắt, mặt đất dưới chân anh vỡ tung. Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác như sắp bị giết vậy? cuối cùng Dương Thanh là cao thủ thuộc cảnh giới nào? Tại sao tôi là cao thủ thần cảnh đỉnh phong rồi mà cảm giác tim đập thình thịch vậy? Lúc này, cao thủ trong võ quán Yến Đô đều sợ ngây người. Tất nhiên Lưu Lão Quái cũng cảm nhận được. Hơi thở kinh khủng trên người Dương Thanh, gương mặt vốn dĩ đang kiêu ngạo trở nên khiếp sợ. Gậu, cảnh giới võ thuật của cậu không phải thần cảnh đỉnh phong, mà là siêu phàm cảnh. Lưu Lão Quái chợt hô lên. Siêu phàm cảnh, siêu phàm là gì? là cảnh giới sau khi đột phá khỏi thần cảnh à. Nghe lưu lão quái kêu lên, đám cao thủ hoàng tộc đều kinh hãi. Vốn dĩ cô ta cứ tưởng mình đã đánh giá Dương Thanh rất cao rồi, nhưng bây giờ cô ta phát hiện, cô ta đã đánh giá thấp Dương Thanh, rất rất thấp. Một cao thủ còn trẻ mà đã đạt vượt khỏi thần cảnh đỉnh phong, anh là thiên tài cái thế à? Bỗng nhiên mắt cô ta toát lên vẻ kiên quyết, cô ta phải có được thiên tài này thân là cô gái có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ thượng quan, thậm chí là cô gái có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong thế hệ con cháu của bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu. Cô ta chưa bao giờ gặp chàng trai trẻ nào có thiên phú mạnh hơn mình, dù có là Diệp Sung thì cô ta cũng chưa bao giờ thèm xem trọng. Từ nhỏ cô ta đã sùng bái cao thủ, cũng từng suy nghĩ, cả đời này, trừ phi gặp được người tài trẻ nào có thiên phú võ thuật mạnh hơn mình, cô ta mới chịu lấy. Nếu không cô ta thả ở thế cả đời cứ ngỡ đời này cô ta sẽ không gặp được người đàn ông nào mạnh hơn cô ta. Đến hôm nay gặp Dương Thanh, cô ta mới hiểu có lẽ mình đã gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Thả tôi, ra, lưu lão quái cố hết sức mới nói được ba chữ này. Lúc này, mắt Dương Thanh đỏ rực, hơi thở điên cồng trong cơ thể anh đang điên cuồng tấn công vào huyệt vị phong ấn mà Phùng Tiểu Uyển đã đặt trên người anh anh cũng không muốn giết lưu lão quái nhưng tận sâu trong não lại có một bản thân khác đang cố khống chế cơ thể anh, muốn giết lưu lão quái. Anh Thanh, đừng mài mã siêu giống lên. Vương Chiến cũng sốt ruột nói, cậu Thanh, đừng giết lão ta. Xem như là vì tiêu tiêu, đừng giết lão ta. Họ hiểu rất rõ bây giờ Dương Thanh đang cố gắng cật lực kiểm soát cảm xúc của mình. Một khi anh mất kiểm soát, toàn bộ võ quán yến đô sẽ máu chảy thành sông ngay từ đầu thượng quan nhu đã cảm giác được trong cơ thể dương thanh ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ điên cuồng bây giờ nghe mã siêu và vương chiến nói dường như cô ta đã hiểu được gì đó nhất thời cô ta cũng tái mặt vội vã khuyên cậu thanh cậu đã đánh bại lưu lão quái rồi không nhất thiết phải giết lão ta dù sao lão ta cũng là cao thủ đứng đầu miêu thành nếu lão ta chết ở đây sợ là toàn bộ miêu thành sẽ lấy cái cớ này để nhập thế cảm giác của cô ta cực kỳ nhạy bén giờ phút này cô ta có thể cảm nhận rõ rằng Dương Thanh đang cố gắng đấu tranh với lý trí mình. Một khi anh mất lý trí, có lẽ sẽ hoàn toàn trở thành một ma đầu. Hả? Mã Siêu và Vương Chiến cứ ngăn cản liên tục, bây giờ đến Thượng Quan Nhu cũng ngăn cản làm cao thủ khắp nơi đều ý thức được một vài điều là lạ. Lúc này, bên phía hoàng tộc họ Long, đôi mắt đen lấy của đồng giã cao thủ thần cảnh trung kỳ biết thuật thôi miên chợt nhìn Dương Thanh chằm chằm. Chỉ trong nháy mắt, mắt lão ta khôi phục lại như bình thường nhưng lại đầy sợ hãi giống như thấy được một thứ gì đó rất kinh khủng. Ông đồng, ông phát hiện ra gì à? Long khoa nghiêm túc hỏi. Đồng giã từ từ bình tĩnh trở lại nhưng tận sau trong đôi mắt lão ta vẫn toát lên sự sợ hãi. Một lúc lâu sau, lão ta mới nói, trong cơ thể cậu ta ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ điên cuồng, dường như sức mạnh này bị phong ấn, đang không ngừng tấn công phong ấn đó. Một khi phong ấn của cậu ta bị phá vỡ, thực lực của cậu A sẽ còn mạnh hơn nữa. Nhưng với cảnh giới võ thuật bây giờ của cậu A, cơ thể cậu ta không thể chịu nổi luồng sức mạnh điên cuồng đó. Một khi phong ấn bị phá vỡ, có lẽ cậu ta cũng sẽ chết vì nổ tung. Audio điện tử võ tấn bền bây giờ, cậu ta đang cố khống chế sức mạnh điên cuồng trong cơ thể, không những thế sức mạnh càng lúc càng lớn, lý trí của cậu ta sẽ từ từ biến mất. Đồng giã không hề nhỏ giọng nên lão ta vừa nói ra, đám cao thủ của những thế lực đứng đầu đều nghe thấy thì ra là vậy. Mắt Long Khoa sáng lấp lánh, nói vậy thì lưỡng sức mạnh này không hề thuộc về cậu ta. Một khi bùng nổ thì cậu ta sẽ đối diện với sự hủy diệt. Thảo nào cậu ta còn trẻ vậy mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, thì ra sức mạnh này không thuộc về cậu ta. Vốn dĩ Diệp Sung còn không thể chấp nhận việc Dương Thanh bằng tuổi với anh ta lại có thể bộc phát thực lực thần cảnh đỉnh phong, bây giờ biết vậy nên anh ta thở phào nhẹ nhõm. Bên phía hoàng tộc họ đoàn, lão già bên cạnh đoàn vô nhai nói với âm lượng chỉ có hai người nghe được, điện hạ, tiếp theo sẽ là cơ hội của hoàng tộc họ đoàn chúng ta. Nếu điện hạ có thể nắm bắt thì nó sẽ là nguồn lực khổng lồ cho hoàng tộc họ đoàn. Đờ hai đoàn vô nhai hứng thú, mắt sáng như sao, nhìn lão già nói, tôi muốn nghe rõ hơn. Dù sức mạnh trong cơ thể Dương Thanh không thuộc về cậu ta nhưng bản thân cậu ta cũng là một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, nếu cậu ta có thể khống chế sức mạnh trong cơ thể thì sau này cậu ta sẽ là cao thủ siêu phàm cảnh. Lão già nghiêm túc nói, Điện Hạ, Điện Hạ ngâm lại xem, khép bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu này, chưa có cao thủ nào đột phá khỏi cảnh giới thần cảnh đỉnh phong. Nếu hôm nay nhân cơ hội làm quen với một người rất có khả năng trở thành cao thủ siêu phàm cảnh, thậm chí là giúp cậu ta một phen, Điện Hạ nói xem chờ khi cậu ta bước vào siêu phàm cảnh rồi, với quan hệ giữa Điện Hạ và cậu A, trong hoàng tộc họ Đoàn, ai dám động đến địa vị của điện hạ nữa? Mắt Đoàn Vô Nhai sáng lên, nhìn Dương Thanh đang cố gắng khống chế hơi thở điên cuồng trong cơ thể mình, nghiêm túc nói, "Nhưng bây giờ chúng ta chưa biết liệu cậu ta có thể khôi phục lý trí hay không. Nếu lúc này tôi đứng ra giúp đỡ cậu ta, cậu ta có thể kiểm soát được mình thì tốt nhưng nếu không kiểm soát được thì sao?" Hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật đều đang bàng quan ngồi quan sát, chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Nếu tôi ra mặt sẽ bị thế lực của ba người đó lật đổ. Một khi Dương Thanh bất lợi thì trong trận chiến giành ngôi vương của Yến Đô, có lẽ những thế lực khác sẽ bắt tay nhằm vào hoàng tộc họ đoàn chúng ta. Đoàn vô nhai rất rõ tình hình trước mặt. Euro có thể nói một khi giúp Dương Thanh, đó sẽ là một ván cực khổng lồ, ván cực đắc tội với hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và Hiệp hội Võ Thuật. Một khi thua, có lẽ hoàng tộc họ đoàn sẽ bị các thế lực khác bắt tay chèn ép. Còn về cuộc thi tranh ngôi vương của Yến Đô, có lẽ hoàng tộc họ Đoàn chỉ có thể làm khán giả. Nhưng lão già gầy gò của hoàng tộc họ Đoàn lại nghiêm túc nói, "Điện hạ, có lẽ điện hạ nghĩ đây là một ván cược lớn nhưng tôi lại nghĩ đây không phải đánh cược." Với thực lực thần cảnh đỉnh phong của Dương Thanh cũng đã chứng minh cậu ta không hề tầm thường, dù cậu ta không thể bước vào siêu phàm cảnh thì cậu ta cũng là một cao thủ có thể so với Đoàn hoàng, quan trọng là cậu ta còn trẻ, còn nhiều tiềm năng nếu sau lưng cậu ta là gia tộc cổ võ thật thì không những chúng ta đang làm quen được một chàng trai có thiên phú võ thuật xuất chúng mà còn làm quen được với gia tộc cổ võ mạnh mẽ vô cùng. Tôi chắc chắn hôm nay cậu ta sẽ không sao, dù cậu ta có mất kiểm soát thì cũng sẽ có người cứu cậu ta về. Còn về cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô, đó chỉ là một cái bây thôi, chắc Điện Hạ cũng hiểu mà đúng không? Với sự lớn mạnh của hoàng tộc họ đoàn chúng ta, có hoàng tộc hay thế lực đứng đầu nào dám chủ động cạch mặt chúng ta? Nghe lão già nói, mắt đoàn vô nhai sáng như sao, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Thanh. Lúc này, mắt Dương Thanh đỏ tươi, hơi thở điên cồng trên người còn mạnh mẽ hơn ban nãy nhiều. Lưu lão quái bị anh sách lên không chung, không thể giấy ra được. Gó vài lần, Dương Thanh sắp bóp gấy cổ lưu lão quái nhưng tia lý trí cuối cùng kia nói với anh rằng, anh không thể giết lão ta. Lưu lão quái đứng trên bờ vực sống chết, có rất nhiều lần lão ta cảm giác được mình sắp bị vặn gấy cổ nhưng Dương Thanh lại chợt khôi phục lại một tia lý trí. Cút. Dương Thanh nổi giận gầm lên, tiện tay vung lên, người lưu lão quái bay thẳng ra 10 mét. Âm! Một tiếng vang lớn, người lưu lão quái đập mạnh lên vách tường của võ quán Yến Đô. Chịu đòn nặng như vậy làm lưu lão quái phun một ngụm máu, hơi thở võ thuật trên người yếu đi rất nhiều. Anh Thanh! Mã siêu sốt sáng gọi. Cút, cút hết cho tôi cút ra khỏi nơi này ngay. Dương Thanh hét lên. Anh đau khổ đến nỗi mặt méo mó, sức mạnh điên cồng trong cơ thể không ngừng tấn công vào phong ấn trên cơ thể anh. Anh có cảm giác mình sắp không chịu nổi, dường như phong ấn đã nứt thành vô số khe hở, còn một bước nữa thôi phong ấn sẽ hoàn toàn rách toạc. Mắt của Mã Siêu và Vương Chiến cũng đỏ bừng, tất nhiên họ biết rõ tại sao Dương Thanh bảo họ phải cút. Bởi vì anh sắp bùng nổ, anh sợ mình sẽ đích thân giết họ tất cả mọi người rời khỏi võ quán yến đâu ngay nếu không giết không thai mã siêu cố gắng chịu đựng cơn đau trong lòng anh ta hét lên vương chiến cũng hét to trong vòng một phút tất cả mọi người rời khỏi yến đâu ngay nếu không giết thượng quan nhu cũng hiểu ý dương thanh tỏ vẻ không cam tâm khó khăn lắm gặp được một người cùng lứa nhưng thiên phú võ đạo vượt xa mình bây giờ lại không thể thoát khỏi việc mất lý trí à đúng là ông trời đố kỳ người tài mọi người rời khỏi võ quán yến đô ngay nếu không sẽ xem như kẻ thù của hoàng tộc họ thượng quan thượng quan nhu cũng hô to nhất thời mọi người trong võ quán yến đô đều ngơ ngác tại sao lại bảo chúng tôi phải rời khỏi võ quán yến đô đúng rồi chúng tôi được mời đến đây dù không có tư cách tham gia cuộc chiến thì ít nhất cũng có tư cách ngồi xem mà đúng chúng tôi không đi nào ngờ đám cao thủ vương cảnh tầm thường đó hoàn toàn không ý thức được họ đang gặp nguy hiểm đến nhường nào mà thượng quan nhu âm u đến đáng sợ, đe dọa, nói vậy là các người định làm kẻ thù của hoàng tộc họ thượng quan tôi, hay là các người nghĩ bắt tay nhau là có thể đàn áp hoàng tộc họ thượng quan? Nghe vậy, đám cao thủ vương cảnh đang ồn ào chợt im lặng, không ai dám nói gì nữa, nhưng vẫn không ai chịu rời đi. Bọn họ không biết dương thanh đang gặp chuyện gì, chỉ biết năng lực chiến đấu cực kỳ xuất sắc. Bọn họ không muốn từ bỏ việc tận mắt chứng kiến các cao thủ đứng đầu đấu với nhau một người thuộc nhóm con cháu của hoàng tộc họ thượng quan mà cũng dám kiêu ngạo thế à đúng lúc này bên phía hoàng tộc họ long long khoa chợt hừ lạnh chất vấn cô ta bên phía hoàng tộc họ diệp diệp sung cũng nhìn thượng quan nhu nói thượng quan nhu mọi người đều được mời mới đến đây chị lại muốn cướp quyền lợi quan sát cuộc chiến của mọi người không đúng lắm nhỉ mặc dù diệp sung không bá đạo và thẳng thắn như long khoa nhưng rõ ràng ý của anh ta là hoàng tộc họ diệp cũng không đồng ý để mọi người rời đi bên phía hiệp hội võ thuật hoa anh kiệt cũng ngử lạnh hôm nay mọi người tề tựu về đây là vì cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô thượng quan nhu cô bảo mọi người đi thì mọi người phải đi à y nhất thời mấy hoàng tộc lớn và hiệp hội võ thuật trong năm thế lực đứng đầu ngoài hoàng tộc họ thượng quan và hoàng tộc họ đoàn gia thì hai hoàng tộc khác đều tỏ thái độ mặc dù họ cũng cảm giác được dương thanh của lúc này cực kỳ đáng sợ rất có khả năng xế mất kiểm soát đại khai sát giới nhưng với họ mà nói chuyện này chẳng sao cả. Có Dương Thanh ở đây là có thể khống chế được Lưu Lão Quái. Đợi sau khi Dương Thanh và Lưu Lão Quái đều bị thiệt, có lẽ họ mới có thể tiến hành cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Nếu bây giờ mọi người rời đi, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô phải thế nào đây? Mà thượng quan nhu tái mét, cô ta căn răng nói, tôi không tin các người không cảm nhận được cậu Dương Thanh của bây giờ đang mạnh đến nhường nào nhỉ. Một khi cậu ấy mất kiểm soát thì tất cả mọi người đều sẽ bị cậu ấy giết tôi bảo mọi người đi là đang cứu mọi người không còn cách nào khác nên thượng quan nhu đành nói ra sự thật trên thực tế cao thủ bốn hoàng tộc lớn và hiệp hội võ thuật đều hiểu rõ chỉ có đám cao thủ vương cảnh là không biết mà thôi ờ ha 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 lòng khoa cười to lạnh nhạt nói thượng quan nhu cô quan tâm cậu ta thật đấy một người mà đến bản thân mình còn không kiểm soát nổi thì liệu có thể giết hết tất cả mọi người ở đây à đúng vậy diệp sung cũng lên tiếng dù anh ta có mạnh vậy thật thì chúng ta có nhiều cao thủ thần cảnh như vậy chẳng lẽ không thể đánh bại một ma đầu cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô phải được tiến hành hoa anh kiệt cũng thể hiện thái độ của lão ta cô thượng quan hình như cô hơi làm quá rồi nhỉ một cao thủ vương cảnh đỉnh phong nói cao thủ của hoàng tộc họ long hoàng tộc họ diệp và hiệp hội võ thuật đã nói là không sao thì chắc chắn sẽ không sao hơn nữa dù nhóm cao thủ vương cảnh chúng tôi không bằng cao thủ thần cảnh các người nhưng nếu chúng tôi bắt tay lại cũng có thể bộc phát sức mạnh rất lớn. Đúng vậy, chúng tôi không tin một tên vô dụng sắp mất lý trí lại có thể làm gì được chúng tôi. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô phải được tiến hành. Nhất thời, mọi người ở hiện trường sôi nổi lên tiếng. Ngoài hoàng tộc họ thượng quan và hoàng tộc họ đoàn, tất cả mọi người đều muốn cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô được tiếp tục. Mã Siêu và Vương Chiến nhìn nhau, Mọi người đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. "Chú Đoàn, chú thấy thế nào?" Đúng lúc này, Thượng quan Nhu chợt nhìn sang Đoàn Vô Nhai. Bây giờ mọi người mới phát hiện hoàng tộc họ Đoàn chưa tỏ thái độ. Mắt Đoàn Vô Nhai sáng như sao, chỉ thấy ông a đứng lên nhìn mọi người, nói to, "Tôi chọn đứng về phe hoàng tộc họ Thượng quan, tôi xin khuyên mọi người hãy rời đi thì hơn." "Các người hoàn toàn không hiểu cậu Dương Thanh của bây giờ, một khi cậu ấy mất kiểm soát thì các người sẽ gặp đại nạn." Với các người, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô chỉ là một vở kịch, bây giờ chỉ có cao thủ thần cảnh mới có tư cách tranh giành. Tôi không quan tâm suy nghĩ của các hoàng tộc khác nhưng tôi chỉ cho các người một phút cuối cùng. Nếu cao thủ dưới cấp thần cảnh vẫn còn ở hiện trường thì đừng trách hoàng tộc họ Đoàn không nể mặt tình nghĩa. Đoàn Vô Nhai vừa dứt lời, mọi người ồ lên. Cao thủ hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật lạnh lùng nhìn Đoàn Vô Nhai. Thượng quan Nhu vui vẻ cuối cùng cũng có một thế lực đứng đầu chọn đứng cùng một phe với cô ta hoàng tộc họ thượng quan cũng chỉ cho các người một phút các người tự giải quyết cho tốt thượng quan nhu nhìn mọi người lạnh giọng nói các cao thủ vương cảnh nhìn nhau đi cũng không được mà ở cũng không xong tính cả hiệp hội võ thuật thì trong năm thế lực lớn có hai thế lực yêu cầu họ rời đi nếu chỉ có mình hoàng tộc họ thượng quan có các hoàng tộc khác chống lưng Họ không cần phải lo lắng gì cả nhưng bây giờ hoàng tộc họ nếu chỉ có mình hoàng tộc họ thượng quan, có các hoàng tộc khác chống lưng, họ không cần phải lo lắng gì cả nhưng bây giờ hoàng tộc họ đoàn cũng yêu cầu họ rời đi, họ hơi sợ hãi. Thoáng chốc, có cao thủ vương cảnh đứng lên chuẩn bị rời đi. rô ó vài tên cao thủ vương cảnh chưa đi, một luồng hơi thở đàn áp kinh khủng quét qua toàn bộ võ quán. Hoàng tộc họ Long chúng tôi muốn được xem thử sức mạnh của hoàng tộc họ thượng quan. Long khoa lạnh giọng nói dứt lời, hai cao thủ thần cảnh bước ra từ sau lưng ông ta, quan sát cao thủ hoàng tộc họ thượng quan như hổ rình mồi. Hoàng tộc họ Diệp cũng muốn xem thử thực lực của hoàng tộc họ thượng quan. Bên phía hoàng tộc họ Diệp cũng có hai cao thủ thần cảnh bước ra rằng co với hoàng tộc họ đoàn. Hơi thở thân cảnh đỉnh phong toát ra từ người Hoa Anh Kiệt, chỉ nghe lão ta cũng lạnh giọng nói, hiệp hội võ thuật cũng muốn được hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc họ thượng quan chỉ giáo. Lão ta vừa dứt lời, ba cao thủ thần cảnh cũng bước ra. Nhất thời, cao thủ của hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật bao vây hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Thượng Quan. Nhóm cao thủ Vương Cảnh chuẩn bị rời đi thấy cảnh tượng như vậy, mắt sáng lên dồn dập dừng bước, kích động nhìn ra giữa võ quán. Tính cả Thượng Quan Nhu và Đoàn Vô Nhai thì bên phía họ chỉ có 6 cao thủ thần cảnh. Mà hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật lại có 9 cao thủ thần cảnh. Gòn chưa đánh nhau mà hơi thở cao thủ thần cảnh đã ngập tràn mặt mã siêu và vương chiến lạnh lẽo hai người cũng tiến lên đứng chung với cao thủ của hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc họ thượng quan dù vậy nhưng bên phía họ cũng chỉ có tám cao thủ thần cảnh mặc dù trên phương diện số lượng họ chỉ thiếu một cao thủ thần cảnh nhưng thường thì một người này có thể quyết định thắng thua mà đối phương lại có hoa anh kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong các người định quyết chiến đúng không đoàn vô nhai lạnh lùng hỏi thượng quan nhu cũng tức giận các người tưởng rằng bất tay rồi là có thể đánh bại chúng tôi à? Chú đoàn, thượng quan nhụ, hai người hiểu lầm rồi. Chúng tôi không muốn quyết chiến nhưng hôm nay mọi người đến đây vì cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Nếu đã vậy thì bây giờ chúng ta đấu võ luôn đi. Diệp sung cười lịch sự nhưng trong mắt mọi người, nụ cười của anh ta lại cực kỳ dối trá và ghê tởm. Thượng quan nhu cắn răng nói, Diệp sung, cậu dối trá quá rồi đó. Tôi nói cho cậu biết, rồi cậu sẽ hối hận. Diệp Sung cũng không tức giận, cười nhạt, tôi không biết sau này tôi có hối hận hay không nhưng tôi biết bây giờ tôi không hối hận. Được, nếu các người đã muốn đấu thì hoàng tộc họ Thượng Quan chúng tôi sẽ đấu tới cùng." Thượng Quan Nhu phán nộ nói. Bỗng nhiên, hơi thở võ thuật vượt xa thần cảnh sơ kỳ toát ra từ người cô ta. Mặt Diệp Sung trở nên khó chịu, mặc dù anh ta là người do hoàng tộc họ Diệp phái đến yến đô nhưng anh ta còn quá trẻ, chỉ là cao thủ bán bộ thần cảnh bây giờ anh ta không có tư cách tham gia cuộc chiến, chỉ có thể lùi ra sau. Đoạn vô nhai cũng không hề do dự, hơi thở thần cảnh hậu kỳ toát ra từ người ông ta, thậm chí còn gần giống với cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được hơi thở trên người đoàn vô nhai, mặt long khoa khó chịu đến cực đỉnh. Mặc dù ông ta chưa được xác lập là người thừa kế của hoàng tộc họ Long nhưng ngày đó cũng chẳng còn xa. Ông ta chạc tuổi Đoàn Vô Nhai nhưng lại chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ, mà Đoàn Vô Nhai thì đã đặt chân đến thần cảnh hậu kỳ. Mã Siêu và Vương Chiến cũng lần lượt bộc phát hơi thở võ thuật trên người. Điều làm Long Khoa tức giận đó là ngay cả Vương Chiến, người từng là một trong năm cao thủ thần cảnh đứng đầu của hoàng tộc họ Long mà cũng bước vào cảnh giới thần cảnh trung kỳ. Thậm chí Long Khoa có thể cảm giác được, mặc dù Vương Chiến cùng cảnh giới với ông ta nhưng thực lực lại mạnh hơn ông ta, điều này làm ông ta thấy không cam tâm giải. Mã siêu gầm lên, vốn dĩ anh ta chỉ mới là thần cảnh sơ kỳ nhưng sau khi phá giải phong ấn sức chiến đấu, hơi thở võ thuật của anh ta cũng bùng nổ theo. Trong nháy mắt, hơi thở võ thuật có thể so với thần cảnh hậu kỳ từ từ bùng nổ trong cơ thể anh một a à. Nếu các người đã muốn quyết đấu thì phải chuẩn bị sẵn sàng không chết không thôi. Mắt mã siêu đầy sát ý. Lúc này, Dương Thanh còn đang cố gắng đấu tranh với lý trí nhưng hoàng tộc họ Long, hoàng tộc họ Diệp và hiệp hội võ thuật lại đổ thêm dầu vào lửa chỉ riêng việc này thôi đã khiến anh liệt các thế lực đứng đầu này vào danh sách đen muốn chết một cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hoàng tộc họ long gầm lên đi đầu phát động tấn công vọt về phía mã siêu giết vương chiến cũng gầm lên tức giận nhắm về phía một cao thủ thần cảnh trung kỳ cuộc chiến giữa các thế lực lớn bùng nổ đám cao thủ vương cảnh ở hiện trường ai nấy đều sợ ngây người mặt phấn khích Vốn dĩ đám cao thủ thần cảnh đang ngồi ở hàng khách quý trên cùng lại bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Bình thường họ không có cơ hội tận mắt chứng kiến trận đấu giữa cao thủ thần cảnh nhưng hôm nay lại được thấy cảnh 17 cao thủ thần cảnh đánh nhau. Quá mạnh, một đến khi nào tôi mới đột phá cảnh giới bước vào thần cảnh đây? Anh mới đột phá vương cảnh sơ kỳ mà đã mơ được đột phá thần cảnh sơ kỳ. Đang mơ hả? Nhóm cao thủ vương cảnh đó kích động đến mức nói năng lộn xộn. Khi cao thủ thần cảnh của năm bên đang đấu nhau, Dương Thanh đứng một mình giữa võ quán, mắt đỏ rực, mặt vặn vẹo vì đau đớn. Anh có thể cảm giác được liều thuốc hoàn mỹ lại điên cuồng xâm chiếm cơ thể anh, cảm giác giống như khi Black Doctor mới cho anh dùng liều thuốc hoàn mỹ. Sự đau đớn xuyên tim đó làm anh sống không bằng chết. Liều thuốc hoàn mỹ vốn bị Phùng Tiểu Uyển dùng huyệt vị phong ấn khống chế đang phá tan phong ấn, tác dụng của liều thuốc hoàn mỹ đang tỏa ra liên tục. Một hơi thở điên cuồng từ từ lan tràn khắp cơ thể anh ap anh chợt ngửa mặt lên trời thét tiếng gầm giận dữ này làm toàn bộ võ quán yên đô đều chấn động lưu lão quái đang cuộn tròn trong góc khá sợ hãi ban nấy có rất nhiều lần lão ta suýt chết trong tay dương thanh nếu không nhờ dương thanh không muốn giết lão ta có lẽ lão ta đã chết lâu rồi không xong rồi cậu ta sắp hoàn toàn mất khống chế mặt lưu lão quái trắng bệch ban nấy bị một chiêu của dương thanh đánh bay dường như lão ta đã mất sức chiến đấu Cơ thể cũng bị thương rất nặng. Chỉ cần lão ta vẫn có thể bộc phát sức mạnh thần cảnh đỉnh phong thì sẽ tuyệt đối không trốn một góc run lẩy bẩy. Trong tình huống thế này, một khi lão ta dám ra tay với Dương Thanh, sợ rằng sẽ bị đánh bại trong nháy mắt. Bây giờ đã mất ưu thế, lão ta có muốn báo thù thì cũng sợ rằng không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng hôm nay lão ta đến đây, báo thù chỉ là một chuyện, có chuyện còn quan trọng hơn đó là có đủ máu tươi của cao thủ thần cảnh. Nghĩ đến đây, mắt lão ta đây điên cuồng. Đánh đi, đánh đi, chờ hai bên đều thảm hại thì cũng là lúc tôi thu hoạch máu tươi của các người. Mắt lưu lão quái đầy phấn khích, kích động nói, chắc cổ trùng được nuôi bằng máu của các người sẽ rất mạnh nhỉ. Chỉ cần có máu tươi của bốn cao thủ thần cảnh, tôi có thể phá vỡ xiềng xích của thần cảnh đỉnh phong, trở thành cao thủ siêu phàm chân chính. Đến lúc đó, khắp thế giới này, gia tộc cổ võ không ra mặt, ai dám đấu với tôi lão ta nhìn 10 cao thủ thần cảnh đang chiến đấu kịch liệt, cảm giác hơi thở từ từ dồn dập. Hiện trường đã hỗn loạn lắm rồi nhưng vẫn chưa đủ, lão ta muốn nó càng hỗn loạn hơn nữa. Lão ta nhìn Dương Thanh, khóe miệng cười mỉa mai, chắc cậu của bây giờ không thể thấy máu đúng không? Nếu đã vậy thì tôi giúp cậu một tay. Dứt lời, lão ta giơ 10 ngón tay đập mạnh về phía trước, 10 con cổ trùng bay thẳng về phía 10 cao thủ vương cảnh đứng gần Dương Thanh nhất. 10 tên cao thủ vương cảnh đang nhìn cao thủ thần cảnh chiến đấu kịch liệt, chưa kịp phản ứng thì tự dưng cảm giác tim mình tê dần. Giây tiếp theo, sắc mặt của 10 tên cao thủ vương cảnh giữ tợn cực kỳ, bỗng nhảy vào trận chiến, nhắm thẳng về phía Dương Thanh. Không xong rồi. Mã siêu đang chiến đấu kịch liệt bỗng thấy 10 tên cao thủ vương cảnh mặt mày giữ tợn nhằm về phía Dương Thanh, mặt biến sắc hét lên, các người muốn chết à. Vương Chiến cũng chú ý đến tình hình bên phía Dương Thanh, mặt tái mét, Bỗng nhiên đánh cao thủ thần cảnh đang đấu với mình một cú rồi bay sang chỗ Dương Thanh. Lão ta rất rõ Dương Thanh của bây giờ đáng sợ đến mức nào. Một khi 10 tên cao thủ vương cảnh này dám tiếp cận Dương Thanh, sợ rằng chỉ có con đường chết. Bọn họ chết thì chết nhưng cái chết của bọn họ sẽ làm Dương Thanh mất kiểm soát. Nhưng 10 tên cao thủ vương cảnh đã vọt đến trước mặt Dương Thanh, đồng thời còn phát động tấn công Dương Thanh. Mã Siêu và Vương Chiến muốn ngăn cản nhưng muộn rồi chỉ thấy đòn tấn công của 10 cao thủ thần cảnh cùng dồn lên người Dương Thanh. Âm ầm ầm, đòn tấn công của 10 tên cao thủ vương cảnh cùng dồn lên người Dương Thanh. Âm, trong nháy mắt này, một hơi thở kinh khủng làm người ta phải giật mình bùng nổ trên người Dương Thanh. Chỉ thấy mặt đất dưới chân hóa thành bột mịn, khí thế kinh khủng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Phụt phụt phụt, trong nháy mắt, 10 cao thủ vương cảnh hóa thành xương máu. Cả võ quán Yến Đô đều ngập mùi máu tươi, Ẩm, võ quán to như vậy lại yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả những cao thủ thần cảnh đang chiến đấu cũng dừng tấn công. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Dương Thanh. Dương Thanh của bây giờ giống như một người máu, quần áo đã bị máu thấm đấm, đây là máu tươi của 10 tên cao thủ vương cảnh. Ờ, à, mắt anh cũng đỏ rực, một lồng khí thế vượt xa thần cảnh đỉnh phong toát ra từ người anh. Mặc dù là cao thủ mạnh nhất trong số nhóm cao thủ thần cảnh như Hoa Anh Kiệt cũng cảm nhận được sự đàn áp đến cực đỉnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Gòn về các cao thủ vương cảnh trên khán đài, họ chỉ thấy như có một ngọn núi đang đè lên người mình làm họ không thể thở nổi. Cơ thể run rẩy không ngừng, mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Ban nấy bọn họ tận mắt thấy 10 tên cao thủ vương cảnh bao vây Dương Thanh bị hóa thành xương máu trong nháy mắt, thậm chí họ còn không thấy Dương Thanh đã ra tay như thế nào trong số những cao thủ vương cảnh có vài người là vương cảnh đỉnh phong và bán bộ thần cảnh nhưng lại bị giết trong vòng một giây lưu lão quái đang trốn cách đó không xa cũng trợn mắt ánh mắt đầy kinh hãi run rẩy nói cậu ta cậu ta đã bước vào siêu phàm cảnh thật rồi anh thanh mã siêu sực tỉnh từ cơn sợ hãi thét về phía dương thanh Ờ nhưng giọng của anh ta không hề có tác dụng gì dương thanh vẫn đứng tại chó, trong đôi mắt đỏ như máu đó chỉ có ý muốn giết người không những thế hơi thở điên cồng trên người anh vẫn đang tăng vọt tất cả mọi người rời khỏi võ quán yến đô ngay thượng quan nhu trọt hét lên đến bây giờ các thế lực đứng đầu mới biết tại sao ban nãy nhóm mã siêu cứ ép họ phải rời khỏi nơi này bởi vì sau khi dương thanh bùng nổ sẽ rất đáng sợ người của hoàng tộc họ diệp rời khỏi võ quán yến đô ngay diệp sung ra lệnh rồi dẫn đầu đưa cao thủ hoàng tộc họ diệp chạy ra khỏi võ quán yến đô Thấy cao thủ hoàng tộc họ Diệp cũng chạy trốn, đám cao thủ Vương Cảnh ngồi trên ghế quan sát mới ý thức được nếu còn ở lại đây nữa sẽ nguy hiểm đến mức nào. Hoàng tộc họ Đoàn rút lui. Hoàng tộc họ Long rút lui. Hiệp hội võ thuật rút lui ngoài hoàng tộc họ Thượng Quan, bốn thế lực đứng đầu khác đều đưa cao thủ trong gia tộc mình đi. Cô chủ, chúng ta cũng đi nhanh thôi. Bên phía hoàng tộc họ Thượng Quan, một cao thủ thần cảnh khuyên Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu lo lắng, bỗng nhìn sang Mã Siêu hỏi: Chúng tôi có thể giúp được gì?" Mắt mã siêu đỏ bừng, cắn răng nói, "Bây giờ ngoài bản thân anh Thanh ra thì không ai giúp được cả. Nhân lúc anh Thanh còn tia lý trí cuối cùng, các người rời khỏi đây nhanh đi." "Vậy các người thì sao?" Thượng quan Nhu lại hỏi. Mã Siêu từ chối, cắn răng nói, "Dù chỉ có một tia hy vọng, tôi cũng muốn đánh thức anh Thanh." Dứt lời, anh ta lại nhìn Vương Chiến, đỏ mắt nói, "Ông Chiến, ông cũng đi nhanh đi." Vương Chiến lắc đầu, vẻ mặt không sợ gì cả, nói to, mạng sống của vương chiến này do cậu thanh cứu, bây giờ cậu ấy gặp nguy, sao tôi có thể bỏ cậu ấy mà đi được. Ông Chiến, Mã Siêu cực kỳ kích động, anh ta muốn để Vương Chiến đi. Nhưng còn chưa nói xong đã bị Vương Chiến ngắt lời, Mã Siêu, cậu không cần nói nhiều, dù có rời đi thì cậu mới là người nên đi. Lão ta nhìn Mã Siêu chăm chăm, nghiêm túc nói, xét về thiên phú võ thuật, tôi không bằng cậu nếu hôm nay cậu thanh có thể vượt qua cửa ải này thì thôi nhưng nếu cậu ấy gặp bất chắc gì sau này mong cậu hãy báo thù cho cậu thanh đừng quên cậu cũng có gia tộc vợ cậu đã mang thai mấy tháng rồi xem như vì đứa nhỏ cậu không thể ở lại đây đi đi cho tôi vương chiến hét lên không mã siêu căn răng hai tay nắm chặt gân xanh ha trên cánh tay hét lên giận dữ anh thanh đã cứu mạng ông cũng đã cứu mạng tôi nếu không nhờ anh ấy Tôi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Bảo tôi bỏ anh ấy mà đi, tôi không làm được. Lúc này Dương Thanh vẫn đứng tại chỗ nhưng mắt anh đỏ rực, hơi thở điên cuồng trên người cứ tăng vọt không ngừng. Mặt anh méo mó như thể đang chịu đựng cơn đau nào đó rất khủng khiếp. "Cút, cút, cút cho tôi." Ị bỗng nhiên giọng nói cực kỳ đau khổ của Dương Thanh vang lên. "Anh Thanh." Mắt Mã siêu đỏ bừng, hét một tiếng đau xé lòng đương nhiên anh ta biết rõ dương thanh sắp không kiểm soát được mình nên mới bảo họ cút vương chiến cũng kích động vô cùng hét lên với mã siêu cút cút đi ngay chỉ có cậu mới có thể báo thù cho cậu thanh cút cho tôi vương chiến hét lên giận dữ hơi thở thần cảnh trung kỳ trượt bùng nổ đập thẳng vào ngực mã siêu làm cơ thể mã siêu bay đến cổng võ quán thượng quan nhu chưa rời đi thấy cảnh tượng này mắt đỏ bừng nước mắt lăn dài tình anh em giữa dương thanh và mã siêu làm cô ta cảm động và sự trung thành của Vương Chiến cũng làm cô ta cảm động. Cô Thượng quan, phiền cô đưa cậu nhóc này đi Vương Chiến chợt nhìn sang Thượng quan Nhu, nở nụ cười nói. Lúc trước Mã Siêu đã bị thương nặng rồi mà bản thân Thượng quan Nhu lại là cao thủ thần cảnh sơ kỳ, lúc này mang Mã Siêu đã bị thương nặng đi, không phải là chuyện gì khó. Còn ông thì sao? Thượng quan Nhu nhìn Vương Chiến hỏi. Vương Chiến nở nụ cười thật tươi, lão ta chợt nhìn Dương Thanh, kiên quyết nói, nhất định tôi sẽ làm cậu thanh tỉnh táo lại mặc dù thượng quan nhu không rõ vương chiến có thể dùng cách gì để làm dương thanh tỉnh táo lại nhưng cô ta cảm nhận được sự kiên quyết trên người vương chiến ông yên tâm tôi sẽ dẫn cậu ấy đi thượng quan nhu biết mình ở lại đây không giúp được gì mà ngược lại còn là gánh nặng nên xoay người rời đi 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 nếu cậu ở lại đây chỉ có thể bị cậu thanh giết nếu cậu thanh có thể tỉnh táo lại cậu nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận được việc chính tay mình đã giết anh em mình à thượng quan nhu bước đến trước mặt mã siêu nghiêm túc nói, nếu cậu Thanh không thể tỉnh táo lại, mà cậu lại bị cậu ấy giết, vậy thì trên đời này còn ai báo thù cho cậu ấy nữa? Anh Thanh nhi, Mã Siêu giống lên, anh ta rất muốn ở lại bên cạnh Dương Thanh nhưng anh ta cũng hiểu. Bây giờ chỉ có anh ta là có thể báo thù cho Dương Thanh. Tôi thề một ngày nào đó, tôi cũng sẽ đến siêu phàm cảnh. Mã Siêu nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết nói, nhưng phàm là những gia tộc và thế lực hôm nay dám đối phó với anh Thanh, tôi sẽ đích thân giết hết. Tôi thê. Dứt lời, anh ta lại nhìn Dương Thanh thật kỹ rồi xoay người, cất bước rời đi. Thượng quan Nhu liếc nhìn Dương Thanh một lần cuối, ánh mắt chứa đầy tiếc thương, sau đó quay đầu rời khỏi nơi này. Vào lúc này, trong võ quán yến đâu rộng lớn, chỉ còn lại Dương Thanh và Vương Chiến. Giờ khắc ấy, Dương Thanh đã bị hơi thở cuồng bạo khủng bố bao phủ, đôi mắt đỏ như máu chỉ còn sót lại lạnh lẽo. Dáng vẻ hung ác của anh chẳng khác nào một ác ma vừa bò lên từ địa ngục, Đôi mắt đỏ rực của anh bỗng rơi xuống chỗ vương chiến, chân nhấc lên, bước từng bước về phía đó. Mỗi bước đi, phó quán lại chấn động kịch liệt, mặt đất dưới chân anh nháy mắt hóa thành bột mịn. Đi mô dương thanh bước vài bước, cuối cùng dừng lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào vương chiến, giận dữ giống lên. Anh có thể cảm nhận được, mình của lúc này. Đã hoàn toàn như nỏ mạnh hết đà, chỉ còn cách thời khắc triệt để vỡ vụn một sợi chỉ nữa thôi. Hiện tại, anh đã trở nên vô cùng khát máu, chỉ muốn giết sạch tất cả những người xung quanh. Nếu vương chiến không chịu rời khỏi đây, rất có thể dây tiếp theo, anh sẽ không khống chế được bản thân, tự tay giết lão ta mất. Vương chiến không đi, lão ta nhìn về phía dương thanh, đáy me bình lặng, trầm mặc một hồi, lão ta bỗng lên tiếng, tiểu Uyển là một cô gái rất rất tốt, trong lòng tôi, con bé như cháu gái tôi vậy. Bản thân con bé có y thuật siêu phàm, nếu một ngày y thuật của nó bị lộ ra, chị e sẽ bị rất nhiều thế lực hàng đâu để mắt tới. Tôi hy vọng, cậu có thể bảo vệ chu đáo cho con bé, tuyệt đối đừng để nó gặp phải bất cứ tổn thương gì. Vương Chiến đột nhiên nói những lời như thể đang dặn dò hậu sự. Dương Thanh vốn đang đứng bên bờ vực phát cuồng, lòng chợt nảy lên một dự cảm chẳng lành. Đi mô tôi cầu xin ông, đi mô sắc mặt Dương Thanh vặn vẹo vì thống khổ, anh gào thét từng lời. Anh không biết Vương Chiến muốn gì, nhưng anh biết, Vương Chiến đang trăng chối. Bình tĩnh lại, tỉnh táo lại cho tôi. Dương Thanh ôm đầu, gào giống đau đớn. Anh dốc toàn bộ sinh lực để mình chấn tĩnh lại, nhưng liều thuốc hoàn mỹ trong người anh có dược hiệu quá mạnh, không cách nào chấn định nổi. Không chỉ có thế, lồng hơi thở điên cuồng tàn bạo trong anh đã càng thêm mãnh liệt. Sa anh bỗng hét lớn một tiếng, dậm mạnh bước chân xuống đất. Âm ầm, toàn bộ võ quán Yến Đô đều chấn động kịch liệt. Hơi thở cực mạnh đã phóng về bốn phía, khiến toàn bộ những thứ trong võ quán quanh anh đều hóa thành bột mịn đúng lúc này trong tay vương chiến bỗng xuất hiện một ống thuốc thủy tỉnh lão ta ngửa đầu dốc ống thuốc vào miệng trong khoảnh khắc hơi thở võ thuật trên người lão ta tăng lên vùn vụt thần cảnh trung kỳ thần cảnh hậu kỳ thần cảnh đỉnh phong một bán bộ siêu phàm siêu phàm sơ kỳ chỉ trong mấy tích tắc ngắn ngủi hơi thở võ thuật trên người vương chiến đã tăng vọt từ thần cảnh trung kỳ vượt qua bốn cảnh giới tiến vào siêu phàm sơ kỳ không ai hay biết thân thể vương chiến lúc này đang phải chịu đựng nỗi đau đớn và áp lực khủng khiếp cỡ nào. Đến đi, cảm thụ luồng sức mạnh khủng bố tràn ngập thân thể, vương chiến hét lên một tiếng. Đời này, mặc dù lão ta đã không còn cơ hội tiến vào siêu phàm cảnh nhưng trước khi chết lại có thể cảm thụ đôi chút cảm giác của siêu phàm cảnh. Hơn nữa, còn là chết vì Dương Thanh, cũng coi như có thể yên tâm nhắm mắt. Dòng thời gian quay ngược lại một giờ trước, khi lão ta còn chưa tới võ quán Yến Đô. Như mọi ngày, Vương Chiến tới phòng khám ái dân thật sớm. Nhưng khi lão ta còn chưa vào phòng khám ai dân, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện sau lưng lão ta, ông Vương, xin dừng bước. Di giọng nói kia đột ngột vang lên, khiến Vương Chiến giật mình toát mồ hôi lạnh. Lão ta quay đầu nhìn, thấy đó là một gã đàn ông trung niên ăn mặc rất mộc mạc, đeo một cặp kính viền đen rất dày, đang cười híp mắt nhìn mình. Cậu là ai? Vương Chiến cảnh giác hỏi. Ngôn Tình tổng tài lão ta hoàn toàn không cảm nhận được chút hơi thở võ thuật nào trên người gã đàn ông trung niên này, nhưng đối phương lại có thể lặng yên xuất hiện sau lưng lão ta, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Kể cả là một người thường không hề có võ thuật xuất hiện sau lưng, lão ta cũng không thể không có chút cảm giác nào như vậy được. Nhưng người đàn ông trung niên này xuất hiện khi nào, lão ta thực sự không hề nhận ra. Vương Chiến chỉ có thể cảm nhận được một cảm giác cực kỳ đáng sợ từ người này mà thôi ông có thể gọi tôi là black doctor người đàn ông trung niên hơi mỉm cười nói black doctor sắc mặt phương chiến lập tức thay đổi kịch liệt y đương nhiên là lão ta biết rất rõ cái tên này trước đây khi dương thanh tới chiến trường ngoài biên giới cứu mã siêu trở về lão ta đã nghe anh nhắc tới cái tên này có thể nói dương thanh trở nên cuồng bạo như vậy chính bởi gã black doctor này đã cho anh uống liều thuốc hoàn mỹ gì đó một thứ nguy hiểm đến nỗi ngay cả phùng tiểu uyển cũng không thể loại trừ ra khỏi cơ thể dương thanh khốn kiếp cậu dám thò mặt tới đây à vương chiến nghiến răng ken két quát vừa dứt lời chân lão ta thoáng di chuyển xông thẳng về phía black doctor nhưng lão ta vừa di động thì lập tức phát giác cổ mình đã bị người ta nâm chặt thân thể bị nhấc bổng lên không trung lão ta khiếp sợ nhận ra kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình một tay tóm cổ nhấc cả người mình lên lại chính là tay black doctor kia Tôi tìm ông không phải là để giết ông, tôi chỉ muốn giao cho ông một nhiệm vụ." Black Doctor bình thản nói, "Không dối gạt ông, cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô chính là một ván cờ do tôi bày ra, tất cả đều vì Dương Thanh. Đến khi đó, tôi sẽ kích thích liều thuốc hoàn mỹ trong cơ thể Dương Thanh để nó phát huy công dụng. Lúc ấy, cậu ta sẽ dần mất lý trí, trước khi cậu ta hoàn toàn mất lý trí, chỉ có ông mới có cơ hội cứu cậu ta. Đây là liều thuốc siêu phàm do tôi nghiên cứu điều chế ra." bất kể cao thủ thần cảnh nào dùng nó, cảnh giới võ thuật sẽ tăng vọt lên siêu phàm cảnh chỉ trong vài tích tắc. Nhưng, một khi đã dùng liều thuốc siêu phàm này, ông chỉ còn sống được 10 phút. Điều tôi cần ông làm là, ngay khi Dương Thanh sắp mất lý trí hoàn toàn, hãy dùng thứ thuốc này, sau đó dùng thực lực siêu phàm cảnh của mình để đấu với Dương Thanh một trận. Chỉ khi luôn sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể Dương Thanh được phát tiết ra ngoài, cậu ta mới có thể bình tĩnh trở lại, hiểu chứ? Dứt lời, Black Doctor buông tay, Vương Chiến rơi xuống đất, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Đợi khi lão ta khôi phục tinh thần, Black Doctor đã biến mất, trong tay lão ta xuất hiện một ống thủy tinh đựng thứ thuốc được gọi là liều thuốc siêu phàm kia. Ban đầu lão ta còn cho rằng có lẽ không cần dùng đến liều thuốc này, nhưng thật không ngờ, hiện giờ đã thật sự phải dùng đến nó. Sau khi uống liều thuốc siêu phàm kia, thực lực của lão ta đã tăng vọt lên siêu phàm cảnh trong nháy mắt, giờ khắc này, toàn thân lão ta đã đỏ lưỡng như nhuộm, mạch máu dưới da cũng nổi cả lên thoạt trông, lão ta cũng chẳng khác nào một ác ma trồi lên từ địa ngục. Cừ Dương Thanh đã không thể khống chế nổi bản thân, cảm nhận được hơi thở khủng bố trên người Vương Chiến, anh lao vào tới. Lúc này, Vương Chiến cũng vung tay chém ra một quyền không hề do dự. Uyên, Chiêu thức của hai người đụng phải nhau, một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn bốn phía. Dầm ầm ầm, Dưới sự càn quét của luồng sức mạnh này, toàn bộ vật dụng trong võ quán Yến Đô đã bị hủy diệt trong nháy mắt mặt đất dưới chân họ lập tức hóa thành bột mịn. Trong võ quán Yến Đô vừa xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sao tôi lại cảm nhận được hai luồng hơi thở võ thuật vượt trên thần cảnh đỉnh phong? Một người là Dương Thanh, vậy cao thủ siêu phàm cảnh còn lại là ai? Bên ngoài võ quán, đám cao thủ thần cảnh kia đều biến sắc. Lúc này bọn họ đã tránh xa võ quán chừng trăm mét, nhưng ở khoảng cách xa như vậy lại vẫn cảm nhận được hai luồng hơi thở khủng bố kia vừa va chạm nhau. Mã siêu vừa rời khỏi võ quán Yến Đô cũng trợn to mắt, vẻ không thể tin nổi, người còn lại, chẳng lẽ chính là ông Chiến. Vừa rồi Vương Chiến đuổi anh ta ra nhưng bản thân lại ở lại. Ban đầu anh ta còn không biết Vương Chiến muốn ở lại để làm gì, nhưng hiện tại hình như anh A đã hiểu ra. Có điều, Vương Chiến chẳng phải chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ sao. Dù có biện pháp tặng mạnh cảnh giới võ thuật trong thời gian ngắn thì cũng không thể nào tăng điên cuồng đến nỗi chỉ mấy tích tác đã vọt lên siêu phàm cảnh chứ thượng quan nhu là người cuối cùng rời khỏi võ quán dĩ nhiên cô ta cũng biết rõ trong võ quán lúc này chỉ có dương thanh và vương chiến lúc này có hai lồng uy lực vượt xa thần cảnh đỉnh phong từ võ quán chuyển ra vậy chỉ có thể chứng minh vương chiến cũng đã bước vào siêu phàm cảnh sao sao có thể như vậy được thượng quan nhu kinh hãi thốt lên một cao thủ thần cảnh trung kỳ làm sao có thể dùng bí pháp để đẩy cảnh giới võ thuật vượt qua khỏi thần cảnh đỉnh phong dù là người có thiên phú võ thuật cao nhất hoàng tộc họ thượng quan như cô ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy nhưng sự thật chính là thế đó trong võ quán chỉ có dương thanh và vương chiến như vậy hai luồng hơi thở vượt trên thần cảnh đỉnh phong này chỉ có thể thuộc về bọn họ ông chiến ông làm thế nào vậy mã siêu cần giang lẩm bẩm anh ta hoàn toàn không hiểu vương chiến đã gặp phải chuyện gì nhưng anh ta biết đột phá từ thần cảnh trung kỳ lên tận siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy hậu quả chắc chắn cực kỳ nghiêm trọng Nghĩ đến lúc vương chiến buộc mình rời khỏi đó, bản thân lão ta lại không ra ngoài, mã siêu mới nhận ra, khi vương chiến muốn đuổi mình ra, lão ta đã nghĩ tới biện pháp giúp đỡ Dương Thanh. Lồng hơi thở điên cuồng trong cơ thể Dương Thanh cần được phát tiết ra ngoài, nhưng với cảnh giới võ thuật của anh, khắp thế giới này căn bản không có mấy người có thể đối địch. Trừ khi lại xuất hiện một cao thủ siêu phàm cảnh nữa, băng không, cuối cùng cơ thể Dương Thanh sẽ nổ tung vì luồng hơi thở điên cuồng kia không thể chút ra ngoài được. Ý anh là, người còn lại chính là tiền bối vương chiến thượng quan nhu kinh ngạc hỏi mắt mã siêu đã đỏ bừng anh ta nhìn chằm chằm về phía võ quán cản răng nói nhất định là ông ấy nhưng thực lực của ông ấy chỉ mới tới thần cảnh trung kỳ mà sao có thể đột phá tới siêu phàm cảnh được thượng quan nhu lộ vẻ không thể tin nổi tuy cô ta cũng biết người còn lại hẳn là vương chiến nhưng khi mã siêu nói cho cô ta biết kết luận này cô ta vẫn không thể tiếp thu nổi dẫu sao trước ngày hôm nay Cô ta còn chưa biết, trên thần cảnh còn có siêu phàm cảnh. Mà nay, nơi này bỗng xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh. Không chỉ thượng quan nhu mà cả các cao thủ thần cảnh của các thế lực hàng đầu khác cũng dại mặt ra. Phía bên hiệp hội võ thuật, sắc mặt Hoa Anh Kiệt đã tái nhợt như tờ giấy, bản thân lão ta chính là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, kiến thức dĩ nhiên cũng rộng hơn người khác. Nhận thấy có đến hai cao thủ siêu phàm cảnh liên tục xuất hiện, lão ta vô cùng không cam lòng. Bao nhiêu năm rồi, lão ta một mực bôn ba ở nước ngoài nhằm tìm kiếm các loại biện pháp đột gạch dưới gạch dưới phá khỏi thần cảnh đỉnh phong, nhưng trước sau vẫn không hề có tác dụng gì. Lão ta thậm chí còn có ảo giác, thần cảnh đỉnh phong dường như đã là bậc cao nhất trong thành tựu võ thuật đời mình, đồng thời cũng là gông cùm mà đời này lão ta không thể đánh vỡ. Nếu chưa từng gặp cao thủ siêu phàm cảnh thì cũng thôi, nhưng hôm nay, lão ta lại gặp được, điều quan trọng hơn cả là, một người trong đó mới chỉ 28 tuổi. Bên phía hoàng tộc họ Long, đám người cầm quyền của hoàng tộc đều lộ vẻ không thể tin nổi. Sao, sao lại như thế được? Vương Chiến đã từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long chúng ta, khi đó, ông ta mới chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ, mặc dù ngày nay đã đột phá lên đến thần cảnh trung kỳ nhưng sao có thể nháy mắt tiến vào siêu phàm cảnh như vậy? Long khoa thốt lên, mặt tỏ vẻ không tin được. Điện hạ, ngài không cần quá lo lắng. Đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long lên tiếng, dù hiện tại thực lực của Vương Chiến thực sự lên tới siêu phàm cảnh nhưng đây chắc chắn là sức mạnh không thuộc về ông ta. Nhất định ông ta đã dùng thứ thuốc gì đó có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực, cho nên mới có thể đột phá siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thân thể của cao thủ siêu phàm cảnh phải gánh chịu một uy lực võ thuật vượt xa cao thủ thần cảnh, một kẻ chỉ mới có thực lực thần cảnh trung kỳ làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của siêu phàm cảnh. Tôi dám cam đoan, không lâu nữa, Vương Chiến sẽ biến thành một thi thể thôi long khoa kinh ngạc vội vàng hỏi ông nói thật đấy à cao thủ thần cảnh kia gật đầu sắc mặt nghiêm nghị nói trong gia tộc cổ võ có một loại thuốc có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực như vậy có lẽ vương chiến đã uống thứ thuốc kia cho nên mới đột ngột trở nên mạnh như thế nhưng tác dụng phụ của nó chính là phải chết nghe lão ta nói vậy long khoa mới thấy dễ chịu hơn dù sao vương chiến cũng từng là một cao thủ của hoàng tộc họ long nếu quả thật lão ta có thực lực siêu phàm cảnh thì đây đúng là một tổn thất cực lớn của hoàng tộc họ Long. Không chỉ vương chiến, ngay cả tên Dương Thanh kia, thực lực siêu phàm cảnh của cậu ta cũng không thuộc về bản thân cậu ta, hẳn là do dùng biện pháp gì đó cưỡng chế tăng lên. Cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long còn nói, nếu cậu ta thật sự mạnh như vậy, có lẽ đã giết sạch chúng ta từ lâu, nhưng cậu ta không làm vậy mà lại một mực khống chế ý định giết người của mình. Cả người anh em tốt của cậu ta là mã siêu cùng với vương chiến đều từng ngăn cản cậu ta ra tay giết người. Kết quả là, có 10 cao thủ vương cảnh tấn công cậu ta, trong nháy mắt, cậu ta đã giết sạch đám cao thủ này, sau đó đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu tôi đoán không lầm thì thân thể cậu ta nhất định đã xuất hiện vấn đề gì rất nghiêm trọng, không thể sử dụng võ thuật, một khi sử dụng sẽ mất khống chế ngay, đồng thời thực lực sẽ tăng mạnh. Lúc này, bên phía hoàng tộc họ Diệp cũng có một cao thủ thần cảnh lên tiếng đúng thế, Dương Thanh căn bản chẳng phải cao thủ siêu phàm cảnh gì, thực ra thân thể cậu ta có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Có lẽ hiện tại cậu ta đã hoàn toàn không thể khống chế được, một thời gian ngắn nữa thôi sẽ phải chết. Cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp liên tiếp nói thế, bấy giờ đám cao thủ thần cảnh khác mới cảm thấy dễ chịu hơn, bớt đi sự không cam lòng. Dẫu sao, bọn họ đã phải tu hành hàng mấy chục năm mới có được thực lực thần cảnh, nếu một thanh niên chưa đầy 30 đã có thực lực siêu phàm cảnh thì đây thực sự sẽ là một đả kích cực lớn đối với bọn họ. Nếu thế, chúng ta cứ tiếp tục chờ là được, đợi khi nào Dương Thanh và Vương Chiến đột một lăn ra chết, chúng ta sẽ lại bắt đầu cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, được chứ? Long Khoa hít mắt cười, hỏi. Được, rất đúng ý tôi. Vậy chúng ta hãy tiếp tục chờ thêm chút nữa. Lúc này, trừ hoàng tộc họ thượng quan và hoàng tộc họ đoàn, các cao thủ thuộc các thế lực hàng đầu khác đều lên tiếng ủng hộ ý kiến này. Bên trong không gian cực rộng của võ quán Yến Đô, hai cao thủ đã bước vào siêu phàm cảnh là Dương Thanh và Vương Chiến đang điên cổng ấn công nhau. Thực lực thần cảnh đỉnh phong đã có thể khiến võ quán bị hủy diệt, huống chỉ là hai cao thủ đã tiến vào siêu phàm cảnh. Uinh uinh uinh, những chiêu tấn công cực kỳ mạnh mẽ khiến tất cả mọi thứ trong võ quán này điêu tàn, mặt đất vốn bằng phẳng rắn chắc này đã biến thành gồ ghề lùi lõm dưới những lần va chạm của hai lồng sức mạnh khổng lồ, lộ ra cả cốt thép bên dưới lớp bê tông cực dày. Gư. Dương Thanh nổi giận gầm rú, hơi thở điên cuồng trên người càng lúc càng đậm, hơi thở siêu phàm cảnh vô cùng khủng bố quét ra tám hướng, cuốn đi tất cả. Uyên uyên uyên, lập tức những bức tường dày bốn phía võ quán yến đô hùng vĩ âm ầm đổ xuống. Trời đất, võ quán bị đánh sập luôn các cao thủ của những thế lực đứng đầu đã rút lui rất xa đều trợn to mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nổi. Mặt mã siêu đã vặn vẹo đi một cách dữ tợn, hai nắm tay siết chặt lại, móng tay đâm rách lòng bàn tay, nhưng anh ta dường như không cảm nhận được. Tình hình chiến đấu trong võ quán càng kịch liệt thì càng chứng tỏ tình cảnh của Dương Thanh và Vương Chiến lúc này càng thảm thiết. Bất kể là ai trong hai người, một khi đã trúng vết thương chí mạng thì đều sẽ trở thành đả kích cực kỳ lớn với anh ta. Anh Thanh, ông Chiến, hai người nhất định phải vượt qua được. Mã siêu căn răng lầm bẩm Thượng quan nhu tới bên cạnh mã siêu, an ủi, cậu yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không sao đâu. Ha hét đúng lúc này, một tiếng cười châm biếm vang lên, Long Khoa đang dẫn theo các cao thủ của hoàng tộc họ Long đi tới gần. Ông ta cười ha hả nói, cô thượng quan nhu này, chỉ sợ cô đã nghĩ nhiều rồi. Hai người bọn họ, một kẻ đã hoàn toàn mất lý trí một kẻ thì phải dùng biện pháp gì không rõ liều lĩnh tăng thực lực từ thần cảnh trung kỳ lên đến siêu phàm cảnh. Go cho rằng, trong tình huống này, dù bọn họ có thể tỉnh táo lại thì tỷ lệ sống sót được đến bao nhiêu. Nghe Long Khoa nói thế, sắc mặt thượng quan nhu sa sầm xuống, cô ta nghiến răng nói, bây giờ ông lớn lối như vậy, chẳng lẽ không sợ nhớ đâu trong bọn họ có người sống sót vượt qua được à? Long Khoa liếc nhìn về phía võ quán, nơi đó bụi đã tung mù mịt, thân thể bất chợt co quắp lại. Nếu hai người kia thật sự có một kẻ sống sót được thì đúng là bi kịch của hoàng tộc họ Long. Hừ, Long Khoa lạnh lùng nói, hai người bọn họ sẽ không ai sống sót được. Bộp, một bóng người xẹt qua trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Long Khoa, tóm chặt cổ ông ta, lập tức thân thể Long Khoa bị nhấc bổng lên. Buông điện hạ ra ngay. Đám cao thủ của hoàng tộc họ Long ngây ra vì kinh sợ, sau đó vội vã quát lớn. Thượng quan Nhu cũng kinh ngạc cô ta không ngờ chỉ lời qua tiếng lại một chút mã siêu liền ra tay với long khoa luôn lúc này đôi mắt mã siêu đã chỉ còn một màu đỏ máu bên dưới đó cất giấu một khát khao giết người cực kỳ nồng đậm anh ta nhìn chằm chằm vào long khoa gãn giọng ông tha thiết muốn chết đến vậy à tuy anh ta đã bị thương nặng nhưng lúc này vẫn có thể bộc phát ra hơi thở vượt xa cảnh giới thần cảnh trung kỳ long khoa vốn chỉ là một cao thủ thần cảnh trung kỳ mà thôi đúng là không đủ khả năng chống trả lại mã siêu các cao thủ hoàng tộc họ Long đều nổi giận, buông lời đe dọa, tên khốn kia, thả điện hạ ra mô kẻ nào dám sủa càn thêm một tiếng, tôi sẽ giết tên rác rưởi này. Đôi mắt đỏ như máu của mã siêu đảo qua các cao thủ hoàng tộc họ Long một lượt, lạnh lùng nói. Đồng thời, bàn tay đang chộp lấy cổ Long Khoa đột nhiên tăng lực siết mạnh. Long Khoa lập tức trợn trắng mắt, biên độ giấy rụa càng ngày càng nhỏ. Các cao thủ hoàng tộc họ Long đều sợ hãi ngây người, nhưng chỉ dám tức tối chừng mắt nhìn mà không dám nói gì, cứ thế trơ mắt xem Long Khoa bước dần đến chỗ thần chết. Huy khổ ngay khi Long Khoa sắp tắt thở, mã siêu vung mạnh tay, ném ông ta ra xa, thân thể Long Khoa văng xa chục mét, đập thẳng vào một gốc đại thụ. Ông ta học ra một ngụm máu tươi, hơi thở võ thuật trên người nháy mắt đã yếu ớt hẳn. Mày muốn chết à? Vài tên cao thủ của hoàng tộc họ Long đều nổi giận, lăm lăm muốn ra tay. Dừng lại, Long Khoa cố nén cơn đau, quát lớn một tiếng, loạn choạng bò dậy, nhìn về phía mã siêu, sắc mặt cực kỳ tức giận, nhưng bên dưới lớp vỏ giận dữ đó còn cất chứa đôi phần sợ hãi. Vừa rồi, ông ta thật sự cảm nhận được, mã siêu muốn giết mình. Dựa vào thực lực mã siêu vừa bộc lộ ra, ông A hoàn toàn không phải đối thủ của kẻ này, dù các cao thủ của hoàng tộc họ Long liên hợp lại cũng chưa chắc có thể đối phó với mã siêu. Nếu có thể đối phó được thì không nói, nhưng nếu không đánh thăng được thì sao? Mã siêu nhất định sẽ giết ông ta ông ta không dám đánh cược phen này. Cho nên, ông ta chỉ có thể ngăn đám cao thủ hoàng tộc họ Long lại, không cho bọn họ tấn công Mã Siêu. Mã Siêu lạnh lẽo liếc nhìn Long Khoa một cái, sau đó lại nhìn về phía võ quán, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Các thế lực khác còn đang định châm chọc đôi câu, nhưng khi thấy Mã Siêu mạnh mẽ đến thế, không ai dám lên tiếng nữa. Trước kia, Mã Siêu từng phát huy được thực lực võ thuật ở cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, bọn họ đã tận mắt chứng kiến, Tuy lúc này Mã Siêu đã bị thương nhưng ai dám bảo đảm anh ta không thể phát huy thực lực thần cảnh đỉnh phong một lần nữa? Không một ai còn dám chọc vào Mã Siêu lần nữa. Thượng Quan Nhu liếc nhìn Mã Siêu, cô ta tự kiêu vì bản thân đã 30 năm, nhưng trước mặt Dương Thanh và Mã Siêu, cô ta không cách nào kiêu ngạo nổi. Diệp SUNG vốn cũng là một nhân vật nổi bật trong giới trẻ của bốn hoàng tộc lớn, nhưng cũng chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh so sánh với Dương Thanh và Mã Siêu, đúng là chẳng đáng để nhắc tới. Anh ta cực kỳ không cam lòng nhưng đành bất lực, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trong lòng, hy vọng Dương Thanh sẽ mất mạng trong trận chiến này. Bấy giờ, bên phía võ quán đã biến thành một mớ hỗn độn. Thời điểm cao thủ siêu phàm cảnh đánh nhau, các cao thủ thần cảnh căn bản không thể nhìn rõ bóng dáng bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được từng luồng hơi thở điên cuồng cực mạnh khuếch tán về bốn phương tám hướng. Võ quán Yến Đô đã hoàn toàn biến thành một đống đổ nát, Dương Thanh và Vương Chiến đều đã tiến vào trạng thái mạnh nhất. Không một ai hay, lúc này thân thể Vương Chiến đang phải chịu đựng một áp lực lớn cỡ nào, sức mạnh đang cuồn cuồn không ngừng tăng lên bên trong cơ thể như đang muốn làm nổ tung lão một a. Lão ta vẫn gắng gượng chống đỡ, mặc dù mắt, mũi, tay, miệng đều đã đổ máu nhưng vẫn dốc toàn lực chịu đựng, bởi vì lão ta biết, một khi mình không chịu nổi nữa, Dương Thanh sẽ thực sự xong đời. Thời điểm này đã cách lúc lão ta uống thuốc chừng 7, 8 phút lão chỉ còn chừng 2, 3 phút nữa là tới thời khách cuối cùng. Nhưng đến bây giờ, Dương Thanh vẫn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu tỉnh táo nào, luồng hơi thở điên cồng bạo liệt trong người anh vẫn đang liên tục tăng lên, điều này làm lão ta lo lắng vô cùng. Cậu Thanh, vì vợ con cậu, vì bạn bè, người thân quanh cậu, cậu nhất định phải vượt qua được. Vương Chiến tung một quyền cực mạnh, quát lớn, cậu Thanh, mau tỉnh táo lại. Vương Chiến vừa gào giống kêu gọi, vừa điên cuồng công kích Dương Thanh. Lúc này, hơi thở võ thuật của Dương Thanh đã vượt xa lão ta, dù lão ta có dốc toàn lực cũng không thể gây thương tổn cho Dương Thanh, chỉ khi để Dương Thanh phát tiết tất cả ra ngoài thì anh mới có cơ may tỉnh táo lại. Chỉ chốc lát đã qua 2 phút, toàn thân vương chiến đã nhuộm đâm máu tươi, thậm chí đã ra chóc thịt bong. Đây không phải vết tích do Dương Thanh tấn công tạo thành mà đều do thân thể lão ta không thể chứa đựng nổi hơi thở cảnh giới siêu phàm cảnh. Nhưng Dương Thanh lúc này vẫn còn đang điên cuồng mất lý trí, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dương Thanh, cậu mau tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại cho tôi. Vương Chiến dồn hết sức lực bình sinh, hét lớn. Phụt, rốt cuộc lão ta không thể chịu đựng thêm nữa, sau tiếng hô đó, lão ta học ra một ngụm máu, thực lực siêu phàm cảnh nháy mắt biến mất. Vương Chiến cảm thấy sức mạnh toàn thân đột nhiên rút xuống như thủy triều hạ, rồi biến mất. Lão ta nằm trên mặt đất, ngửa mặt nhìn bầu trời, máu tươi cứ ổng ộc tuôn ra từ miệng lão. Giờ khắc này, trong đầy lão ta chợt lướt qua từng hình ảnh quen thuộc. Năm bốn, năm tuổi, hoặc là sáu, bảy tuổi gì đó, bố mẹ chỉ là người hầu của hoàng tộc họ Long, mỗi ngày, mẹ đi giặt đồ, bố đi khuân vác. Vương Chiến nho nhỏ lúc ấy cũng biết rằng, trong hoàng tộc họ Long này, muốn thay đổi số phận, chỉ có một cách thôi, trở nên mạnh mẽ. Ban ngày lão ta sẽ lén lút trốn vào, xem con cháu dòng chính của hoàng tộc họ Long tập võ dưới sự chỉ đạo của các cao thủ võ thuật. Tối đến, Lão ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ, lén lén luyện lại những gì ban ngày đã học được. Cứ thế, ngày qua ngày, năm nối năm, lão ta từ một người hầu bình thường, nhờ có võ thuật hơn người mà được con cháu đời thứ ba của hoàng tộc họ Long thời đó, cũng chính là Long hoàng thời nay, để mắt tới. Từ đó trở đi, lão ta được cao thủ võ thuật chỉ dạy tận tay, thực lực võ thuật nhanh chóng tăng mạnh, chất lượng sống của gia đình bọn họ cũng được nâng cao. Từ nhỏ Vương Chiến đã quyết định, phải nỗ lực làm mọi thứ vì hoàng tộc họ Long nhưng chẳng ai ngờ được một ngày kia hoàng tộc họ long nơi mà lão ta vẫn coi là nhà mình và long hoàng người mà lão ta vẫn coi là người anh lớn lại muốn giết lão chỉ bởi vì võ thuật của lão ta bị phế mất rồi thất vọng tột cùng lão ta cầu cứu dương thanh tia hy vọng duy nhất của mình khi đó thật không ngờ người thanh niên từng là kẻ địch của lão ta lại thực sự đưa tay cứu lão khoảng thời gian sống tại phòng khám ái dân là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời lão ta không có tranh đấu hại người chỉ có những tình cảm thân thuộc vượt trên cả tình thân làm lão hâm mộ và khao khát. Cùng với cả, một cô bé mà lão ta coi như cháu gái, tên là Phùng Tiểu Uyển, người đã trị liệu nền tảng võ thuật cho lão ta. Chỉ tiếc, sau này lão ta không còn được gặp. Cô gái nhỏ ấy nữa rồi. Tiểu Uyển, ông Chiến phải đi rồi, nếu có kiếp sau, ông Chiến nhất định sẽ làm ông của cháu nhét phương chiến năm trên mặt đất, miệng vẫn liên tục hộp máu tươi, nhưng khóe miệng lão lại thoáng nở một nụ cười hạnh phúc. Mã siêu, vĩnh biệt. Thế giới mà tôi yêu thương vô cùng này, xin vĩnh biệt. Gậu thanh, tôi xin cậu, mau tỉnh lại đi, giọng nói của vương chiến càng lúc càng nhỏ dần. Đúng lúc này, Dương Thanh đang chìm trong cơn điên cuồng chợt thấy trái tim nhói lên một cái, dường như anh vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của vương chiến. Em ơi! Anh ôm đầu, đau khổ hét lớn, một luồng hơi thở vượt xa cảnh giới thần cảnh đỉnh phong chợt bùng nổ, quét về bốn phương tám hướng, mang đi tất cả uyên uyên mặt đất chấn động kịch liệt phó quán yến đô điêu tàn đã hoàn toàn đổ sụp sau tiếng gầm này ý thức của dương thanh ngày càng thanh tỉnh đôi mắt đỏ như máu rốt cuộc cũng nhìn rõ người ngã gục trong vũng máu là ai lập tức chết sững như bị xét đánh ông chiến anh run rẩy gọi chân thoáng di động nháy mắt đã tới bên vương chiến lúc này vương chiến đã hấp hối hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều lão ta đã đứng sát cạnh cái chết nhưng dường như lại nghe thấy tiếng gọi của dương thanh bèn mở mắt nhìn thấy dương thanh đang đứng bên sắc mặt đầy đau khổ và tự trách lão ta biết dương thanh đã lấy lại lý trí rồi khóe miệng lão ta thoáng nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn dương thanh như đang nhìn con cháu nhà mình lão cố sức vươn tay lên muốn chạm vào mặt dương thanh nhưng tay mới vươn tới nửa chừng đã kiệt sức rơi xuống ông chiến ông chiến dương thanh quỳ gối bên cạnh vương chiến run rẩy năm tay lão Đặt lên mặt mình, nước mắt rơi ướt mặt. Ông Chiến, cháu tỉnh rồi, tỉnh rồi, ông đừng đi, cháu xin ông, đừng đi. Dương Thanh bật khóc, nỗi đau đớn và tự trách can xé trái tim, khiến anh chỉ muốn giết chết chính mình. Trước đó, tuy anh mất đi lý trí nhưng lại vẫn nhớ rõ những chuyện vừa xảy ra. Chính nhờ Vương Chiến chẳng rõ đã cưỡng ép tăng thực lực bằng cách nào mà có sức đánh với anh một trận điên cuồng, khiến luồng sức mạnh cồng bạo trong cơ thể anh có thể tiết ra ngoài. Bằng không Chắc chắn anh không thể tỉnh lại, và người phải chết hôm nay chính là anh. Vương Chiến đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy một cơ hội cho anh tỉnh lại. Chỉ là một cơ hội mà thôi, nhưng Vương Chiến lại cam lòng dâng ra cả mạng sống của mình. Đúng rồi, cháu có một viên thuốc giữ mạng mà Tiểu Uyển đưa cho, ông mau nuốt đi, Tiểu Uyển nói, chỉ cần còn thở được, em ấy đều cứu được. Dương Thanh vừa nói vừa nhét vào miệng Vương Chiến một viên thuốc màu đen. Nhưng mặc dù Vương Chiến đã nuốt viên thuốc giữ mạng này, vết thương trong cơ thể vẫn hoàn toàn không hề chuyển biến tốt hơn, sức sống vẫn đang dần dần tiêu tan. Máu tươi vẫn ổng ộc tuôn trào từ miệng lão ta như không thể ngừng lại. Dương Thanh hét lớn một tiếng, như muốn phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng, anh muốn cứu người này, nhưng lại bất lực. Viên thuốc giữ mạng tiểu uyển cho anh cũng không có tác dụng gì với vương chiến nữa. Ông chiến, mã siêu chạy tới, thấy tình trạng thảm thiết của vương chiến lúc này, nước mắt bất chợt chảy xuống. Ông chiến, ông làm sao vậy chẳng phải ông đã nói sau này còn trông con cho cháu cơ mà ông chiến cháu xin ông mau khỏe lại xin ông con của cháu chỉ còn hai tháng nữa sẽ chào đời chỉ còn hai tháng nữa ông sẽ được bế nó rồi ông không thể nuốt lời như thế mau đứng dậy đi mã siêu gọi trong vô vọng tuy mới quen biết phương chiến chưa lâu nhưng anh ta lại luôn có cảm giác quen thuộc như thể người này chính là ông nội mình như thể đã chung sống cùng nhau hai chục năm rồi Mỗi lần Vương Chiến nhìn về phía anh ta, ánh mắt luôn chứa chan tình thương, như đang nhìn đứa cháu nhà mình. Đừng, đừng trách, mình, Vương Chiến khó khăn nói được một câu sau cùng, hai mắt chậm chậm nhắm lại. Ông Chiến, Dương Thanh ngây dại nhìn lão ta, nhẹ giọng gọi như thể sợ làm lão giật mình, nhưng Vương Chiến đã không còn phản ứng gì nữa, mắt đã khép lại, khóe miệng còn Vương một nụ cười ấm áp. Ông Chiến, Dương Thanh hét lên một tiếng như xé gan đứt ruột. Giây phút này, một hơi thở bi thương tột cùng đột nhiên tràn ra từ trên người anh, lan tỏa xung quanh. Dưới ánh nhìn khiếp sợ của tất cả mọi người, mái tóc đen của Dương Thanh từ từ biến thành màu bạc trắng. Chớp mắt đã bạc đầu. Anh, anh thay nhi mã siêu chứng kiến sự thay đổi trên người Dương Thanh cũng liền ngây ra. Lúc này, anh ta có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn từ trên người Dương Thanh, mà bản thân Dương Thanh như đã biến thành một tảng băng ngàn năm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu, cậu Thanh, cậu, không sao chứ, Thượng Quan Nhu là người tới gần nơi này cùng lúc với Mã Siêu, cô ta đang nhìn Dương Thanh đầy sợ hãi. Các cao thủ của những thế lực hàng đầu khác đều không kìm được phải run lên. Nhiệt độ vùng xung quanh võ quán Yến Đô như thể vừa giảm xuống mấy độ. Đúng lúc này, trên bầu trời chợt có hoa tuyết lác đác bay xuống. Đây là tuyết tháng 6. Có kẻ kêu lên kinh ngạc. Giữa ngày hè nóng bức, bầu trời đột nhiên có tuyết rơi, chỉ vài giây sau, khắp trời đã bay đầy những bông tuyết lớn dương thanh bất chợt từ từ đứng lên anh vừa cử động tất cả đã cảm thấy tim đập gấp gáp hơn ngay cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong như hoa anh kiệt cũng bắt đầu sợ hãi mặc dù đứng cách rất xa nhưng mỗi cử động của dương thanh đều khiến con tim mỗi người có mặt ở đây phải run rẩy cậu ta muốn làm gì long khoa nhíu mày đáy mắt tiết lộ đôi phần sợ hãi diệp sung cũng khẩn trương ra mặt trước đây khi thượng quan nhu đưa ra đề nghị liên hợp đối phó với lưu lão quái anh ta không đồng ý đoàn vô nhai cũng lo lắng lắm tuy trước đó ông ta đã lựa chọn đứng về phía thượng quan nhu giúp dương thanh một tay nhưng tình trạng hiện giờ của dương thanh như thế ai biết anh muốn làm gì bên phía hiệp hội võ thuật hoa anh kiệt cũng trao mày sắc mặt cũng lộ vẻ lo lắng anh thanh anh định làm gì thế anh đừng làm em sợi mã siêu căng thẳng tột cùng gọi dương thanh dương thanh lúc này như thể đã biến thành một người khác ngay cả mã siêu cũng cảm thấy vô cùng xa lạ thượng quan nhu đứng cạnh đó gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy sợ hãi. Vèo, ngay dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dương Thanh đột nhiên biến mất tại chỗ. Đâu rồi? Mọi người lập tức trợn mắt nhìn. Một người có tốc độ mau đến đâu thì chỉ ít những cao thủ thần cảnh cũng nên cảm nhận được mới phải. Nhưng lần này, Dương Thanh như thể vừa dịch chuyển tức thời, bọn họ căn bản không hề cảm nhận được Dương Thanh di chuyển về phía nào. Ơ rô ó điều, nỗi sợ hãi Dương Thanh mang tới cho bọn họ vẫn chưa dừng lại ở đó mỗi người đều lộ vẻ lo âu chỉ sợ khi dương thanh xuất hiện trở lại sẽ dừng chân trước mặt mình uyên đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên một bóng người bị ném văng tới như quả bóng cao su rơi thật mạnh xuống đất đồng thời kẻ đó cũng hộp một ngụm máu tươi lưu lão quái khi thấy rõ kẻ bị ném xuống đất hộp máu chính là lưu lão quái tất cả mọi người đều trợn tròn mắt lên cho đến giờ bọn họ mới nhớ tới còn có lưu lão quái ở đây Audio điện tử võ tấn bền trước đó, Dương Thanh bỗng nhiên trở nên điên cuồng, mất lý trí, bọn họ hoảng hốt mà quên mất sự tồn tại của lưu lão quái này. Nhưng hiện giờ, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như lưu lão quái lại bị người ta quật xuống đất như một con chó. Xin cậu Thanh tha mạng. Lưu lão quái quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin. Sắc mặt lão ta tràn đầy sợ hãi. Là Dương Thanh. Đám người ở đây rốt cuộc cũng nhận ra, kẻ nào vừa tìm thấy và lôi cổ lưu lão quái ra đồng thời còn khiến lão ta trọng thương uyên giây tiếp theo thân thể lưu lão quái lại bay vèo ra như một quả bóng cao su nặng nề nện xuống phế tích võ quán yến đô uyên uyên nhưng chuyện này còn chưa kết thúc ngay sau đó thân thể của lưu lão quái lại bị nện xuống đất thật mạnh như đạn pháo không ai có thể thấy rõ bóng dáng dương thanh di chuyển nhưng bọn họ đều biết người đang ra tay hành hạ lưu lão quái nhất định là dương thanh vài giây ngắn ngủi trôi qua lưu lão quái đã nằm liệt trên mặt đất khắp người dính đầy máu tươi mặt đất thì đã lởm chởm những chiếc hố hình người dương thanh cùng mái tóc bạc rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người anh bước từng bước lại gần lưu lão quái gương mặt góc cạnh như được chạm khắc ra hoàn toàn không hề có chút giận dữ nào mà lại hết sức bình thản chết đi mọi người chợt nghe thấy một tiếng quát như tiếng tử thần gọi giây tiếp theo dương thanh giơ một chân nhảm thẳng đầu lưu lão quái đạp thật mạnh xuống Ngôn tình hài tất cả đều khẳng định rằng, nếu một cước này hạ xuống, đầu lưu lão quái chắc chắn sẽ nát như. Thấy chân dương thanh đã sắp hạ xuống đến nơi, lưu lão quái tuyệt vọng trợn to mất, nhưng ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một hơi thở võ thuật khủng bố chợt bao phủ toàn bộ chốn này. uynh Dây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, dưới một quyền này, dương thanh bị đẩy lùi lại phía sau, hai chân trượt dài trên mặt đất ba, 4 mét mới dừng lại được. Trước mặt lưu lão quái lúc này vừa xuất hiện một gã đàn ông cao to lực lưỡng, chiều cao. chừng 1m9, hơi thở võ thuật trên người kẻ này vô cùng khủng bố. Cao thủ siêu phàm cảnh. Đồng tử của Hoa Anh Kiệt đột nhiên co rút lại, nhìn kẻ vừa tới, vẻ không thể tin nổi. Tính cả Dương Thanh và Vương Chiến thì đây là cao thủ siêu phàm cảnh thứ ba lão ta nhìn thấy trong ngày hôm nay. Lão ta hoàn toàn không hề nghi ngờ chuyện gã đàn ông lực lưỡng kia đã tiến vào siêu phàm cảnh, dầu gì bản thân lão ta cũng đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng uy lực toát ra từ gã đàn ông cao lớn kia lại vẫn khiến lão ta khó thở loại uy lực này chắc chắn phải xuất phát từ người của cao thủ siêu phàm cảnh mã siêu thoáng di động thân mình nhào tới đứng bên cạnh dương thanh cảnh giác nhìn gã đàn ông cao lớn đó tha được thì nên tha đi lưu lão quái tôi mang đi bỗng nhiên gã đàn ông trung niên đó lên tiếng giọng điệu của ông ta cực kỳ ngang nhiên như thể ông ta muốn mang ai đi thì không kẻ nào có thể ngăn cản nổi. Lão già này, phải chết. Rốt cuộc Dương Thanh cũng lên tiếng, anh nhìn về phía người trung niên cao lớn kia, ý chí chiến đấu bắt đầu hừng hực. Hừ người trung niên cao lớn lạnh lùng nói, cậu chỉ vừa bước một chân vào siêu phàm cảnh mà đã dám lớn lối như vậy à? Nếu thật sự tiến vào siêu phàm cảnh chẳng phải sẽ càng kiêu ngạo hay sao? Nếu đã vậy, dĩ nhiên tôi đây không thể tha cho cậu được rồi. Lời vừa dứt, Gã trung niên cao lớn kia thoáng di động, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Thanh. Ông ta vung một cánh tay, nắm tay to lớn đấm thẳng về phía trái tim Dương Thanh. Trong chớp mắt, ngay chính Dương Thanh cũng cảm nhận được một hơi thở khủng khiếp không thể ngăn cản. Ánh mắt anh tràn ngập lạnh lẽo, một hơi thở gần như ngang cỡ siêu phàm sơ kỳ bùng nổ từ cơ thể anh. Giết. Anh vung tay chém một quyền. Chỉ là một quyền dứt khoát, không có động tác hoa mỹ nào nhưng không gian xung quanh như thể bị sức mạnh đi kèm quyền này của anh xé rách toạc. Quỳnh, nắm đấm của hai người đối đầu trong giây lát. Thân thể Dương Thanh bỗng bị đẩy lùi bảy, ám bước, mà gã trung niên cao to kia chỉ phải lùi lại ba, bốn bước. Dù vậy, điều này cũng đã khiến ông ta thoáng lộ vẻ khiếp sợ. Ông ta có thể cảm nhận được, cảnh giới võ thuật của Dương Thanh vẫn chưa bước vào siêu phàm cảnh, chính xác là thì hẳn đang là bán bộ huyền siêu phàm cảnh. Tuy cách siêu phàm sơ kỳ chỉ nửa bước thôi nhưng chỉ có cao thủ siêu phàm cảnh mới biết, nửa bước tranh lệch này lớn cỡ nào. Vậy mà Dương Thanh lại có thể chống lại chiêu tấn công của ông ta, đồng thời chỉ lùi lại 7, 8 bước, mà chính mình cũng đã phải lùi lại 3, 4 bước. Từ bao giờ mà cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành cũng dám đặt chân vào Yến Đô thế này? Ngay lúc này, một giọng nói từ trên trời giáng xuống, tựa như âm thanh của thần, làm chấn động cả đất trời. Đồng thời, một uy lực võ thuật khủng bố tràn xuống, đè lên toàn bộ khu vực này. Bị chi bịch, dưới uy lực kinh khiếp đó, những cao thủ có cảnh giới dưới thần cảnh hậu kỳ đều quỳ phịch hai gối xuống đất. Chỉ một luồng uy lực đã khiến các cao thủ dưới cảnh giới thần cảnh hậu kỳ phải quỳ xuống, có thể đoán được chủ nhân của giọng nói kia mạnh cỡ nào. Gã trung niên cao to vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức mặt mũi trăng bệch ra, mắt lộ vẻ sợ sệt khủng khiếp, như thể vừa thấy được một nhân vật đáng sợ tột cùng. Đồng thời, thân thể ông ta cũng bị đầy lùi vài bước, đợi khi ông ta dừng lại được, khóe miệng đã ứa máu tươi. Cảnh tượng này khiến mỗi người có mặt ở đây đều rúng động cả tâm can. Ngay cả Dương Thanh cũng tỏ ra hết sức căng thẳng, bởi vì chính anh cũng không thể cảm nhận được chủ nhân giọng nói kia hiện đang ở đâu. Cút! Sau đó, lại một tiếng quát giận dữ vang lên. Lúc này, gã trung niên cao lớn không dám nhùng nhằng, chỉ quảng cho Dương Thanh một ánh mắt tàn độc rồi vội chộp lấy lưu lão quái, quay lưng định chạy thấy gã trung niên kia sắp mang theo lưu lão quái biến mất, Dương Thanh lập tức lạnh lùng quát, muốn chạy thì bỏ người lại đất hôm nay, bất kể ai ra mặt, anh cũng phải giết lưu lão quái. Đương nhiên anh cũng biết rõ, trước kia, khi anh sắp tiến vào trạng thái điên cuồng, chính do lưu lão quái này dùng cổ thuật chỉ đạo 10 gã cao thủ vương cảnh tấn công anh mới khiến anh triệt để rơi vào cơn điên cuồng đến mất lý trí. Nếu không phải do lưu lão quái, anh vẫn còn có thể đè nén cơn cuồng bạo trong người, vương chiến cũng sẽ không mất mạng. Hả, những người đứng đầu các thế lực lớn quanh đó nghe thấy Dương Thanh nói vậy, lập tức sợ hãi sừng sốt. Gã đàn ông trung niên lực lưỡng kia có thực lực rất mạnh, rõ ràng đã bước vào siêu phàm cảnh, Dương Thanh căn bản không phải đối thủ của ông ta nhưng vẫn dám đứng ra ngăn cản. "Cậu vội vàng muốn chết như vậy à?" Ông ta bỗng lên tiếng, giọng nói tràn ngập ý muốn giết người. Đáy mắt Dương Thanh cũng đầy sát khí, hơi thở võ thuật trên người anh tăng vọt chỉ trong giây lát, phút chốc đã vượt xa cảnh giới thần cảnh đỉnh phong, bùng nổ ra ngoài. Lần này, sắc mặt gã đàn ông trung niên kia đã trở nên cực kỳ khó coi. Là một cao thủ siêu phàm cảnh, dĩ nhiên ông ta có thể cảm nhận được, thực lực võ thuật của Dương Thanh lúc này đã tiến sát tới siêu phàm cảnh sơ kỳ. Thực chất Dương Thanh đang từ bán bộ siêu phàm cảnh lại nhanh chóng tăng được tới siêu phàm cảnh sơ kỳ. Vậy có nghĩa là, một khi Dương Thanh dốc toàn lực đối phó với ông ta, anh hoàn toàn có thể phát huy được thực lực của một cao thủ siêu phàm cảnh sơ kỳ. Một điểm quan trọng nữa là giọng nói vừa rồi không hề vang lên nữa chứng tỏ người kia hoàn toàn rửng dưng trước sự khiêu khích của dương thanh với ông ta anh thanh mã siêu lo lăng gọi anh ta biết trong trạng thái này dương thanh rất mạnh nhưng gã đàn ông trung niên kia càng mạnh hơn dù dương thanh có dốc hết sức cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta để người lại dương thanh nhắc lại lần nữa gió phương bắc xít gào bông tuyết tán loạn đầy trời mái tóc đã biến thành màu bạc của dương thanh cũng tung bay theo gió nếu cậu đã muốn chết đến thế thì tôi sẽ giúp cậu một tay gã trung niên kia đặt lưu lão quái xuống ngay sau đó một hơi thở võ thuật khủng bố từ trên người ông ta chợt bùng nổ khu vực quanh người ông ta như vừa được ngăn cách với thế giới bên ngoài bông tuyết rơi xuống gần ông ta vài mét liền biến mất dương thanh đã thực sự bước vào siêu phàm cảnh sao long khoa nghiến giang nói ân oán giữa hoàng tộc họ long và dương thanh không nhỏ dương thanh càng mạnh hoàng tộc họ long càng bị nguy hiểm thêm sắc mặt diệp sung cũng hết sức khó coi dương thanh và anh ta băng tuổi nhau nhưng anh ta mới chỉ là bán bộ thần cảnh còn dương thanh lại đã đặt chân vào siêu phàm cảnh đoàn vô nhai lại tỏ vẻ hết sức phức tạp ông ta là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn bản thân cũng là cao thủ thần cảnh hậu kỳ vậy mà lúc này ở trước mặt dương thanh lại trở nên nhỏ bé và yếu ớt đến vậy có lẽ một đòn của dương thanh đã đủ giết chết ông ta rồi nhỉ hoa anh kiệt chỉ lạnh lùng nhìn nhưng trong nội tâm lại cực kỳ không cam lòng Lão ta đã đặt chân tới cảnh giới thần cảnh đỉnh phong rất nhiều năm rồi, những năm gần đây, lão ta một mực tìm kiếm cơ hội bước chân vào siêu phàm cảnh, nhưng võ thuật của lão trước sau vần không hề có tiến bộ. Hôm nay, một gã thanh niên mới 28 tuổi lại đã đặt chân vào siêu phàm cảnh. Cậu ta vẫn chưa bước vào siêu phàm cảnh. Đúng lúc này, phía bên hoàng tộc họ Long, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong có khuôn mặt già nua chợt nghiêm nghị nói, hiện tại, có thể cậu ta chỉ có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh thôi. Hơn nữa Thực lực này cũng không thuộc về cậu ta, các vị chớ quên, trước đó cậu ta từng trở nên cực kỳ điên cuồng, gần như mất cả lý trí, lúc này hẳn chỉ mới khôi phục bình tĩnh nhưng cảnh giới võ thuật vẫn chưa khôi phục đâu. Nhất định cậu ta đã dùng biện pháp gì đó, hoặc uống thứ thuốc nào đó để tăng thực lực, bằng không, chắc chắn cậu ta không thể sở hữu thực lực mạnh cỡ đó ở cái tuổi này được. Nghe lão già kia nói thế, mấy vị cầm quyền của các thế lực lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Thì ra lúc này đang tạm thời có thể duy trì thực lực bán bộ siêu phàm cảnh cho nên mới dám liều mạng đối chọi với cao thủ siêu phàm cảnh, đợi khi hiệu quả tăng mạnh thực lực biến mất, muốn báo thủ sẽ khó khăn hơn nhiều. Diệp Sung cũng lên tiếng, như thể đang an ủi bản thân. Đoàn Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, các người đừng quên, dù cậu ấy chỉ tạm thời có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh thì cũng có thể giết sạch đám chúng ta đấy. Nghe vậy, đám người quyền quý của các thế lực lớn đều quay sang nhìn Đoàn Vô Nhai đoàn vô nhai ông đang muốn tâng bốc kẻ địch để hạ thấp phe ta à long khoa lạnh lùng hỏi đoàn vô nhai khinh thường cười nhạt lạnh lẽo nói đừng có gộp chung tôi với các người các người không xứng tên khốn ông muốn chết đúng không long khoa lập tức giận dữ với thực lực của ông cũng đòi giết tôi đoàn vô nhai cười nhạt hơi thở võ thuật của cao thủ thần cảnh hậu kỳ lập tức tràn ra từ người ông ta sắc mặt long khoa cứng đờ cùng là người thừa kế của hoàng tộc nhưng ông ta mới chỉ có thực lực thần cảnh trung kỳ, đấu với đoàn vô nhai quả thực chỉ có một con đường chết. Các vị, giờ không phải là lúc để chúng ta cãi cọ mà nên suy nghĩ xem, làm sao để tiếp tục cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô mới phải. Diệp sung bỗng bước lên trước, cất giọng khuyên. Cậu còn muốn tiếp tục cuộc đấu võ giành ngôi vương? Đoàn vô nhai nhíu mày hỏi. Sách mà thượng quan nhu cũng hết sức khó coi, lạnh lùng nhìn Diệp sung, nói, ngay cả võ quán Yến Đô cũng đã bị đánh sập, còn cần tiếp tục thi đấu sao? Hơn nữa, với thực lực võ thuật mà cậu Thanh đã thể hiện ra, các vị nghĩ mình còn có phần thắng sao? Diệp Sung chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không hẳn như vậy, đúng là võ quán Yến Đô đã bị đánh nát, thực lực của Dương Thanh cũng rất mạnh, nhưng rốt cuộc anh ta vẫn chưa thi đấu với các cao thủ đứng đầu của hoàng tộc chúng ta đây. Nếu còn chưa thi đấu thì làm sao có thể tính anh ta thắng rồi? những vị cầm quyền của các thế lực hàng đầu ở đây lập tức hiểu ý diệp sung long khoa nhanh nhỏ nói cháu sung nói đúng lắm dù dương thanh rất mạnh nhưng còn chưa đấu với các cao thủ của chúng ta vậy thì không tính là đã thắng được cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô nhất định phải tiếp tục hoa anh kiệt cũng lạnh lùng nói đúng thế cuộc thi giành ngôi vương cần phải tiếp tục các người thượng quan nhu lập tức nổi giận đùng đùng cô ta nghiến răng nói các người không sợ sẽ mất mạng trong tay cậu thanh sao đoàn vô nhai cũng lạnh giọng bảo các người đang mua dây buộc mình đó ha ha đợi lát nữa dương thanh có còn sức chiến đấu tiếp hay không còn chưa biết đâu anh a à muốn giết chúng tôi thì cũng phải có năng lực giết được đất diệp sung cười ha hả rồi nói lúc này dương thanh đã bắt đầu so đấu với gã đàn ông trung niên thần bí kia mỗi một lần so chiêu với ông ta dương thanh đều sẽ bị đánh bay mấy mét hệt như quả bóng cao su hiển nhiên gã đàn ông trung niên cao to này còn đang kiêng kỵ vị cao thủ thần bí nọ băng không ông ta đã sớm thẳng thừng xuống tay giết dương thanh nhưng dường như dương thanh hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn bị đánh bay một lần anh lại đứng lên xông về phía ông ta lần nữa lưu lão quái phải chết dương thanh gầm nhẹ một tiếng đôi mắt đã đỏ rực màu máu gã trung niên kia quả rất mạnh nhưng lại không phải không thể đánh bại anh có thể nhận ra sau mỗi lần tấn công của mình hơi thở võ thuật trên người anh lại tăng mạnh thêm một chút anh còn có thể cảm nhận rõ ràng đây chính là tác dụng của liều thuốc hoàn mỹ. Nhưng lần này không như trước đây, khi liều thuốc hoàn mỹ kia phát huy tác dụng, nó vẫn chưa khiến anh mất đi lý trí, cũng không khiến anh cảm thấy đau đớn chỗ nào. Gã trung niên cao to kia dường như cũng nhận ra điểm này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ông ta muốn ra đòn quyết định nhưng lại sợ vị cao thủ thần bí kia. Danh con, cậu thật sự muốn liều chết với tôi à? Sắc mặt ông ta bắt đầu tràn ngập sát khí, chừng mất nhìn về phía Dương Thanh vừa bị đánh bay lại đang lồm cồm bò dậy. Dương Thanh lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt điên cồng nhìn thẳng vào gã đàn ông kia, nghiến răng nói, lưu lão quái, phải chết. Vẫn là câu nói này. Đã thế thì dù tôi giết cậu, hẳn vị kia cũng sẽ không nhúng tay đâu nhỉ. Gã đàn ông trung niên lạnh lẽo nói. Ông ta nói vậy là đang muốn thử ý vị kia, đối phương vần chẳng nói thêm gì, ra vẻ không định nhúng tay vào chuyện này. Anh Thanh, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mã siêu căn răng hô. Anh ta cũng rất muốn báo thù cho vương chiến, nhưng gã đàn ông trước mặt kia quá mạnh, Dương Thanh hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta. So với báo thù, anh ta càng mong muốn Dương Thanh có thể sống sót. Dương Thanh lại lắc đầu, sạc mặt kiên định, nói, hôm nay, lưu lão quái phải chết. Vừa dứt lời, hơi thở võ thuật trên người anh đã tăng vọt, chân khẽ di động, một lần nữa lao về ma đối thủ. Uinh uinh uinh, Dương Thanh lại bắt đầu một vòng tấn công mãnh liệt gã đàn ông trung niên kia, những đòn tấn công lần này lại mạnh hơn lần trước khá nhiều. Gã trung niên cao to kia cũng nhận ra, thực lực của Dương Thanh lại tăng mạnh vài phần, sắc mặt lập tức âm trầm cực kỳ. Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, chẳng phải thực lực của Dương Thanh sẽ có lúc vượt qua ông ta sao? Nghĩ tới đây, ông ta kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Xanh con, mày muốn chết hại ông ta vung mạnh cánh tay, một luồng sức mạnh đáng sợ từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó đột một chụp về phía Dương Thanh. Dương Thanh lập tức năm tay, công kích về phía lòng bàn tay ông ta. Uyên Một tiếng động lớn vang lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Dương Thanh bị đẩy lùi về sau 7, 8 bước, gã đàn ông cao lớn kia cũng bị đẩy lùi 7, 8 bước. Lần sau chiêu này, sức mạnh của hai người đã ngang nhau. Sao có thể như vậy được? Long khoa trợn to mắt hô lên, không thể tin nổi. Diệp Sung và Hoa Anh Kiệt cũng kinh ngạc tột cùng, gã đàn ông trung niên kia chính là cao thủ siêu phàm cảnh, vậy mà lần so chiêu này, Dương Thanh lại có thể ngang sức với ông ta. Cảnh tượng này khiến bọn họ tưởng mình đang nằm mơ. Một hơi thở mờ mịt như có như không chợt tràn ra từ trên người Dương Thanh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc này, gã đàn ông trung niên lập tức căng thẳng nhìn, bởi vì lúc này, hơi thở võ thuật của Dương Thanh đã bước vào siêu phàm cảnh. Ông ta không thể xác định, đây là sức mạnh thuộc về thực lực chân chính của Dương Thanh hay chỉ là sức mạnh mượn tạm từ thứ thuốc tăng cường thực lực hoặc bí pháp nào đó. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần có thể giúp một cao thủ võ thuật trở nên mạnh mẽ thì sức mạnh đó vẫn thuộc về thực lực của người này. Ngay cả chính ông ta cũng chưa từng nghe nói tới một người trẻ tuổi như vậy có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Rốt của cậu là ai? Giờ khắc này, ông ta không muốn tiếp tục tấn công Dương Thanh nữa mà chỉ nghiêm sắc mặt hỏi anh ông ta không tin một thiên tài võ thuật cỡ này lại là một cao thủ trong thế gian người như thế nhất định phải có lai lịch cực lớn ban đầu ông ta còn cho rằng khi ông ta muốn ra tay đánh chết dương thanh vị cao thủ thần bí kia xuất hiện là vì bất mãn chuyện ông ta bước vào thế gian nhưng giờ xem ra việc này có lẽ không đơn giản như vậy sự xuất hiện của vị cao thủ thần bí kia có lẽ là vì dương thanh mới đầu vị đó xuất hiện để ngăn cản mình giết dương thanh nhưng hiện tại vì sao lại không nhúng tay vào nữa là bởi vì, trước đó, thực lực của Dương Thanh chưa đủ mạnh. Nhưng lúc này, Dương Thanh đã có thực lực ngang với cảnh giới siêu phàm cảnh sơ kỳ rồi. Đối với ông ta, chỉ ít cũng không dễ dàng bị giết chết nữa. Tôi là ai có gì quan trọng sao? Sắc mặt Dương Thanh tràn ngập ý muốn giết người, tôi chỉ muốn lấy mạng lưu lão quái. Nếu không phải tại ông ta, ông Chiến đã không phải chết. Gã đàn ông trung niên cho rằng, Dương Thanh sẽ không nói cho ông ta biết thân phận chân thật của mình nhưng ông ta không biết ngay chính bản thân dương thanh cũng không rõ thân phận của mình ra sao anh vốn cho rằng gia tộc vũ văn ở yến đô là nhà của mình vũ văn cao dương người đứng đầu gia tộc đó chính là bố mình kiếm hiệp hay nhưng sau này anh mới biết vũ văn cao dương không phải bố đẻ của anh năm ấy mẹ anh kết hôn với vũ văn cao dương thì đã mang thai anh rồi hừ gã đàn ông trung niên kia hừ lạnh một tiếng đồ không biết lượng sức mình vừa dứt lời hơi thở võ thuật trên người ông ta đột nhiên mạnh thêm ông ta ngạo nghẽ nhìn dương thanh nói danh con tuổi còn trẻ đã có thực lực võ thuật cỡ này đúng là không dễ nhưng muốn cướp lưu lão quái trong tay tôi thì tuyệt đối không có khả năng dương thanh chẳng buồn dài dòng thêm nữa chân anh thoáng di động một lần nữa lao về phía ông ta như muốn nhất quyết giết bằng được lưu lão quái uynh 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 hai người điên cuồng so chiêu uy lực võ thuật của họ gần như đã bao trùm cả yến đô đám người cầm quyền của các thế lực lớn đang đứng cách bọn họ cả trăm mét ai nấy đều hết sức căng thẳng sức mạnh của dương thanh đã vượt xa tưởng tượng của họ bọn họ còn cho rằng dù không chết nhưng dương thanh cũng sẽ bị người đàn ông trung niên kia đánh trọng thương nhưng thật bất ngờ dương thanh không chỉ không bị thương trái lại càng đánh càng mạnh chuyện này rốt cuộc là sao chẳng phải dương thanh đã dốc kiệt sức rồi cơ mà vì sao còn có thể phát huy thực lực mạnh cỡ đó bọn họ càng xem càng bối rối Bọn họ còn đang chờ xem Dương Thanh bị giết, nhưng kết quả lại thấy Dương Thanh càng mạnh hơn. Tôi lại đang muốn đợi xem, lát nữa các cao thủ đứng đầu của các vị đấu với cậu Thanh thế nào. Đoàn vô nhai châm chọc nói. Thượng quan Nhu cũng nở nụ cười, thần cảnh đấu với siêu phàm cảnh, cháu chưa thấy bao giờ. Chú cũng chưa được thấy bao giờ, nhưng hôm nay có lẽ sẽ được mở mang kiến thức đôi chút đấy. Đoàn vô nhai cười nói, chỉ có điều, chú đang thắc mắc, cao thủ thần cảnh có thể chống đỡ cao thủ siêu phàm cảnh được bao lâu nhỉ? Cháu đoán, chắc chừng 10 giây. Thượng quan Nhu nói, đoàn vô nhai lắc đầu, quá lâu, một giây cũng đã là quá lâu. Cuộc hội thoại của hai người lọt tới tai đám người hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cùng đám cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật, sạc mặt bọn họ trở nên khó coi tột đỉnh. Nếu Dương Thanh thật sự có thể đánh bại gã đàn ông trung niên cao to kia thì dù không đạt tới cảnh giới siêu phàm cảnh, Sức chiến đấu của anh cũng đã ngang ngửa cao thủ siêu phàm cảnh. Trừ khi cao thủ thần cảnh bên họ cực đông, đông đến mức chết vài người cũng không thành vấn đề, nếu không, bọn họ có điên mới để cao thủ thần cảnh nhà mình đấu với Dương Thanh, như vậy khác nào tự sát. Mã Siêu đang thấp thỏm lo sợ, nay thấy thế cũng đã thở ra nhẹ nhõm, nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy âu lo. Tình trạng của Dương Thanh cực kỳ không bình thường, anh ta không biết có phải thân thể Dương Thanh đã xảy ra vấn đề gì chăng. Hiện giờ thực lực của anh Thanh rốt cuộc là sức mạnh thuộc về chính anh ấy hay là do cưỡng chế tăng lên. Nếu như là do cưỡng chế tăng mạnh thì dù có thể giữ lưu lão quái lại, sau đó Dương Thanh sẽ thế nào? Lúc này, các cao thủ của Hoàng tộc và Hiệp hội Võ thuật đều đang chăm chú trông mong Dương Thanh bị thương. Cút gã trung niên cao to kia cũng đã bị Dương Thanh chọc cho nổi điên thật sự, tung một chiêu cực mạnh đẩy lùi Dương Thanh. Trong khoảnh khắc, đáy mắt ông ta tràn ngập ý định giết chóc, danh con, đây là do mày ép tao. Vừa dứt lời, ông ta đã phẫn nộ quát to, nổi ẩm Đột nhiên, một hơi thở võ thuật khủng khiếp bỗng chốc bùng phát từ trên người ông ta, tảng đá dưới chân nháy mắt hóa thành bột mịn. Không ổn rồi, lùi lại một đám cao thủ của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật đang đứng cách đó cả trăm mét đột một kinh hãi tột độ, vội vàng lùi lại phía sau. Tuy đã cách rất xa nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn, chỉ sợ chút dư âm của cuộc chiến tiếp theo đó cũng có thể khiến bọn họ trọng thương. Chỉ sau vài tích tắc, các cao thủ hàng đầu của hoàng tộc và hiệp hội võ thuật lại lùi về phía sau vài trăm mét. Lúc này ở chiến trường, trên người gã trung niên cao to kia lại bùng nổ một hơi thở cực khủng bố, đá sỏi bốn phía cũng phải nảy khỏi mặt đất. Bấy giờ, Dương Thanh cũng nghiêm nghị hẳn. Anh biết, người này đang phát huy trạng thái mạnh nhất, lần này ông ta thật sự muốn lấy mạng anh. Nhưng anh vẫn không hề sợ hãi, chỉ ánh mắt trở nên tập trung hơn. Anh tự biết rất rõ tình hình của bản thân mình, dù gã đàn ông trung niên này có mạnh hơn nữa thì cũng rất khó lòng mà giết được anh không một ai hay anh nhất quyết muốn giữ lưu lão quái lại không phải chỉ để báo thù mà còn vì bất ngờ trước cảnh giới võ thuật của gã đàn ông cao lớn kia siêu phàm cảnh không phải là trình độ có thể cố gắng là vươn tới được thực lực của anh đã đạt tới trình độ như ngày hôm nay muốn tăng mạnh hơn nữa chỉ có thể so đấu với cao thủ siêu phàm cảnh khác danh con đỡ đòn này của tao đi gã trung niên cao lớn kia quát to một tiếng nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm tột cùng ập tới, Dương Thanh lập tức hiểu được, gã đàn ông trung niên kia đã tung đòn tấn công. Anh không hề do dự bắt chéo hai tay trước ngực để phòng ngự. Oing. Một giây sau đó, một quyền của ông ta giáng xuống, chúng giữa vị trí giao nhau của hai cánh tay Dương Thanh. C, chân Dương Thanh trượt về sau hơn chục mét. Anh cảm thấy xương cánh tay mình gần như gãy ra, anh không kịp nghĩ nhiều, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất. Mượn lực này đẩy mình lao về phía trước Gã đàn ông trung niên kia cao mày nhìn Ông A không ngờ Dương Thanh có thể đỡ được chiêu vừa rồi Thậm chí còn có thể tiếp tục tấn công mình lần nữa Điều này làm ông ta có cảm giác mình đang bị khiêu khích Hừ Ông ta quát lạnh một tiếng Nhìn Dương Thanh đang lao về phía mình tấn công Tay chém ra một đòn thật mạnh Uing 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 Trong khoảnh khắc đòn tấn công của hai người chạm nhau sức mạnh đáng sợ của nó khiến phía tích dưới chân hai người lập tức tan thành cho bụi, nên đường lõm xuống thật sâu. Uyên, gã đàn ông trung niên chém ra một quyền nữa, chúng giữa ngược Dương Thanh. Lần này Dương Thanh không thể tránh né, anh hộc máu tươi, thân thể bay ngược ra sau như diều đứt dây, bay ra xa mấy chục mét, anh nặng nề rơi xuống mặt tuyết, hơi thở võ thuật của anh trước mắt đã biến biến mất. Anh bị trọng thương nhưng gã đàn ông trung niên kia cũng không khá hơn là bao ông ta cũng bị trúng một đòn cuối cùng của dương thanh bị đẩy lùi bảy tám bước ông ta nhìn dương thanh chật vật không bỏ dậy nổi cảm thấy hơi thở võ thuật trong người mình đột nhiên trở nên kỳ hỗn loạn hai người đứng cách nhau một khoảng xa nhìn thẳng vào nhau nhưng không ai tiếp tục ra chiêu tấn công khu khụ một hồi lâu sau gã đàn ông trung niên kia không thể khống chế thương tích của mình nữa ho khan mấy cái hơi thở võ thuật trên người cũng yếu đi rất nhiều danh con cậu mạnh đấy Ông ta nghiêm nghị nói. Ánh mắt Dương Thanh lạnh lẽo như băng, lần này anh không nhắc lại chuyện muốn giữ lưu lão quái nữa mà chỉ hỏi, nói cho tôi biết ông là yêu một ngày nào đó, tôi sẽ đến tìm ông. Gã trung niên cao lớn của sưởng sốt, ngay sau đó liền hiểu ý Dương Thanh, anh đã quyết định tha cho lưu lão quái lần này. Hoàng Tiến, thuộc khu vực số 9 của Miêu Thành. Ông ta nhanh chóng thông báo lai lịch của mình. Quả nhiên đúng là cao thủ của Miêu Thành, trong 13 khu vực của Miêu Thành, ông ta là cao thủ của khu vực số 9, nhất định phải là nhân vật hàng đầu của khu vực này. Tôi chờ cậu. Hoàng Tiến nói xong bèn quay đầu rời đi, ngang qua lưu lão quái, ông ta sách lão lên mang theo. Mãi đến khi bóng dáng Hoàng Tiến biến mất hẳn, Dương Thanh mới ho thật mạnh, anh nhanh nhẹn nuốt ngay một viên thuốc mà Phùng Tiểu Uyển đã đưa cho mình. Vừa rồi, khi đối đầu với Hoàng Tiến, ông ta đã khiến anh bị thương rất nặng, nhưng với năng lực khôi phục hiện nay của anh thì chẳng bao lâu là có thể trở về trạng thái tốt nhất rồi trận chiến vừa rồi khiến anh hiểu được rất nhiều đúng là anh vẫn chưa bước vào siêu phàm cảnh nhưng cũng đã cách cảnh giới này không bao xa anh có thể cảm nhận được mình đã rất rất gần siêu phàm cảnh có lẽ chẳng bao lâu nữa anh thật sự có thể tiến vào cảnh giới này mối thù ngày hôm nay anh sẽ tự tay bắt lưu lão quái trả lại đầy đủ anh thanh đúng lúc này mã siêu chạy tới thấy hơi thở của dương thanh đã hỗn loạn anh ta lo lăng ra mặt cậu thanh cậu thanh thượng quan nhu và đoàn vô nhai cũng đi tới cạnh dương thanh nhìn anh ánh mắt cực kỳ phức tạp đoàn vô nhai vốn là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn thân phận địa vị đều hiển hách trước giờ cực kỳ cao ngạo nhưng nay trước mặt dương thanh ông ta không hề lộ vẻ ngạo mạn ánh mắt nhìn dương thanh chỉ còn kính trọng đó là ý tôn kính dành cho kẻ mạnh hơn dương thanh khẽ lắc đầu tôi không sao dứt lời anh liếc nhìn thượng quan nhụ lại nhìn đoàn vô nhai chân thành nói cảm ơn hai vị đã trợ giúp nhiều như vậy, ân huệ hôm nay, tôi xin ghi nhất. Thượng quan Nhu và đoàn vô nhai vội lắc đầu. Cậu thanh quá lời rồi, chúng tôi cũng chưa làm được gì, trái lại còn được nương uy phong của cậu, nếu không, lưu lão quái kia mạnh cỡ đó, chỉ sợ chúng tôi đã chết sạch trong tay lão ta rồi. Đoàn vô nhai nói, thượng quan Nhu lo âu hỏi, cậu thanh, không biết tình hình cậu bây giờ ra sao. Dương Thanh hơi nhíu mày, không rõ ý thượng quan Nhu hỏi, Thượng quan Nhu vội giải thích, hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cùng với hiệp hội võ thuật đang tính tiếp tục cuộc đấu võ tranh ngôi vương của Yến Đô, tôi lo bọn họ sẽ gây khó dễ cho cậu. Hừ, Dương Thanh cười nhạt, nếu bọn họ muốn chết thì cứ nhầm vào tôi đi. Tuy nay anh đang bị thương nặng nhưng không đến mức không còn sức đánh một trận, chỉ ít lúc này anh vẫn có thể duy trì thực lực thần cảnh đỉnh phong. Trong số các cao thủ ở đây, chỉ có Hoa Anh Kiệt, người của Hiệp hội Võ Thuật có được thực lực thân cảnh đỉnh phong nhưng chỉ một gã hoa anh kiệt mà muốn giết anh thì còn xa mới đủ dương thanh không ngờ mạng của cậu lớn thật đấu với cao thủ siêu phàm cảnh mà còn có thể sống sót bỗng một giọng nói châm chọc vang lên long khoa dẫn theo đám cao thủ của hoàng tộc họ long đi tới võ thuật của anh thanh đây cực mạnh thật làm người ta khiếp sợ ngôn tình ngược diệp sung cũng cười nói mang đám cao thủ của hoàng tộc họ diệp bước lại hoa anh kiệt cùng các cao thủ của hiệp hội võ thuật bước đến tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt lão ta nhìn về phía dương thanh tràn đầy ý chí chiến đấu các vị hẳn đã rõ cuộc đấu võ tranh ngôi vương của yến đô hôm nay chỉ là một cái bấy nay võ quán yến đô đã bị hủy diệt cuộc đấu lần này coi như kết thúc mời các vị quay về đi thôi dương thanh đưa mắt nhìn lướt qua đám người ở đây lạnh lùng nói anh vẫn luôn cố ngăn cản đế thôn xuất thế nhưng những người này lại vì đế thôn mà tới sao anh có thể để bọn họ được như ý Cậu bảo chúng tôi đi thì chúng tôi phải đi à? Cậu đang lấy thân phận vương của Yến Đô này để ra lệnh cho chúng tôi sao? Hoa Anh Kiệt bước lên nửa bước, hơi thở của thần cảnh đỉnh phong đột nhiên bùng nổ từ trên người lão ta. Ông muốn gì? Mã siêu lập tức bước ra, tức giận nhìn chằm chằm vào Hoa Anh Kiệt. Cốt! Hoa Anh Kiệt vung một quyền, Mã siêu không hề phòng bị, lập tức bị đánh bay. Không một ai ngờ Hoa Anh Kiệt sẽ ra tay với Mã siêu tuy mã siêu có thể bộc phát được thực lực tương đương thần cảnh đỉnh phong nhưng cũng phải phá giải phong ấn sức chiến đấu còn phải uống thuốc tăng sức mạnh mới làm được vừa rồi anh ta đã bị thương nặng bây giờ đến cả thần cảnh sơ kỳ còn không thể phát huy nổi càng đừng nói tới thần cảnh đỉnh phong bản thân hoa anh kiệt đã là cao thủ thần cảnh đỉnh phong mã siêu trúng một đòn này lập ức phun máu bay ngược ra ngoài vết thương càng thêm nghiêm trọng ông muốn chết hả dương thanh nổi giận thuê cái xuất hiện trước mắt hoa anh kiệt tung đấm ra. Hơi hoa anh kiệt hừ lạnh, cánh tay vung lên, ngưng tụ một lồng khí tức võ thuật khủng khiếp. Bị trô tiếng nổ ầm vang, hai người va chạm vào nhau. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hoa anh kiệt lùi lại bảy tám bước, Dương Thanh cũng phải lùi về sau ba bốn nước. Chuyện này, cao thủ xung quanh đều khiếp sợ. Bọn họ không ngờ Dương Thanh có thể đánh lui Hoa Anh Kiệt 7-8 bước. Mặc dù trước đó Dương Thanh đã có thực lực đấu với cao thủ siêu phàm cảnh, nhưng đó không phải thực lực của bản thân anh hơn nữa dương thanh cũng bị thương nặng khi đấu với hoàng tiến vậy mà anh vẫn có thể khiến hoa anh kiệt lùi lại bảy tám bước chỉ với một đòn tấn công quả thực quá khủng bố sắc mặt hoa anh kiệt vô cùng khó coi nhìn chăm chăm dương thanh chỉ một đòn đã có thể phân thắng bại rồi sao anh thanh tuy mã siêu lại bị thương nặng nhưng cũng biết rõ hiện giờ dương thanh đã tốn quá nhiều sức lực có lẽ đã nỏ mạnh hết đà anh ta nhìn ra được vì dương thanh không một đòn giết luôn hoa anh kiệt sợ bệnh tình của anh lại chuyển biến xấu bèn vội vàng ngăn cản anh thanh hôm nay bỏ đi một ngày nào đó em sẽ tự tay lấy mạng lão già chó chết này mã siêu liếm vết máu trên khóe miệng vẻ mặt dữ tợn nhìn chăm chằm hoa anh kiệt mày chết đi tổng chỉ hội trưởng hồng đứng cạnh hoa anh kiệt lập tức cả giận nói mày dám sỉ nhục hội trưởng của bọn tao đúng là không biết sợi mã siêu không thèm để ý với ông ta chỉ nhìn chăm chằm hoa anh kiệt hoa anh kiệt nhíu mày dường như nhìn thấy ý muốn giết người mãnh liệt cuồn cuộn trong mắt mã siêu vậy thì tôi càng không thể tha mạng cho cậu hoa anh kiệt nheo mắt nói bồng trên người lão ta bộc phát khí tức võ thuật vô cùng mạnh mẽ hội trưởng hoa ông làm vậy hơi quá đáng rồi đấy đoàn vô nhai đột nhiên bước tới lạnh nhạt nói cậu thanh vừa đấu với cao thủ siêu phàm cảnh bị thương nặng ông đang định thừa cơ cậu ấy suy yếu để ra tay sao Thượng Quan Nhu cũng không do dự tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Hoa Anh Kiệt, "Hội trưởng Hoa, cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô hôm nay đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người vẫn nên trở về đi, ngày khác tổ chức lại sau. Hôm nay vốn là ngày tổ chức cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, chẳng qua là sàn đấu bị hủy thôi. Ai quy định không có sàn đấu thì không thể tiếp tục đấu võ." Diệp Sung cười nói, lúc nào anh ta cũng trưng ra vẻ mặt tươi cười giả dối. Long Khoa cũng lên tiếng, không sai. Hôm nay chúng ta tập trung ở đây vốn là để đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Vậy thì nhất định phải tiến hành đấu võ tiếp, đến khi chọn được vương của Yến Đô mới thôi. Hoa Anh Kiệt lạnh lùng nhìn đoàn vô nhai và thượng quan nhu, híp mắt hỏi, hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan định đối địch với hiệp hội võ thuật sao? Ông tự đánh giá cao mình quá đấy. Đoàn vô nhai cười lạnh nói, đúng là hiệp hội võ thuật rất mạnh, nhưng đừng quên ở đây là chiêu châu, một thế lực nước ngoài chưa có tư cách khoa chân múa tay đâu. Ông tưởng hoàng tộc họ đoàn chúng tôi sợ hiệp hội võ thuật của ông à. Đối dịch với các ông thì đã sao? Thượng quan nhu cũng không hề e ngại, ông nghĩ hoàng tộc thượng quan dễ ức hiếp hả? Dù có chiến một trận chúng tôi cũng không sợ đâu. Được, được lắm. Hoa anh kiệt tức điên lên, nghiến răng nói, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Đợi tôi đoạt được đế thôn sẽ bắt hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan các người ra xử lý đầu tiên hoa anh kiệt không thèm che giấu tham vọng với đế thôn cao giọng uy hiếp nghe vậy sắc mặt đám cao thủ của bốn hoàng tộc đều trở nên khó coi nhất là long khoa và diệp sung bọn họ vốn định mượn tay hiệp hội võ thuật làm suy yếu hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan nhưng hiện giờ xem ra chưa chắc lão ta sẽ liên thủ với họ hoa anh kiệt quá mạnh cũng quá kiêu ngạo tựa như đã chạm được tới đế thôn hội trưởng hoa yên tâm dù hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn đối đầu với hiệp hội võ thuật, hoàng tộc họ Long chúng tôi cũng sẽ không trở thành kẻ địch với các ông." Long Khoa cười nói. Dù sao Hoa Anh Kiệt cùng từng được hoàng tộc họ Long giúp đỡ. Nếu lão ta thật sự có thể khiến hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn suy yếu, hoàng tộc họ Long không ngại tạm thời hợp tác với hiệp hội võ thuật. Diệp Sung cũng cười nói, hoàng tộc họ Diệp cũng sẽ không đối địch hiệp hội võ thuật. Hoa Anh Kiệt lại ngó lơ bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn đoàn vô nhai và thượng quan nhi, tôi cho các người cơ hội cuối cùng, lập tức cút khỏi Yến Đô, tôi có thể tha cho hai hoàng tộc các người. Các cao thủ của hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan đều xa sầm mặt. Hoa anh kiệt quá ngông cuồng, không hề coi bọn họ ra gì. Ông muốn chết hả? Đoàn vô nhai gầm lên, khí tức thần cảnh hậu kỳ chợt bộc phát. Mấy cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn sau lưng ông ta cũng thể hiện khí thế mạnh nhất cao thủ của hoàng tộc Thượng Quan cũng bộc phát khí thế, chuẩn bị giao đấu với hiệp hội võ thuật. Dương Thanh lạnh lùng quan sát, không hề nhúng tay, chỉ tập trung khôi phục thực lực thật nhanh. Mặc dù giao đấu với cao thủ siêu phàm cảnh giúp anh rèn luyện nhưng lại mất sức quá nhiều, còn khiến anh bị thương không nhẹ. Bây giờ, nếu hiệp hội võ thuật liên thủ với hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long, chưa chắc anh sẽ có thể dễ dàng chém giết Hoa Anh Kiệt. Tranh thủ hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan đang câu giờ anh nhất định phải nghĩ cách khôi phục thực lực. Đoàn vô nhai, thượng quan như, hai người định khai chiến luôn à. Long Khoa cũng bước lên một bước. Các cao, thủ của hoàng tộc họ Long phía sau đều nhìn chăm chảm cao thủ của hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc thượng quan. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp cũng bộc lộ khí thế võ thuật, định trấn áp hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc thượng quan. Thoáng chốc, cả không gian đều tràn ngập áp lực của cao thủ thần cảnh đám cao thủ hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan lại càng hốt hoảng. Hiện giờ phe bọn họ chỉ có hai thế lực lớn, đối phương có tận ba thế lực lớn. So về số lượng cao thủ thần cảnh, bọn họ đã thua thiệt rất nhiều. Các người quyết định muốn liên thủ với thế lực nước ngoài đấu với chúng tôi sao? Đoàn vô nhai híp mắt hỏi. Tính ra, bốn hoàng tộc của Chiêu Châu mới là một phe, lẽ ra phải liên thủ cùng trấn áp hiệp hội võ thuật mới đúng. Vậy mà hiện giờ hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp lại lựa chọn về phe của hiệp hội võ thuật. Đoàn Vô Nhai, đừng có nói nhảm. Sao lại nói là liên thủ với thế lực nước ngoài? Long Khoa cười lạnh nói, hiệp hội võ thuật vốn là thế lực của Chiêu Châu, hội trưởng Hoa cũng là người Chiêu Châu trở về tổ quốc, sao lại là thế lực nước ngoài? Tuy Diệp Sung không lên tiếng nhưng vẻ mặt tươi cười giả dối kia cũng tỏ thái độ đồng tình với Long Khoa. Trong mắt Hoa anh kiệt lóe lên tia khinh thường, lạnh giọng nói: hôm nay các thế lực tập hợp là để thi đấu giành ngôi vương của yến đô chuyện đến nước này tốt nhất các thế lực cùng phái người ra đấu người chiến thắng cuối cùng chính là vương của yến đô thế nào lão ta không chờ nổi nữa chỉ muốn mau chóng kế thừa đế thôn cao thủ của hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ diệp đều bực bội bọn họ đã tỏ ý muốn liên thủ với hoa anh kiệt chỉ cần thành công liên thủ hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan sẽ tổn thất nặng nề còn bị loại bỏ hoàn toàn Thế nhưng bây giờ, Hoa Anh Kiệt lại đề nghị năm thế lực lớn nhất đồng thời giao chiến phân thẳng bại. Chẳng phải nghĩa là bọn họ cũng phải đối phó lẫn nhau sao? Hội trưởng Hoa, tôi đề nghị vẫn nên giải quyết hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan trước. Sau đó chúng ta lại thương lượng tổ chức cuộc đấu giành ngôi vương sau. Long Khoa lên tiếng. Diệp Sung cũng nói, tôi cũng thấy nên giải quyết hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan trước. Câm miệng. Hoa Anh Kiệt quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám cao thủ hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp, các người tưởng tôi không biết các người đang có ý đồ gì sao. Các người dám tính toán sau lưng tôi, muốn chết hả? Dứt lời, toàn thân lão ta toát ra khí thức thần cảnh đỉnh phong. Sắc mặt đám cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều trở nên trắng bệch. Long Khoa và Diệp Sung lại càng giận méo mặt. Bọn họ chủ động lấy lòng hiệp hội võ thuật, kết quả lại bị người ta ghẻ lạnh. Hội trưởng Hoa, ông hiểu lầm rồi chúng tôi không hề có ý định lợi dụng ông, mà là, Long Khoa vội vàng giải thích nhưng lại bị Hoa Anh Kiệt chen ngang, tôi có nói các người muốn lợi dụng tôi đâu. Hay là các người vốn muốn lợi dụng hiệp hội võ thuật đối phó hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan cho các người. Hoa Anh Kiệt lạnh giọng chất vấn. COLOIE 8 Long Khoa hốt hoảng, lắp bắp nói không nên lời. Diệp sung thầm mang đồng đội heo, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nói, nếu hội trưởng Hoa đã muốn các thế lực đồng thời giao đấu, hoàng tộc họ Diệp đồng ý. Diệp Sung không dám không đồng ý, sợ bị Hoa Anh Kiệt nhầm vào. Hơn nữa, dù các thế lực cùng giao đấu như Hoa Anh Kiệt nói cũng chẳng khác gì bọn họ liên thủ đối phó hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan trước. Chỉ là, họ vốn chỉ muốn hiệp hội võ thuật ra tay đàn áp hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan, đồng thời cũng có thể mượn tay cao thủ của hai hoàng tộc này đối phó Hoa Anh Kiệt. Nếu ý đồ này đã bị Hoa Anh Kiệt nhìn ra được, vậy thì có gì khác biệt với đề nghị của lão ta, nói không chừng vẫn còn hy vọng. Hoa Anh Kiệt không thèm nhìn Diệp Sung, quay sang hỏi đoàn vô nhai, dám không? Đoàn vô nhai và Thượng Quan Nhu đều đang rất do dự. Bọn họ tự biết dù cao thủ đứng đầu hai nhà bọn họ liên thủ cũng không đánh lại Hoa Anh Kiệt. Nếu bọn họ đồng ý, chắc chắn ba thế lực lớn kia sẽ liên thủ đối phó bọn họ trước. Nhưng nếu từ chối, đối phương vẫn sẽ ra tay với họ. Dường như đồng ý hay không đã không còn quan trọng nữa. Vậy thì chiến đi, Đoàn vô nhai liếc nhìn thượng quan nhu rồi đáp. Tốt. Hoa anh kiệt bỗng đạp mạnh xuống đất, vô số đá vụn bay lên. Phập phập phập, những viên đá vụn kia cứ như đạn bắn ra mặt đất xung quanh. Sau đó, mặt đất xuất hiện một hình tròn đường kính khoảng 20 mét. Dùng đường tròn này làm ranh giới sàn đấu. Người nào bước ra đều bị loại, mọi người có ý kiến gì không? Hoa anh kiệt lạnh giọng hỏi. Đám người đồng loạt lắc đầu. Đến giờ phút này, Bọn họ làm gì có cửa nêu ý kiến. Hiệp hội võ thuật có 4 cao thủ thần cảnh. Hoàng tộc họ Diệp có hai cao thủ thần cảnh. Ba hoàng tộc còn lại, mỗi nhà có 3 cao thủ thần cảnh. Nhưng tất cả đều biết rõ, tạm thời hiệp hội võ thuật sẽ liên thủ với hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp. Bởi vậy, phe của Hoa Anh Kiệt sẽ có 9 cao thủ thần cảnh. Còn hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc Thượng Quan chỉ có 6 cao thủ thần cảnh. Ngoài ra chỉ còn lại Dương Thanh và Mã Siêu mã siêu bị thương nặng không còn sức đấu tiếp chỉ còn dương thanh vẫn có thể đấu nếu mọi người đều không có ý kiến cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô sẽ tiếp tục dứt lời hoa anh kiệt lao thẳng tới chỗ dương thanh gần như cùng lúc cao thủ thần cảnh của các thế lực đều ra tay quả nhiên vừa bắt đầu cao thủ của hoàng tộc họ diệp hoàng tộc họ long và hiệp hội võ thuật đều nhâm vào người của hoàng tộc họ đoàn và hoàng tộc thượng quan ánh mắt dương thanh trở nên lạnh lẽo tuy anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cũng đã có chút sức lực hoa anh kiệt khó có thể đánh bại anh đến đúng lúc lắm dương thanh lạnh giọng nói giơ tay ra đòn vọt lên ninh chiến bịch 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 dương thanh và hoa anh kiệt va chạm năng lượng khủng bố như xé rách cả bầu trời các cao thủ khác cũng lao vào chiến đấu đoàn vô nhai có thực lực thân cảnh hậu kỳ cũng là người có thực lực chỉ đứng sau hoa anh kiệt ngay từ đầu ông ta đã tấn công long khoa có thực lực thần cảnh trung kỳ Long Khoa biết mình không đánh lại, gào lên, đối phó đoàn vô nhai đãi hai cao thủ của hoàng tộc họ Long đồng loạt xông tới đoàn vô nhai. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ đoàn chia ra hai bên theo sát đoàn vô nhai. Đối phương muốn liên thủ đối phó đoàn vô nhai, đương nhiên bọn họ không thể để đối phương được như ý. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp cũng xông tới chỗ hai cao thủ của hoàng tộc thượng quan. Còn ba cao thủ của hiệp hội võ thuật chia ra, một người đấu đoàn vô nhai, hai người đối phó cao thủ còn lại của hoàng tộc thượng quan. Trận quyết chiến giành ngôi vương của Yến Đô chính thức bắt đầu. Thượng quan Nhu chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ nhưng lúc này lại có khí thế thần cảnh trung kỳ, không hề thua kém cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc. Cút ran ta nổi giận quát lớn, cơ thể lướt qua giữa hai cao thủ của hoàng tộc họ Diệp, tung trưởng về phía Diệp Sung. Bịch! Diệp Sung là cao thủ bán bộ thần cảnh, mặc dù lúc này cũng bộc phát ra được thực lực thần cảnh sơ kỳ nhưng dù sao vẫn chưa thực sự bước vào thần cảnh. Anh ta trúng một trường của Thượng Quan Nhu, phun máu bay thẳng ra khỏi vòng tròn như con diều đứt dây. Thượng Quan Nhuây Diệp Sung là người đầu tiên bị loại, giận dữ gầm lên. Vẻ mặt tươi cười giả dối đã biến mất, không còn bộ dạng ôn tồn lịch sự như trước. Thượng Quan Nhu không thèm nhìn anh ta, sau khi loại được Diệp Sung lại tấn công một cao thủ hoàng tộc họ Diệp khác. Hai cao thủ của hoàng tộc Thượng Quan liên thủ với Thượng Quan Nhu đánh cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Bịch bịch bịch, các đòn tấn công mạnh mẽ không ngừng được tung ra. Nhưng đúng lúc này, hai cao thủ thần cảnh của hiệp hội võ thuật lao tới, không thèm nói nhảm dứt khoát dồn sức công kích cao thủ của hoàng tộc Thượng Quan. Bịch bịch bịch, ba cao thủ của hoàng tộc Thượng Quan không thể đấu lại bốn cao thủ thần cảnh của hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ Diệp, đều bị đẩy lùi ra xa mấy mét, sắp bị dồn ra ngoài vòng tròn. Giết cao thủ của hoàng tộc họ Diệp hét lớn, thừa thắng xông lên. Diệp sung được bọn họ bảo vệ mà vẫn bị thượng quan nhu loại ra đầu tiên khiến họ vô. Cùng tức giận, liên thủ đồn đánh thượng quan nhu. Cô chủ cẩn thận. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc thượng quan thấy thế lập tức hoảng sợ muốn chạy tới giúp đỡ, nhưng lại bị hai cao thủ của hiệp hội võ thuật giữ chân. Bọn họ chỉ có thể bỏ mặc thượng quan nhu tiếp tục nghinh chiến. Chết tiệt. Thượng quan nhu nghiến răng, cánh tay mềm mại đột nhiên bộc phát sức mạnh cực kỳ khủng khiếp tấn công một cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp. Cho dù bị loại, cô ta cũng muốn kéo theo một cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Bị trồ một trưởng của cô ta đánh bay một cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Bịch, ngay khi cô ta đánh chúng đối phương, cao thủ hoàng tộc họ Diệp còn lại có thực lực thần cảnh hậu kỳ cũng đánh chúng cô ta. Thượng quan nhu phun máu, cơ thể bay thẳng ra ngoài vòng tròn. Bịch, cô ta rơi xuống mặt đất ở ngoài vòng chiến cao thủ hoàng tộc họ Diệp bị cô ta đánh chúng cũng bị loại, cô ta thở phào một hơi. Mặc dù bị thương nặng nhưng mới chỉ thần cảnh sơ kỳ mà cô ta lại có thể loại được hai cao thủ của hoàng tộc họ Diệp, tuy trong đó có một tên chỉ mới là bán bộ thần cảnh. Thượng quan nhu, không ngờ chỉ cũng có ngày hôm nay. Diệp sung thấy cô ta bị loại, đắc y nói. Anh ta biết thượng quan nhu bị cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hoàng tộc họ Diệp đánh bị thương nặng, chỉ sợ nền tảng võ thuật cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thượng quan Nhu lạnh lùng nhìn anh ta, lao đi vết máu trên khóe môi, châm chọc nói, "Dù tôi không thăng cũng loại được hai người của hoàng tộc họ Diệp, cậu còn là người đầu tiên bị loại. Đừng có tỏ vẻ kiêu ngạo đáng thương trước mặt tôi nữa." Cô, Diệp Sung tức điên lên nhưng lại không làm gì được. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp bị loại cũng lạnh lùng nhìn Thượng quan Nhu, ánh mắt tràn ngập sát khí. Ông ta chợt nghĩ nếu bây giờ lấy mạng Thượng quan Nhu có thể đổ cho bị thương trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô nghĩ vậy ông ta bèn thì thầm bên tai diệp sung vài câu diệp sung kinh hãi hỏi lại ông năm chắc được bao nhiêu người này có thực lực thần cảnh trung kỳ ít nhất so về cảnh giới cũng cao hơn thượng quan nhu trừ phi chắc thắng nếu không diệp sung sẽ không dám ra tay với thượng quan nhu dù sao thượng quan nhu cũng là người có thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ của hoàng tộc thượng quan nếu cô ta bỏ mạng ở đây hoàng tộc thượng quan nhất định sẽ nổi trận lôi đình thượng quan nhu chết thì thôi nhưng nếu không giết được cô ta, còn bị phát hiện cao thủ của hoàng tộc họ Diệp muốn giết cô ta ở ngoài trận đấu, sợ là sẽ khiến hai hoàng tộc trở mặt. Thượng quan Nhu không biết đối phương đang nói gì nhưng lại có dự cảm chẳng lành, lông mày nhíu chặt. 80% Cao thủ thần cảnh trung kỳ kia đáp. Ánh mắt Diệp sung trở nên dữ tợn, cắn răng nói, tốt. Vậy thì giao cho ông. Vâng thưa điện hại cao thủ của hoàng tộc họ Diệp vội vàng đáp. Ngay sau đó, ông ta đột nhiên biến mất thượng quan nhu vẫn luôn cảnh giác quan sát đối phương nên khi ông ta lao tới cô ta lập tức hiểu ra đối phương muốn giết mình diệp sung cô ta nổi giận quát tháo hội tụ toàn bộ sức mạnh ở đùi đạp mạnh xuống đất định chạy đi nhưng cao thủ hoàng tộc họ diệp đã dám giết cô ta đương nhiên phải nắm chắc phần thắng còn thượng quan nhu lại bị thương nặng từ cuộc chiến vừa rồi thực lực giảm mạnh không thể tránh được công kích của đối phương bịch cao thủ hoàng tộc họ diệp đấm thẳng vào ngực thượng quan nhu phụt, cô ta phun máu, bị đánh bay ngược ra ngoài. Giây phút cô ta rơi xuống đất, cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp lại vọt lên, hung ác nói, chết đi. Ông ta giơ chân định đạp xuống đầu Thượng Quan Nhu. Diệp sung hưng phấn tin tưởng Thượng Quan Nhu sẽ đi đời. Chỉ cần cô ta chết, anh ta sẽ trở thành người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong thế hệ trẻ của cả bốn hoàng tộc. Thượng Quan Nhu bị đấm bay, cảm thấy ruột gan đều nhộn nhạo, võ thuật lập tức bị phế bỏ, vẻ mặt tuyệt vọng cô ta trợn ngược mắt nhìn bàn chân của Cao. Thủ thần cảnh trung kỳ đang đạp xuống đầu mình. Cô ta biết mình thực sự phải chết rồi. Thế nhưng cô ta mới tròn 30 tuổi, trẻ như vậy đã trở thành người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong thế hệ trẻ của bốn hoàng tộc. Cô ta không cam lòng bị người ta dám chết như vậy. Không cam lòng. Phập. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giữa chán cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp đột nhiên xuất hiện một lỗ máu bàn chân của ông ta chỉ còn cách đầu thượng quan nhu vài cm. Uyên, cơ thể ông ta ngã lăn ra đất. Diệp sung sợ ngây người, không thể tin nổi nhìn cao thủ gia tộc vừa nói với mình nắm chắc 80% giết được thượng quan nhu. Thượng quan nhu cũng kinh ngạc, không ngờ mình vẫn còn sống. Nhưng tất cả mọi người đều đang hỗn chiến, rốt cuộc là ai đã cứu cô ta. Thượng quan nhu cảm thấy may mắn vì đã thoát chết, trong lòng khiếp sợ cao thủ của hoàng tộc họ Diệp kia có thực lực thần cảnh trung kỳ. Người có thể giết ông ta chỉ bằng một đòn là cao thủ kinh khủng cỡ nào. Cô ta bỗng nghĩ đến một người, vô thức nhìn sang. Quả nhiên hoa anh kiệt giận giữ nghiến răng nghiến lợi nói, danh con, đấu với tôi còn dám phân tâm. Gậu tưởng tôi dễ bắt nạt lắm hả? Dương Thanh cười lạnh, muốn trách chỉ có thể trách ông không đủ thực lực. Khốn kiếp, cậu chết đi. Hoa anh kiệt bị chọc giận, khí tức trên người càng mãnh liệt hơn, càn quét về phía Dương Thanh. Mặc dù cuộc nói chuyện giữa hai người không rõ ràng lắm nhưng Thượng Quan Nhu đã biết người vừa giết cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp chính là Dương Thanh. Diệp Sung cũng biết được chân tướng, vẻ mặt khó coi. Lần này đến Yến Đô chỉ có hai cao thủ thần cảnh hộ tống anh ta, bây giờ một người đã chết. Tuy chỉ chết một người nhưng lại gây ra tổn thất cực lớn cho hoàng tộc họ Diệp. Số lượng cao thủ thần cảnh của bọn họ vốn không nhiều, mất một người cũng khiến thực lực của hoàng tộc họ diệp bị suy giảm diệp sung thượng quan nhu căm thức nhìn chằm chằm diệp sung sao cậu dám sai cao thủ của mình giết tôi cậu muốn gây chiến giữa hoàng tộc thượng quan và hoàng tộc họ diệp sao diệp sung vội vàng phủ nhận chị đừng có vụ oan cho tôi tôi thừa nhận là cao thủ hoàng tộc họ diệp ra tay với chị nhưng chuyện này không hề liên quan tới tôi hơn nữa ai nói ông ta đánh chị vì muốn lấy mạng chị cái này phải để tôi hỏi chị mới đúng. Chị dám âm thầm cấu kết với Dương Thanh giết hại cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp, món nợ này phải tính thế nào? Thượng quan nhu bị sự vô sỉ của Diệp sung chọc tức. Nếu không vì đang bị thương nặng, đến cả nền tảng võ thuật cũng có thể bị ảnh hưởng, cô ta chắc chắn sẽ tự tay tiêu diệt tên khốn dối trá vô liêm sỉ này. Cậu đừng nói bậy, tôi mới quen biết cậu Thanh chưa lâu, sao lại nói chúng tôi cấu kết giết cao thủ của hoàng tộc họ Diệp các cậu? Thượng quan nhu giận dữ nói, hơn nữa, tôi vốn bị cao thủ thần cảnh hậu kỳ của các cậu đánh bị thương nặng, vốn đã nguy hiểm lắm rồi. Các cậu còn ra tay với tôi ở ngoài vòng chiến, không phải muốn dồn tôi vào chỗ chết thì là gì. Cậu thì hay rồi, bây giờ lật lỏng vụ oan cho tôi và cậu Thanh cấu kết giết cao thủ của hoàng tộc họ Diệp nhà cậu. Trước mặt cậu Thanh, cao thủ thần cảnh trung kỳ còn chẳng có tư cách xác dày cho cậu ấy, đáng để cậu ấy phải cấu kết với tôi để giết sao. Đương nhiên, cậu cứ cho rằng tôi cấu kết với cậu thanh tiêu diệt cao thủ của hoàng tộc họ Diệp nhà cậu cũng được. Muốn đấu thì đấu, hoàng tộc thượng quan có gì phải sợ hoàng tộc họ Diệp các cậu. Thượng quan Nhu nổi giận nói. Diệp sung bỗng thấy bối rối. Tuy lời thượng quan Nhu nói không có chứng cứ xác thực nhưng các hoàng tộc nhất định sẽ nhìn ra được chân tướng. Thượng quan Nhu là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc thượng quan, lại được thượng quan hoàng cưng chiều hết mực Nếu lão ta biết Diệp sung sai người giết thượng quan Nhu, rất có thể sẽ nổi trận lôi đình giết tới tận cửa hoàng tộc họ Diệp. Nghĩ tới đây, anh ta thấp thỏm lo sợ. Trong bốn hoàng tộc, thực lực của hoàng tộc họ Diệp tương đối yếu. Nếu hoàng tộc thượng quan muốn khai chiến với hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ Diệp sẽ không có phần thắng. Quan trọng là hôm nay, thượng quan Nhu đã tạo dựng quan hệ với Dương Thanh. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp định giết cô ta cũng bị Dương Thanh đoạt mạng. Nếu hai hoàng tộc khai chiến, nhất định Dương Thanh cũng sẽ tham gia bây giờ dương thanh bị thương nặng vẫn có thể đấu với hoa anh kiệt chẳng phải nghĩa là thực lực của dương thanh ít nhất cũng phải ngang bằng người đứng đầu hoàng tộc sao diệp sung càng nghĩ càng hoảng loạn chị thượng quan đúng lúc này mã siêu đi tới bên cạnh thượng quan nhu lấy một bình xứ đổ ra một viên thuốc màu đen anh thanh bảo tôi đưa cho chị uống nếu chị tin chúng tôi thì mau uống đi thuốc này rất có ích với vết thương của chị mã siêu đưa thuốc cho thượng quan nhu cô ta không hề do dự lập tức uống vào khiến Mã Siêu rất bất ngờ. Cảm ơn cậu, Thượng Quan Nhu chân thành nói. Mã Siêu hiếm khi nở nụ cười, đừng khách sáo. Thượng Quan Nhu hào sảng khiến anh ta có thiện cảm. Hai bên quen biết chưa lâu nhưng cô ta lại không hề nghĩ ngờ viên thuốc này sẽ hại mình. Diệp sung, cậu cứ đợi hoàng tộc thượng quan trả thù đi. Thượng quan nhu uống thuốc xong, nhìn Diệp sung ham dọa, ánh mắt tràn đầy sát khí. Mã siêu cũng lạnh lùng nhìn anh ta, tôi chưa từng gặp được kẻ nào dối trá như anh sau này anh đổi tên thành sung dối trá luôn đi audio điện tử võ tấn bền ha hai thượng quan nhu không nhịn được cười phá lên phối hợp nói đề nghị của cậu siêu không tệ chết tiệt sao mày dám xỉ nhục tao diệp sung giận giữ nghiến răng nghiến lợi chất vấn đồ vô dụng ông đang chửi mày đấy mày làm gì được ông mã siêu không hề e sợ dù đang bị thương nặng với tình hình hiện giờ gặp phải cao thủ thần cảnh có lẽ anh ta sẽ gặp nguy hiểm nhưng muốn đánh bại diệp sung còn chưa bước vào thần cảnh lại dễ như trở bàn tay nếu không phải sợ trở thành gánh nặng cho dương thanh anh ta đã tham gia quyết chiến rồi sau khi uống thuốc của phùng tiểu uyển anh a cảm thấy vết thương đỡ hơn nhiều thực lực cũng đang không ngừng khôi phục may 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 diệp sung chỉ vào mã siêu lắp bắp mãi không nói ra lời anh ta chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh mã siêu và thượng quan nhu đều là thần cảnh sơ kỳ nếu mã siêu đánh hết sức còn có thể tương đương sức chiến đấu của cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Dù hai người họ đều bị thương nặng, anh ta cũng không phải đối thủ. Mày cái gì, bảo mày vô dụng còn khó chịu à? Mã siêu châm chọc nói, khó chịu thì tới giết tao đi. Không phải vừa nãy mày hống hách lắm sao, còn ra lệnh cho cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp ra tay với chị thượng quan đang bị thương cơ mà. Sao bây giờ lại sợ rồi? Mày là đàn ông thì đến giết tao đi nhưng tốt nhất mày phải nghĩ cho kỹ, tao sẽ không nương ai đâu. Dù sao anh Thanh cũng đã giết một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp rồi, tao giết thêm một thiên tài của hoàng tộc họ Diệp như mày cũng chẳng sao. Diệp sung vốn đang dục dịch ra tay với mã siêu lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mày cứ kêu căng đi, đợi Dương Thanh bị hội trưởng hoa giết rồi, tao xem mày còn kêu căng kiểu gì. Diệp sung nghiến răng nghiến lợi nói. Bịch, ngay sau đó, Hoa Anh Kiệt bị Dương Thanh đấm phun máu bay ra khỏi vòng quyết chiến. Diệp sung trợn tròn mắt, vẻ mặt bàng hoàng khó tin. Mã Siêu và Thượng Quan Nhu đều nở nụ cười, Mã Siêu nhìn về phía Diệp sung, hài hước nói, điều mày muốn nhìn thấy, có lẽ cả đời này cũng không thể thấy được đâu. Thượng Quan Nhu cũng nở nụ cười, Diệp sung, cậu Thanh là cao thủ từng giết chết một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp. Người nổi bật thế hệ thứ ba của hoàng tộc họ Diệp là cậu không có ý định báo thù rửa hận cho cao thủ của hoàng tộc họ Diệp sao? lời của mã siêu và thượng quan nhu khiến sắc mặt diệp sung cực kỳ khó coi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào đồng thời diệp sung còn cảm thấy vô cùng sợ hãi hoa anh kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng bị dương thanh đánh bại như thế chẳng phải chứng minh thực lực của dương thanh tương đương với diệp hoàng sao thực lực của thượng quan hoàng cũng là như thế nếu hoàng tộc họ thượng quan khai chiến với hoàng tộc họ diệp với hai người dương thanh và thượng quan hoàng e rằng có thể càn quét cả hoàng tộc họ diệp cũng không chừng đương nhiên nếu hoàng tộc họ diệp dám nhằm vào cậu thanh hoàng tộc họ thượng quan tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn mình cậu thanh chịu trận có lẽ ông nội tôi sẽ rất sẵn lòng đến hoàng tộc họ diệp một chuyến cùng cậu ấy đấy thượng quan nhu cười híp mắt nói diệp sung vốn dĩ sợ nhất kết quả như vậy lúc này thượng quan nhu lại nhắc đến khiến hai chân anh ta mềm nhún quỳ phịch xuống đất thượng quan nhu tôi biết lỗi rồi tôi không nên nảy sinh ý đồ giết chị xin chị rộng lòng tha thứ cho tôi lần này sau này tôi không dám làm thế nữa đâu. Diệp sung lộ vẻ thấp thỏm lo âu. Không phải anh ta mềm yếu, mà là vì Dương Thanh quá mạnh, nếu hoàng tộc họ thượng quan thật sự khai chiến với hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ Diệp vì sợ thua trận nhất định sẽ giao anh ta cho hoàng tộc họ thượng quan xử lý. Dù thiên phú võ thuật của anh ta là mạnh nhất trong lớp trẻ của hoàng tộc họ Diệp, nhưng so sánh với sự an toàn của cả hoàng tộc, hoàng tộc họ Diệp chắc chắn sẽ hy sinh anh ta. Cho nên anh ta nhất định phải xin thượng quan nhu tha thứ thượng quan nhu phì cười một tiếng tôi cũng không có năng lực lớn như vậy cũng không thể quyết định được việc hoàng tộc họ thượng quan có muốn ra tay với hoàng tộc họ diệp hay không cậu vẫn nên cầu nguyện đi nhìn diệp sung quỳ trước mặt mình thượng quan nhu cảm thấy cực kỳ dễ chịu thậm chí còn không hề nhận ra tình trạng thương tích của mình đã ổn định rồi diệp sung lập tức mặt xám như cho tàn anh ta biết mình thật sự sắp xong đời rồi cùng lúc đó trong vòng quyết chiến hoa anh kiệt bị một đòn tấn công mạnh của dương thanh làm đánh bay ra ngoài máu, khí thế trên người lập tức yếu đi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, những cao thủ thần cảnh khác cũng vô thức dừng chiến đấu, trợn mắt há mồm nhìn Hoa Anh Kiệt rơi ra khỏi vòng quyết chiến. Không ngờ Hoa Anh Kiệt lại thua. Thay vì nói đây là một trận đại chiến giữa các thế lực hàng đầu, không bằng nói là trận chiến của Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt thì đúng hơn. Hoa Anh Kiệt cũng thua rồi, còn ai là đối thủ của Dương Thanh đây? Hay lắm! Đoàn vô nhai lập tức cười to, vẻ mặt cực kỳ kích động. Bắt đầu từ khi ông ta quyết định muốn làm thân với Dương Thanh thì cũng đã từ bỏ việc tranh giành ngôi vương của Yến Đô rồi, có Dương Thanh ở đây, ai có thể đấu với anh chứ? Cao thủ của hoàng tộc họ Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn đều tỏ vẻ kích động. Ngược lại, hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long và cả cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật thì đều tái hết cả mặt. Trong vòng quyết chiến bây giờ, hoàng tộc họ Đoàn còn lại một mình đoàn vô nhai, hoàng tộc họ Thượng Quan thì toàn quân bị diệt. Về phía thế lực liên minh do Hoa Anh Kiệt đứng đầu, ngoài hoàng tộc họ Diệp toàn quân bị diệt, vì ưu thế về số lượng cao thủ, hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật vẫn còn đủ thành viên, ngoại trừ Hoa Anh Kiệt vừa bị loại. Bên phe Dương Thanh còn lại hai người. Bên phe Hoa Anh Kiệt thì vẫn còn 6 người. Nhưng cao thủ bên phe của Hoa Anh Kiệt lại không có ai dám ra tay nữa. Dương Thanh. Hoa Anh Kiệt bò dậy từ dưới đất, vô cùng tức giận, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu, lúc nhìn về phía Dương Thanh, trong mắt tràn đầy sát khí cũng không phải lão ta không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa, mà là bị Dương Thanh dùng một đòn đánh bay ra khỏi vòng quyết chiến rồi. Theo quy tắc đã đưa ra trước đó, lão ta đã thoát vòng quyết chiến là ông đề ra, bây giờ thua rồi ông lại không chịu nhận à. Đoàn vô nhai nhìn chằm chằm Hoa Anh Kiệt, tức giận chất vấn. Hoa Anh Kiệt không đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh bằng đôi mắt đỏ như máu, chỉ muốn lột ra rút gân Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, anh hờ hững nhìn về phía Hoa Anh Kiệt, niệm tình hoa anh kiệt cũng là người của chiêu châu chỉ cần lão ta không tự tìm đường chết anh có thể tha cho lão ta một con đường sống nhưng nếu hoa anh kiệt tìm đường chết thì đừng trách anh ra tay giết người hơi thở võ thuật trên người hoa anh kiệt vô cùng rối loạn lão ta cứ nhìn chăm chằm dương thanh như thế dường như cũng đang do dự không biết có nên tiếp tục ra tay không kéo dài đến 3 phút Hơi thở võ thuật trên người Hoa Anh Kiệt mới dần biến mất. Rõ ràng lão ta chịu thua rồi. Dương Thanh, coi như tôi thua, nhưng trong vòng quyết chiến vẫn còn 6 cao thủ thần cảnh của Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc Họ Long. Cậu vốn dĩ đã bị thương nặng, còn đấu với tôi, tốn rất nhiều sức lực, tôi rất muốn xem cậu có thể đối phó với sự vây công của 6 cao thủ thần cảnh hay không đấy. Hoa Anh Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Dương Thanh Hờ hứng nhìn Hoa Anh Kiệt một cái, cũng không đáp lời, đảo mắt nhìn về phía cao thủ còn ở trong vòng quyết chiến, lạnh lùng hỏi, các người chắc chắn vẫn còn muốn tiếp tục chứ. Đoàn vô nhai đứng bên cạnh anh, trên người phát ra hơi thở thần cảnh hậu kỳ, lạnh lùng nhìn về phía đối thủ, chỉ cần Dương Thanh ra tay, ông ta sẽ lập tức nhầm vào kẻ thù. Sắc mặt của những cao thủ còn lại đều cực kỳ khó coi. Dù khi nãy Hoa Anh Kiệt đã tiết lộ một tin tức vô cùng quan trọng với bọn họ, Dương Thanh đã bị thương nặng, tốn nhiều sức lực, đã nỏ mạnh hết đà rồi. Nhưng vừa nấy, lúc Dương Thanh đấu với Hoa Anh Kiệt, thực lực anh bộc phát ra đã khiến bọn họ phải khiếp sợ. Ở trong bọn họ, người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thần cảnh hậu kỳ, sao có thể đấu một trận với Dương Thanh có sức chiến đấu thần cảnh đỉnh phong chứ? Sợ cái gì? Long Khoa chợt nghiến răng nói, hội trưởng Hoa đã khiến tên danh con này bị thương nặng rồi, cũng làm cho thực lực cậu ta giảm mạnh, như thế chẳng lẽ sáu cao thủ thần cảnh chúng ta vẫn không thể đánh bại cậu ta à? Đúng thế, dù cậu ta có mạnh hơn nữa cũng đã thế suy sức yếu rồi, chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau, cậu ta chỉ có con đường chịu thua thôi, một cao thủ thần cảnh hậu kỳ bên hiệp hội võ thuật cũng lên tiếng. Ngay cả tổng chỉ hội trưởng Hồng và Kim Cương cũng đứng hai bên trái phải người nọ, đủ để chứng minh địa vị của người nọ trong hiệp hội võ thuật gần như chỉ đứng dưới hoa anh kiệt mà thôi. Không biết điều, ánh mắt Dương Thanh lạnh dần, anh nhìn đoàn vô nhai bên cạnh, cất tiếng hỏi, ông dám một mình ninh chiến không? Đoàn vô nhai hơi sửng sốt, Dương Thanh định để ông ta một thân một mình đi đấu với sáu cao thủ thần cảnh này sao? trong đó còn có hai cao thủ cùng cảnh giới với ông ta nữa. Không biết vì sao, câu nói này của Dương Thanh lại khiến đoàn vô nhai thoáng chốc cảm thấy nhiệt huyết trong người đang sôi trào. Có gì không dám chứ? Đoàn vô nhai cười ha ha, hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ, gần đến thần cảnh đỉnh phong bỗng nhiên bộc phát. Không đợi Dương Thanh lên tiếng, ông ta đã chủ động xông về phía sáu cao thủ thần cảnh. Đoàn vô nhai không hề do dự lao tới sáu cao thủ thần cảnh khiến Dương Thanh khá bất ngờ và hài lòng đúng là cậu ta đã kiệt sức, còn phải nhờ đoàn vô nhai giúp mình chống lại sáu cao thủ thần cảnh để tranh thủ thời gian khôi phục, quá hèn hại. Ngôn tình sắc tôi cứ tưởng cậu ta đã lợi hại đến mức có thể đánh lại cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thì ra chỉ là tạm thời. Chẳng qua hội trưởng hoa chủ quan mới bị cậu ta chọn đúng thời cơ loại khỏi vòng quyết chiến. Nếu không với thực lực của ông ta muốn giết cậu ta dễ như trở bàn tay. Đám cao thủ đã bị loại đều tỏ vẻ khinh thường dường như bọn họ đã quên vừa rồi chính bọn họ ỷ đông hiếp yếu vây đánh dương thanh con người luôn tiêu chuẩn kép như vậy lúc mình làm chuyện xấu xa thì thấy rất bình thường nhưng khi người khác làm vậy lại thấy không ổn cậu thanh thế này thượng quan nhu đứng cạnh mã siêu nghi hoặc lên tiếng cô ta không tin dương thanh thực sự không còn sức chiến đấu nên mới để đoàn vô nhai nghênh chiến nếu cậu ấy kiệt sức sao còn có thể đánh hoa anh kiệt bay ra ngoài vòng quyết chiến mã siêu nhếch miệng cười nói đoàn vô nhai gặp may đấy. Hả, hai thượng quan nhu lại càng hoài nghi. Đương nhiên Mã Siêu biết lý do, nhưng anh ta không nói cô ta cũng không thể ép buộc, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Lúc này, đoàn vô nhai bộc phát ý chí chiến đấu, khí thức của thần cảnh hậu kỳ tràn ra. Sáu cao thủ thần cảnh của Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc họ Long liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, không thể lấy mạng đoàn vô nhai. Sắc mặt hoa anh kiệt âm trầm đáng sợ, không ngờ đoàn vô nhai lại mạnh như vậy lão a thấy dương thanh chỉ đang muốn mượn tay đoàn vô nhai để tranh thủ khôi phục thực lực lão ta không sợ đoàn vô nhai có thể đánh bại sáu cao thủ thần cảnh mà là sợ dương thanh khôi phục sẽ đánh bại bọn họ các người chỉ có chút thực lực thế này thôi hả mau đánh hết sức đi ha 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 đoàn vô nhai bộc phát toàn bộ sức chiến đấu nhiệt huyết trong người sôi trào trông ông ta như một vị chiến thần lao vào giữa sáu cao thủ thần cảnh mỗi đòn tấn công đều là đòn mạnh nhất dù sao đối thủ của ông ta cũng là sáu cao thủ thần cảnh, trong đó còn có hai người cùng cảnh giới với ông ta, áp lực rất lớn. Nhưng ông ta không hề sợ hãi, cảm thấy chỉ cần mình đánh hết sức sẽ không thất bại. Quan trọng nhất là, ông ta tin Dương Thanh sẽ không để mình gặp nguy hiểm. Bịch bịch bịch, ông ta liên tiếp tung ra các đòn tấn công mạnh nhất. Ông ta đột nhiên sông lên nhún chân nhảy lên không chung. Bị trồ đá mạnh vào ngực Long Khoa. Phụt, Long Khoa phun máu, bay ra ngoài vòng quyết chiến như con diều đứt dây. Long Khoa lập tức bị loại. Đoàn vô nhai. Long Khoa nghiến răng, cơn đau ở lồng ngực khiến ông ta vô cùng tức giận. Ông ta không giận vì mình bị thương. Mà là vì ông ta và đoàn vô nhai đều là người nổi bật nhất đời thứ hai của các hoàng tộc, đều có khả năng thừa kế hoàng vi. Nhưng giờ đây, ông ta liên thủ với sáu cao thủ thần cảnh vẫn bị đoàn vô nhai đánh bại. Đây là nổi nhục lớn nhất đời này của ông ta đối thủ của đoàn vô nhai trong vòng quyết đấu chỉ còn 5 người. Sau khi Long Khoa bị loại, sắc mặt năm cao thủ thần cảnh còn lại đều cực kỳ khó coi. Bọn họ liên thủ mà vẫn bị đoàn vô nhai loại mất một người, ai cũng cảm thấy bị sỉ nhục. Không cần che giấu nữa, đánh hết sức cho tôi. Nếu để Dương Thanh có thời gian khôi phục, e là chúng ta sẽ bị diệt sạch. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ Thuật bỗng nghiêm giọng nói. Ngay sau đó, khi thức võ thuật trên người ông ta tăng vọt, lập tức lao thẳng tới chỗ đoàn vô nhai. Thấy thế, bốn cao thủ thần cảnh còn lại cũng không giấu tài nữa, tất cả đều bộc phát thực lực mạnh nhất nhau nhau phóng tới. Ha ha, tới hay lắm. Đoàn vô nhai cười lớn, hai tay nắm chặt tung đấm. Bịch bịch bịch, cuộc va chạm kịch liệt khiến cả không gian như bị xé rách. Mỗi cú đấm của đoàn vô nhai như mang theo uy lực của thiên đạo, dung chuyển đất trời. Nhưng dù sao ông ta cũng chỉ có một mình sau khi năm cao thủ thần cảnh đồng loạt đánh hết sức, ông ta cũng bị trúng đòn. Tuy nhiên, ông ta không hề cảm thấy đau đớn, ý chí chiến đấu vẫn hừng hực, càng thêm điên cùng. Cút hết cho tôi. Ông ta gào lên đấm mạnh ra, cả không gian như bị chấn động. Bịch, kim cương bị đấm trúng, lập tức phun máu bay ngược ra ngoài. Cút, cú đấm tiếp theo rơi trúng vào người tổng chỉ hội trưởng Hồng. Tổng chỉ hội trưởng Hồng cũng phun ra một ngụm máu, bị đánh bay khỏi vòng quyết chiến năm cao thủ thần cảnh dồn hết sức đánh lại bị đoàn vô nhai liên tiếp đánh bại hai người trong nháy mắt. Nhưng Kim Cương và Tổng chỉ hội trưởng Hồng đều mới bước vào thần cảnh, thế nên có thể trụ lại đến giờ đều là nhờ ưu thế về số lượng. Với thực lực của bọn họ, bị đoàn vô nhai có thực lực thần cảnh hậu kỳ đánh chúng chỉ có thể bại trận. Thoáng chốc, Hiệp hội Võ Thuật chỉ còn sót lại một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, Hoàng tộc Họ Long cũng chỉ còn một cao thủ thần cảnh hậu kỳ và một cao thủ thần cảnh trung kỳ. Khốn kiếp, chết đi, cả ba đều bị đoàn vô nhai chọc giận, đồng loạt xông lên tấn công. Trong mắt đoàn vô nhai hiện lên vẻ nghiêm trọng. Mấy người ông ta đã loại đều có cảnh giới thấp hơn ông ta, nhưng hiện giờ dù chỉ còn ba người nhưng đều có thực lực rất mạnh. Lúc này, ông ta cảm thấy thể lực của mình đã sắp cạn kiệt, chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Có lẽ chỉ có thế trông chờ Dương Thanh ra tay. Lúc này, ông ta cảm thấy thể lực của mình đã sắp cạn kiệt, chẳng chống đỡ được bao lâu nữa có lẽ chỉ có thể trông chờ Dương Thanh ra tay. Đúng lúc ấy, Dương Thanh bỗng lên tiếng, nếu ông không kiên trì nổi, chắc là chỉ còn đường chết. Tôi không còn sức đấu tiếp nữa. Cái gì? Lời Dương Thanh nói khiến đoàn vô nhai cảm thấy như xét đánh bên tai. Ông ta cứ nghĩ Dương Thanh bảo mình nghênh chiến là để rèn luyện, không hề nghĩ tới anh thực sự đã kiệt sức. Nhưng mà ông ta cũng sắp không xong rồi. Liều mạng vậy, đoàn vô nhai hoàn toàn từ bỏ ý định ỉ lại vào Dương Thanh, nghiến răng lao tới. Dương Thanh thấy dường như ông ta lại mạnh lên không ít, hài lòng nở nụ cười. Anh nhìn ra được, tuy thực lực của đoàn vô nhai là thần cảnh hậu kỳ nhưng cách thần cảnh đỉnh phong rất gần, chỉ cần có thể đột phá cực hạn của bản thân là có thể đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Dù không thể đột phát lên thần cảnh đỉnh phong thì cũng giúp ông ta tăng vào thực lực. Cơ hội liều mạng chiến đấu này không nhiều, đây là cơ hội hiếm thấy của đoàn vô nhai bây giờ đoàn vô nhai có thể đột phá cực hạn của mình hay không chỉ có thể dựa vào chính ông ta dương thanh chỉ cho ông ta cơ hội mà thôi quả nhiên dương thanh đã mất sức chiến đấu hoa anh kiệt thầm nghĩ sắc mặt cực kỳ khó coi dù lão ta đã bị loại cũng bị thương nặng nhưng vẫn có thể đánh ra thực lực của thần cảnh đỉnh phong nếu không phải tại lão ta chủ quan người bị loại chỉ có thể là dương thanh nói không chừng hiện giờ lão ta đã kế thừa đế thôn chỉ là Dương Thanh thực sự đã mất sức chiến đấu rồi sao? Lần này, đoàn vô nhai hoàn toàn bộc phát sức mạnh, không còn giữ lại chút gì. Dương Thanh nói anh không đấu tiếp được nữa, ông ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đáng chết! Cao thủ hoàng tộc họ Long đăng đẳng sát khí, mạnh mẽ đá ra. Đây là đòn mạnh nhất của ông ta, dồn sức ở mũi chân, trên mũi giày còn có lưỡi dao sắc bón. Nếu bị trúng đòn, đoàn vô nhai không chết cũng thành tàn phế ông ta lại lao vọt về phía đoàn vô nhai. Sau trận chiến này, ông ta đã ý thức được tranh lệch thực lực giữa đoàn vô nhai và Long Khoa lớn cỡ nào. Nếu đoàn vô nhai chết đi sẽ giảm bớt một uy hiếp cho Long Khoa. Giết! Cao thủ hoàng tộc họ Long gầm lên, mũi chân tức thì đạp tới vị trí tim của đoàn vô nhai. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đoàn vô nhai như cảm giác được sát khí của đối phương, không còn cứng rắn chống đỡ mà nghiêng người tránh né. Phập, ông ta vừa tránh ra đã nghe thấy tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể người. Đến khi ông ta đứng vững, quay lại nhìn mới phát hiện vì mình tránh kịp nên cú đá của cao thủ hoàng tộc họ Long kia trúng vào lưng cao thủ thần gảnh trung kỳ của hiệp hội võ thuật, đâm thẳng vào tim. Tất cả đều sợ ngây người. Mặc dù cuộc đấu tranh ngôi vương của Yến Đô không có quy tắc cụ thể nhưng mỗi cao thủ tham gia thi đấu đều lựa chọn đấu võ. Vậy mà mũi chân của cao thủ hoàng tộc họ Long lại giấu một lưỡi dao. Bịch! cao thủ thần cảnh trung kỳ của hiệp hội võ thuật kia ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Ông ta không thể ngờ được cao thủ hàng đầu của hiệp hội võ thuật như mình lại vô duyên vô cớ bị giết, còn bị cao thủ hoàng tộc họ Long mà ông ta liên thủ lấy mạng. mày đáng chết, cao thủ còn lại duy nhất của hiệp hội võ thuật lập tức trợn trừng mắt, đang đang sát khí nhìn cao thủ của hoàng tộc họ Long. Sắc mặt hoa anh Kiệt cũng xa sầm hung dữ nhìn Long Khoa đang trợn mắt há mồm bên cạnh, Hoàng tộc họ Long dám giết cao thủ thần cảnh của hiệp hội võ thuật. Các người giỏi lắm." Hoa Anh kiệt nghiến răng nghiến lợi nói. "Hội trưởng Hoa, nhất định là hiểu lầm." Long khoa hốt hoảng nói, "Ông thấy mà, tại đoàn Vô Nhai chết tiệt kia né tránh nên cao thủ của hiệp hội võ thuật mới chết. Tất cả đều tại đồ khốn đoàn Vô Nhai, nếu không người của ông đã không bị giết. Hội trưởng Hoa, bây giờ không phải lúc chúng ta xích mích nội bộ đâu. Cứ giết đoàn Vô Nhai rồi nói tiếp, được không?" Bây giờ ngoài Dương Thanh và đoàn vô nhai, trong vòng quyết chiến chỉ còn lại hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc Họ Long. Sức chiến đấu đoàn vô nhai thể hiện quá mạnh mẽ, lúc trước sáu cao thủ thần cảnh liên thủ cũng không đánh bại được. Nếu hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ của Hiệp hội Võ Thuật và Hoàng tộc Họ Long quay ra đánh nhau, chắc chắn đoàn vô nhai sẽ là người thắng lợi cuối cùng. Dù là Hoàng tộc Họ Long hay Hiệp hội Võ Thuật cũng đều không muốn nhìn thấy kết cục này. Tôi, tôi không cố ý đâu, Cao thủ của hoàng tộc họ Long trong vòng quyết chiến cũng sợ hãi thanh minh. Hoa Anh Kiệt là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ông ta đã giết người của Hoa Anh Kiệt, nếu Hoa Anh Kiệt muốn giết ông ta thì ông ta sẽ chỉ còn đường chết. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hiệp hội võ thuật nhìn Hoa Anh Kiệt dò xét như đang đợi lệnh. Hoa Anh Kiệt hít sâu một hơi, cắn răng nói, giết người của hoàng tộc họ Đoàn trước. Vâng, cao thủ của hiệp hội võ thuật vội vàng đáp. Hoa Anh Kiệt cũng hiểu một khi bọn họ đấu đá lẫn nhau, Đoàn vô nhai chắc chắn sẽ giành được quán quân, vậy nên chỉ có thể tạm thời buông bỏ hận thù, giải quyết Đoàn vô nhai trước. Cả Hoa Anh Kiệt và Long Khoa đều không thèm che giấu ý đồ của mình, dõng dạc tuyên bố muốn giết Đoàn vô nhai. sắc mặt Đoàn vô nhai cũng cực kỳ khó coi, trong lòng chưa hết hoảng sợ. Nếu vừa rồi ông ta không tránh kịp, người chết sẽ là ông ta. Giết, cao thủ của hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ Long không cho ông ta cơ hội thở dốc đã lại vào tới. Đoàn vô nhai đã gần kiệt sức, nhưng ông ta biết nếu không chống đỡ nổi sẽ chỉ còn đường chết. Giết! Ông ta hét lớn một tiếng, dùng hết sức bình sinh sông lên ninh chiến. Long khoa, hoàng tộc họ Long các người quá hèn hạ, dám dùng ám khí thượng quan nhu sa sầm mặt chất vấn Long khoa. Long khoa hừ lạnh đáp trả, ai quy định trong cuộc đấu võ này không được dùng ám khí? Chỉ có thể nói là vì các người quá ngu xuẩn, có bị giết sạch cũng đáng đời. Thượng quan Nhu bị sự mặt dày của Long Khoa đánh bại, không biết phải gì nói, đành cắn răng nói, ác giả ác báo, cứ chờ đi. Hừ. Long Khoa tự biết mình đối lý, cũng không lắm lời, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù cao thủ thần cảnh của hiệp hội võ thuật bị người của hoàng tộc họ Long giết chỉ là ngộ sát nhưng vẫn không thay đổi được sự thật. Nếu hoàng tộc họ Long có thể giành được thắng lợi cuối cùng, kế thừa đế thôn, ông ta không cần sợ hiệp hội võ thuật nhưng nếu người thắng chung cuộc là hiệp hội võ thuật thì sao? cao thủ của hoàng tộc họ Long ngộ sát đã đủ để Hoa Anh Kiệt ra tay với hoàng tộc họ Long đến khi đó có lẽ ông ta cũng phải bỏ mạng ở đây. bị trồn lúc này Đoàn Vô Nhai không kiên trì nổi nữa sức lực trong người biến mất như thủy triều rút bị hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật đánh chúng cùng lúc ông ta bị đánh bay ra ngoài vòng quyết chiến như con diều đứt dây. tốt Long Khoa kích động hô lên. Vẻ lo lắng trong mắt Hoa Anh Kiệt cũng biến mất. Đoàn Vô Nhai quá mạnh, lão ta cứ lo hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật liên thủ cũng không đánh bại nổi. Rốt cuộc đoàn Vô Nhai cũng đã bị loại. Cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô chỉ còn lại hai người. Nếu hoàng tộc họ Long đồng ý nhận thua, tôi sẽ bỏ qua chuyện cao thủ của các người giết cao thủ của hiệp hội võ thuật. Hoa Anh Kiệt bỗng lên tiếng uy hiếp. Long Khoa đang vui sướng nghe thấy vậy lập tức méo mặt ai cũng muốn thắng cuộc đấu giành ngôi vương của Yến Đô. Hoa Anh Kiệt nói một câu đã muốn hoàng tộc họ Long bỏ quyền tranh đấu sao. Thế nhưng hiện giờ trong vòng quyết chiến, người của Hoa Anh Kiệt mạnh nhất. Nếu Long Khoa không chịu, nếu cao thủ của hoàng tộc họ Long thua, sợ là Hoa Anh Kiệt sẽ tính sổ vụ ngộ sát vừa rồi trước tiên. Nhưng nếu hoàng tộc họ Long thắng, có thể kế thừa đế thôn thì Hoa Anh Kiệt sẽ không dám làm gì ông ta. Long Khoa vô cùng do dự. Thượng quan Nhu châm chọc nói, liên minh của các người giải tán nhanh vậy à cô cầm miệng cho tôi long khoa quát ầm lên sau khi đoàn vô nhai uống thuốc mã siêu đưa vết thương cũng đã đỡ hơn ông ta đằng đằng sát khí nhìn long khoa hoàng tộc họ long các ông dám dung túng cho người giết tôi tưởng hoàng tộc họ đoàn là dễ ức hiếp à ông cứ chờ hoàng tộc họ đoàn khai chiến với hoàng tộc họ long các ông đi sắc mặt long khoa lại càng trở nên khó coi đoàn vô nhai là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn cũng là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất. Nếu ông ta chết thì thôi, nhưng nếu còn sống, chắc chắn hoàng tộc họ Đoàn sẽ vì ông ta đối đầu với hoàng tộc họ Long. Vừa rồi Long khoa đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Đoàn Vô Nhai, nói Đoàn Vô Nhai vô địch dưới thần cảnh đỉnh phong cũng không ngoa. Cộng thêm Đoàn Hoàng có thực lực thần cảnh đỉnh phong, sức mạnh của hoàng tộc họ Đoàn thực sự rất khủng bố. Một khi khai chiến, hoàng tộc họ Long không có cửa thắng. Ngoại trừ hoàng tộc họ Đoàn còn có hiệp hội võ thuật cũng đang rình rập dù sao cao thủ của hoàng tộc họ Long cũng đã giết một cao thủ thần cảnh trung kỳ của bọn họ. Giờ đây, dường như chỉ có thể kế thừa đế thôn mới thay đổi được tình hình của hoàng tộc họ Long. Hội trưởng Hoa, vô cùng xin lỗi ông. Hoàng tộc họ Long chúng tôi cũng muốn đoạt được đế thôn. Long Khoa bỗng nhìn Hoa Anh Kiệt, nghiêm túc nói. Nghe thấy thế, sắc mặt Hoa Anh Kiệt tối xâm lại, cậu có từng nghĩ nếu hoàng tộc họ Long thất bại sẽ nhận hậu quả gì không? Long Khoa gật đầu, chính vì biết rõ nên tôi mới buộc phải tranh với hiệp hội võ thuật. Hơi hoa anh kiệt lạnh mặt nói, đồ ngu xuẩn, bọn họ đang khích bác cậu, cố ý để hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật đối đầu. Tôi có thể cam đoan, chỉ cần hoàng tộc họ Long đồng ý từ bỏ trận đấu này, giúp hiệp hội võ thuật kế thừa được đế thôn, tương lai chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với các cậu. Đương nhiên, tôi cũng biết cậu không có quyền quyết định chuyện này. Tôi cho cậu cơ hội hỏi ý Long Hoàng mặc dù hoa anh kiệt tự tin cao thủ của hiệp hội võ thuật sẽ giành chiến thắng nhưng cao thủ của hoàng tộc họ long cũng là thần cảnh hậu kỳ nhỡ thất bại thì sao long khoa gật đầu được tôi sẽ liên hệ với bố tôi dứt lời long khoa lập tức gọi điện cho long hoàng báo cáo mọi chuyện bao gồm cả việc cao thủ hoàng tộc họ long muốn giết đoàn vô nhai cuối cùng lại ngộ sát cao thủ của hiệp hội võ thuật chết tiệt ai cho chúng mày gan chó dám giết cả người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn long hoàng nghe xong nổi giận đùng đùng giết được đoàn vô nhai thì còn được, lũ vô dụng chúng mày lại giết hụt, còn giết nhầm cao thủ của hiệp hội võ thuật. Chúng mày thích tự đâm đầu vào chỗ chết thế à? Long Khoa đã đoán trước được, Long Hoàng sẽ rất tức giận. Chờ Long Hoàng mang đủ, Long Khoa mới rẻ giặt hỏi, con biết sai rồi, bây giờ chúng ta có nên từ bỏ trận đấu không? Lần này, Long Hoàng không nổi giận, im lặng một lúc mới lên tiếng, đế thôn chỉ có thể thuộc về hoàng tộc họ Long. Vâng, Long Khoa đã hiểu. Thế nào? Hoa Anh Kiệt thấy Long Khoa cúp máy, lạnh giọng hỏi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Long Khoa. Ông ta lắc đầu đáp, rất xin lỗi hội trưởng Hoa, bố tôi quyết định tiếp tục chiến đấu. Hoàng tộc họ Long đã muốn chết như vậy, tôi sẽ cho các người toại nguyện. Ánh mắt Hoa Anh Kiệt ngập tràn sát khí. Lão ta là hội trưởng của Hiệp hội Võ Thuật, trước giờ chưa từng sợ ai. Nếu lão ta có thể kế thừa đế thôn, trở thành kẻ địch của bốn hoàng tộc Chiêu Châu cũng chẳng sao. Long Khoa rất sợ, nhưng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của Long Hoàng. Hội trưởng Hoa, Điện Hạ Long, các người quên trong vòng quyết chiến vẫn còn một người rồi. Đúng lúc này, Diệp Sung bỗng lên tiếng. Mọi người đồng loạt nhìn sang Dương Thanh vẫn đang ung dung quan sát. Khi nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh, còn có chút xíu cợt của Dương Thanh, bọn họ chợt ý thức được điều gì đó. Dương Thanh, cậu mất sức chiến đấu rồi còn ở trong vòng quyết chiến làm gì? cậu định tự cút ra hay phải để người khác đánh ra hoa anh kiệt hít mắt nhìn dương thanh không biết tại sao lão ta lại cảm thấy uy lực lúc ẩn lúc hiện trên người dương thanh giống như dương thanh không hề bị thương ngược lại còn mạnh hơn lúc trước long khoa cũng nói hội trưởng hoa còn phí lời với cậu ta làm gì hai cao thủ của hiệp hội võ thuật và hoàng tộc họ long cứ liên thủ loại cậu ta khỏi vòng quyết chiến rồi mới đấu được không được hoa anh kiệt cũng không dám chủ quan bèn đồng ý giết không đợi hoa anh kiệt và long khoa ra lệnh hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đã lao về phía dương thanh dương thanh vẫn bình tĩnh đứng im tại chỗ như không biết đối thủ của mình là hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ dù có là cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc có thể đối phó được kẻ địch như vậy huống hồ là dương thanh đã bị thương nặng hoa anh kiệt thầm nghĩ trong lòng lại lo lắng lạ thường cao thủ của hoàng tộc thượng quan và hoàng tộc họ đoàn cũng lo sợ nhìn theo Đương nhiên bọn họ hy vọng Dương Thanh sẽ thẳng. Giết! Chết đi cho tao! Thuê cái, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ xuất hiện ở hai bên Dương Thanh, đồng loạt ra đòn tấn công mạnh nhất. Khi cao thủ hoàng tộc họ Long còn cách Dương Thanh vài mét đã nhảy vọt lên, mũi chân dầu ám khi nhắm thẳng vào đầu Dương Thanh. Ông ta muốn một đòn lấy mạng anh. Cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật cũng dồn sức vào năm đấm bên phải nhăm thẳng tim của Dương Thanh. Anh Thanh cẩn thận. Thượng quan nhu hốt hoảng hét lên đoàn vô nhai cũng nắm chặt hai tay. Ông ta không biết Dương Thanh có còn sức chiến đấu hay không, nhưng trong bộ dạng rất có thể là không còn. Nếu Hiệp hội Võ thuật hoặc Hoàng tộc họ Long đoạt được đế thôn, các Hoàng tộc còn lại đều gặp phải nguy cơ to lớn. Cậu Thay Nhi, đoàn vô nhai lo lắng gọi. Chỉ mình Mã Siêu không hề suốt ruột, nhếch môi cười, cuộc chiến sắp kết thúc rồi. Bịch, bịch, mọi người chăm chú nhìn theo hai đòn tấn công của hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ cao thủ của hiệp hội võ thuật đánh vào tim Dương Thanh. Cao thủ của hoàng tộc họ Long lại đá chân giấu lưỡi dao vào đầu anh. Tất cả đều chố mắt khiếp sợ. Bởi vì Dương Thanh vẫn đứng im tại chỗ, không hề tỏ ra e ngại, chỉ nhếch miệng cười lạnh, các người đã muốn giết tôi, tôi lấy mạng các người cũng không quá đáng đâu nhỉ. Dứt lời, một luồng khí thế khủng khiếp tỏa ra từ trên người anh phóng lên tận trời. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đứng gần Dương Thanh nhất chỉ cảm thấy bầu trời trên đầu mình đã bị anh phong ấn lùi lại. Hai người phản xạ có điều kiện định lùi ra sau. Nhưng bọn họ lại không thể động đậy, tinh thần hoảng hốt. Chuyện này, hai người đưa mắt nhìn nhau, cơ thể vô thức run rẩy. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bản thân muốn lùi lại nhưng không thể nhúc nhích. Một lồng sức mạnh khủng bố như bàn tay vô hình đè bọn họ xuống đất. Tuyết tháng 6 đã ngừng rơi từ lâu, trên mặt đất vẫn còn một lớp tuyết động thật dày. Lúc này, lớp tuyết ấy đột nhiên bay múa giữa trời. Cậu ta, cậu ta không bị sao. Long Khoa sợ run người, lắp bắp nói. Sắc mặt Hoa Anh Kiệt cũng cực kỳ khó coi nhìn chăm chăm Dương Thanh. Lão ta có thể cảm nhận được, khí thức võ thuật trên người anh mạnh hơn thần cảnh đỉnh phong rất nhiều. Chẳng lẽ cậu ta đột phá siêu phàm cảnh rồi sao? Lão ta chợt nghĩ tới gì đó, vẻ mặt khó tin. Thượng quan nhu vốn đang lo lắng cho Dương Thanh cũng trợn mắt há mồm. Hai cao thủ thần cảnh, một người đấm vào ngực Dương Thanh người còn lại giơ chân giấu lưỡi dao nhắm thẳng đầu anh mà đá. Sợ là cao thủ thần cảnh bình thường cũng phải chết dưới hai đòn tấn công kinh khủng như vậy. Thế nhưng bọn họ lại không làm gì được Dương Thanh. Giết! Giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đang đứng trước mặt Dương Thanh đột nhiên biến mất. Bịch! Bịch! Hai tiếng và đập nặng trịch đồng loạt vang lên. Đến khi mọi người bình tĩnh lại, cao thủ thần cảnh hậu kỳ của hiệp hội võ thuật rơi xuống chân hoa anh kiệt còn cao thủ của hoàng tộc họ long lại ngã xuống dưới chân long khoa cả hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đều mất mạng chết chết rồi sao long khoa chết xứng nhìn cao thủ nhà mình chết không nhắm mắt dưới chân tim đập thình thịch một cao thủ thần cảnh ở trong hoàng tộc nào cũng có thực lực gần bằng người đứng đầu hoàng tộc bây giờ cả hai lại bị một người lấy mạng cùng lúc mặt hoa anh kiệt trắng bệch không thể chấp nhận sự thật một người mới 28 tuổi mạnh hơn cả mình. Tốt! Đoàn vô nhai kích động giống lên. Sau khi khiếp sợ, trong mắt thượng quan nhu chỉ còn sự kính nể. Dù mã siêu đã đoán Dương Thanh có thể dễ dàng lấy mạng hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ nhưng vẫn bị sức mạnh của anh làm kinh hãi. Anh ta nằm chặt hai tay, kiên định nói, thực lực của anh Thanh lại tăng lên rồi. Mình nhất định phải cố gắng hơn nữa, nếu không sẽ không còn cơ hội đuổi kịp anh ấy nữa tuyết tháng sáu đã ngừng rơi gió lốc cũng ngừng gào thét mây đen trên trời tản ra ánh mặt trời trói lọi chiếu xuống mặt đất vốn đang bị tuyết nhuộm trắng xóa sau khi ánh nắng xuất hiện tuyết liền tan thành nước dương thanh đầu tóc bạc trắng đứng chắp tay giữa vòng quyết chiến dương thanh hoa anh kiệt gắn giọng gọi tên anh dương thanh thản nhìn nhìn lão ta cau mày hỏi ông không phục à chỉ dựa vào cậu cũng dám đòi tôi khâm phục hoa anh kiệt ngạo nghễ nói dù biết thực lực của Dương Thanh rất khủng bố nhưng vẫn giữ thái độ kiêu ngạo. Không phục thì đã sao, kẻ thua vấn là ông. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng tĩnh lặng, sâu trong đáy mắt giống như một hồ nước động yên ả. Nếu cậu không dùng thủ đoạn hèn hạ, sao tôi lại bị đánh ra khỏi vòng quyết chiến? Hoa Anh Kiệt giận dữ hét. Khí thế thân cảnh đỉnh phong trên người lão ta bộc phát, ý chí chiến đấu bùng lên. Hội trưởng Hoa không dám chịu thua sao? Đoàn Vô Nhai cười lạnh nói tất cả mọi người đều chứng kiến cuộc chiến giữa ông và cậu Thanh. Tôi nghĩ bản thân ông rất rõ ràng, cậu Thanh có dùng thủ đoạn hèn hạ hay không? Không dám chịu thua lại còn lấy cưới thượng quan nhu cũng lên tiếng, không ngờ hội trưởng của hiệp hội võ thuật lại không dám chịu thua. Ông không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ bị mọi người cười chê à. Vẻ mặt hoa anh kiệt cực kỳ dữ tợn, lời nói của đoàn vô nhai và thượng quan nhu càng chọc giận lão ta. Nếu là trước kia, có lẽ Diệp Sung và Long Khoa sẽ còn nhăm vào Dương Thanh. Nhưng lúc này cả hai đều câm như hến, trốn ở phía xa sợ bị anh phát hiện, chứ đừng nói là tiếp tục nhầm vào anh. Hội trưởng, Kim Cương sợ hoa anh kiệt kích động lại đấu với Dương Thanh. Một khi lão ta ra tay, chắc chắn chuyện hôm nay sẽ bị truyền ra ngoài. Sau này Hiệp hội Võ Thuật sẽ trở thành trò cười cho các thế lực lớn khác. Cao thủ của Hiệp hội Võ Thuật cũng không ngóc đầu lên được. Đương nhiên, quan trọng nhất là kim cương cũng cảm thấy dương thanh quá mạnh hoa anh kiệt mà đấu sẽ có khả năng bỏ mạng ở đây hiệp hội võ thuật có thành tựu như hôm nay phần lớn là nhờ thiên phú võ thuật siêu phàm của hoa anh kiệt nếu lão ta chết thực lực của hiệp hội võ thuật sẽ sụt giảm nghiêm trọng bất kỳ cao thủ nào của hiệp hội võ thuật cũng không muốn nhìn thấy điều này hoa anh kiệt nhìn chằm chằm dương thanh toàn thân hừng hực ý chí chiến đấu lão ta vẫn đang do dự không biết có nên đánh tiếp hay không tôi tuyên bố cuộc đấu võ giành ngôi vương của yến đô chính thức kết thúc dương thanh bỗng cao giọng nói dựa vào đâu mà cậu nói kết thúc là kết thúc hoa anh kiệt tức giận chất phấn dương thanh nhíu mày một kẻ bại trận cũng có tư cách nói này nói nọ trước mặt tôi sao nếu cậu chết vương của yến đô sẽ là tôi phải không hoa anh kiệt chợt hỏi ánh me dương thanh dần lạnh xuống ông muốn giết tôi à cậu phải chết hoa anh kiệt nghiến răng nói lôi ra một lọ thuốc thủy tinh liều thuốc hoàn mỹ dương thanh giật mình hoảng hốt anh là cao thủ duy nhất từng uống liều thuốc hoàn mỹ đương nhiên biết rõ hoa anh kiệt đang cầm cái gì không ngờ cậu lại biết đây là thuốc gì chắc là cậu cũng biết tôi uống thuốc này sẽ mạnh đến mức nào rồi chứ hoa anh kiệt cười nham hiểm lão ta uống hết liều thuốc trước mắt mọi người âm thoáng chốc một luồng khí tức hủy diệt bộc phá trong người lão ta mặt đất dưới chân lão ta lập tức dạn nứt mọi người mau lùi lại nghìn mét dương thanh cảm nhận được khí thức cồng bạo trong người hoa anh kiệt vội vàng hô lên trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ hơi thở phát ra từ hoa anh kiệt đã vượt quá thần cảnh đỉnh phong hai mắt lão ta cũng dần dần nhuốm màu đỏ rực như một con thú dữ dăn đi mô thấy những người khác còn thần người ra đó dương thanh giận dữ quát anh thanh phải cẩn thận đấy mã siêu dặn dò rồi không trần trừ nữa dậm chân một cái nháy mắt đi thật xa đi thôi thượng quan nhu và đoàn vô nhai cũng nhanh chóng mang các cao thủ trong gia tộc rời khỏi đây các cao thủ của hoàng tộc họ diệp và hoàng tộc họ long thấy vậy cũng không dám nán lại hối hả kéo nhau chạy đi nơi đây chỉ còn lại dương thanh hoa anh kiệt kim cương và tổng chỉ hội trưởng hồng hội trưởng kim cương và tổng chỉ hội trưởng hồng không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy hoa anh kiệt lúc này thật đáng sợ cút nhanh đi không là chết đấy Dương Thanh nhìn về phía hai người kia, mất kiên nhãn lớn tiếng nói. Sở di anh bắt tất cả mọi người cách nơi này thật xa không phải vì quan tâm đến sự sống chết của các cao thủ hoàng tộc kia, mà vì họ đều quá yếu so với hoa anh kiệt. Ai uống liều thuốc hoàn mỹ thì tâm trí sẽ luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, tính tình trở nên hết sức nóng nảy, nếu giết người thì càng mất kiểm soát hơn, có lẽ vào một giây phút nào đó sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Dương Thanh cũng đã dùng liều thuốc hoàn mỹ nên biết rất rõ người uống sẽ có những biến đổi gì. Lúc này, hơi thở trên người Hoa Anh Kiệt đã vượt qua thần cảnh đỉnh phong, hiển nhiên là đã đạt đến siêu phàm cảnh trong truyền thuyết. Nghe thấy tiếng hét của Dương Thanh, Kim Cương và tổng chỉ hội trưởng Hồng không đi mà lạnh lùng nhìn anh, chất vấn, cậu là cái thá gì mà dám ra lệnh cho chúng tôi? Sợ chúng tôi ở lại đây hợp sức với hội trưởng giết cậu sao? Dương Thanh nghe hai người nói vậy thì hai mắt đang đang sát khí như vậy thì tôi sẽ giết hai ông trước. Bộp, anh chưa kịp hành động thì thấy Hoa Anh Kiệt đột nhiên giơ tay tóm lấy cổ của Tổng chỉ hội trưởng Hồng. Cơ thể ông ta lập tức lơ lửng trên không trung. Hội trưởng, sắc mặt kim cương biến đổi, không hiểu tại sao Hoa Anh Kiệt lại ra tay với Tổng chỉ hội trưởng Hồng. Tổng chỉ hội trưởng Hồng cũng bàng hoàng, trên mặt đây sự sợ hãi vì cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đến từ tay của lão ta. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Hoa Anh Kiệt, ông ta chỉ thấy sát ý. Đến lúc này tổng chỉ hội trưởng Hồng mới nhận ra Hoa Anh Kiệt muốn giết mình. Xác xác, tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, tổng chỉ hội trưởng Hồng bị Hoa Anh Kiệt vặn gãy cổ. Ẩm, lần này là một tiếng động lớn hơn, cơ thể ông ta bay thẳng ra ngoài mười mấy mét, nện vào võ quán yến đô hoang tàn. Không ổn rồi, ông ta đã mất khống chế. Mặt dương thanh lúc trắng lúc xanh. Trước đó đánh nhau với cao thủ siêu phàm cảnh đến từ Miêu Thành đã làm anh bị thương nặng mất sức rất nhiều, sau đó lại đối đầu với Hoa Anh Kiệt, thể lực lại càng sụt giảm. Mặc dù bây giờ thực lực đã khôi phục được, phần nào nhưng Dương Thanh vẫn không hề có niềm tin sẽ chiến thắng một người đã mất kiểm soát như Hoa Anh Kiệt. Kim Cương ngơ ngác nhìn người đồng hành của mình bị Hoa Anh Kiệt vặn gãy cổ rồi đá bay, không ai cứu sống nổi. Ngu xuẩn, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy nhanh lên. Thấy Kim Cương còn đang ngẩn người, Dương Thanh tức tối gầm lên bị tiếng giống giận của anh làm cho bừng tỉnh, ông ta ngổn ngang cảm xúc nhìn anh rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Uinh! Nhưng ngay khi Kim Cương nhấc chân lên thì bị Hoa Anh Kiệt nhìn tròng trọc với đôi mắt đỏ ngầu, tiến lại gần. Hội trưởng! Cảm giác được cái chết đang đến gần, Kim Cương cực kỳ tuyệt vọng, nhưng lão hội trưởng mà ông ta đang gọi đã hoàn toàn mất lý trí, không nhận ra được người đối diện là ai. Thấy Hoa Anh Kiệt võ một trưởng về phía đầu mình, Kim Cương rất chắc chắn cái đầu của mình sẽ như trái dưa hấu nổ tan tành ngay khi cái trưởng này đập xuống. Muốn chạy trốn nhưng vì quá sợ hãi nên hai chân Kim Cương run lẩy bẩy, không nhúc nhích nổi, chỉ biết mở to mắt nhìn bàn tay của Hoa Anh Kiệt càng lúc càng gần. Am ngay lúc này, Dương Thanh xuất hiện, thân thể của Hoa Anh Kiệt thình lình bị đâm ra ngoài. Cốt! Anh quát với Kim Cương. Bấy giờ ông ta mới lấy lại tinh thần, xoay người bỏ chạy như điên. Sau khi bị đánh bay, Hoa Anh Kiệt tức tốc xông về phía Dương Thanh. Âm ầm ầm, anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng hết sức chiến đấu. Tiếng va chạm dữ dội vang lên đỉnh tai nhức óc. Các cao thủ thần cảnh còn lại của các hoàng tộc dù đã lùi ra ngoài phạm vi hàng nghìn mét nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh kinh người đến từ Hoa Anh Kiệt và Dương Thanh. Mạnh quái thượng quan nhu cực kỳ ngạc nhiên. Đôi mắt đoàn vô nhai cũng phát sáng ông ta là một cao thủ thần cảnh hậu kỳ, trước đây được Dương Thanh yêu cầu một mình đấu với sáu cao thủ thần cảnh để rèn luyện nên lúc này đã cách thần cảnh đỉnh phong không còn xa. Đối với đoàn vô nhai, chịu đựng áp lực của siêu phàm cảnh cũng là một loại rèn luyện. Ông ta nằm chặt hai quả đấm, lòng thâm thể nhất định phải bước vào cảnh giới vĩ đại này. Mã siêu cũng có suy nghĩ như vậy. Mặc dù chỉ mới bước vào thần cảnh nhưng sau khi phá giải phong ấn và uống thuốc mà Phùng Tiểu Uyển cho, anh ta có thể phát ra thực lực của một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Nhìn Dương Thanh phải một mình chiến đấu với Hoa Anh Kiệt đang trong trạng thái điên cuồng, Mã Siêu vô cùng tự trách, nếu như anh ta không yếu đến thế này thì sao có thể để Dương Thanh một mình đối mặt với mọi chuyện chứ? Nét mặt của những cao thủ trong hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp cũng cực kỳ khó oi. Cho đến lúc này, dù ai thắng cũng là tin xấu đối với bọn họ. Hai cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp đã bị Dương Thanh giết một còn một. Ba cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long cũng bị Dương giết đi một cao thủ trong nháy mắt, chỉ còn lại Long khoa và một cao thủ thần cảnh khác. Hoàng tộc họ Thượng Quan và hoàng tộc họ Đoàn thì ngược lại, không chết một cao thủ thần cảnh nào. Dù không có Dương Thanh thì cao thủ của hai hoàng tộc này vẫn có thể chống lại hoàng tộc họ Diệp và họ Long. Chúng ta đi." Long khoa ra lệnh, xoay người bỏ đi, nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ càng nguy hiểm thêm nữa. Thấy ông ta muốn đi, Diệp Sung vội vàng mang cao thủ thần cảnh còn lại của hoàng tộc họ Diệp chuẩn bị rời khỏi đây. "Muốn đi à, đi đâu đấy?" đoàn vô nhai xuất hiện trước mặt long khoa hai cao thủ thần cảnh khác cũng nhanh chóng tiến lên bao vây ông ta và cao thủ thần cảnh kia thượng quan nhu cũng dẫn hai cao thủ thần cảnh đến không cho diệp sung và cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ diệp chạy thoát thực lực của đoàn vô nhai mạnh đến nhường nào long khoa đã được tận mắt nhìn thấy cho dù chỉ có một mình thì đoàn vô nhai cũng có thể ngăn cản cao thủ của hoàng tộc họ long đã thế giờ lại có thêm hai cao thủ thần cảnh đi cùng tình huống phía hoàng tộc họ diệp cũng như vậy bản thân Diệp Sung chỉ có thực lực bán bộ thần cảnh, lúc này chỉ còn một cao thủ thần cảnh bảo vệ anh ta, trong khi đó hoàng tộc họ thượng quan có đến ba cao thủ thần cảnh kể cả thượng quan nhu. Liệu người của hoàng tộc họ Long và họ Diệp có thể thoát được không? Mặt mày Long Khoa và Diệp Sung tái mét, bây giờ có muốn đi cũng không được nữa rồi. Trước đây có hiệp hội võ thuật làm hậu thuần, họ còn dám bắt tay đối phó với người của hoàng tộc họ thượng quan và hoàng tộc họ đoàn, giờ đây trong bốn cao thủ thần cảnh của hiệp hội chỉ còn lại Hoa Anh Kiệt và cao thủ thân cảnh sơ kỳ Kim Cương. Mà Hoa Anh Kiệt thì rõ ràng đã mất kiểm soát, ngay cả người của mình cũng giết, nói gì là bọn họ. Dù Dương Thanh hay lão ta thắng thì đón chờ họ cũng là cái chết. Mấy người muốn làm gì? Long Khoa cố ghim nỗi sợ hãi xuống, cắn răng chất vấn, mấy người định khơi màu nội chiến giữa các hoàng tộc sao? Nội chiến giữa các hoàng tộc? Đoàn vô nhai cười nhạo, kẻ muốn khơi mào nội chiến phải là hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp chứ nhỉ? Diệp sung quả quyết phủ nhận, chú đoàn, chú hiểu lầm rồi, hoàng tộc họ Diệp chúng cháu tuyệt đối không muốn khơi mào chiến tranh đâu en ết câm miệng. Đoàn vô nhai phẫn nộ mảng, đồ bị ổi dối trá, đoàn vô nhai này không có đứa cháu trai hèn hạ như mày đâu. Diệp sung không dám nói nữa, âm thầm tức giận. Nhưng anh ta không dám thể hiện điều đó ra ngoài, trên mặt chỉ có nét lo âu sốt sắng. Thượng quan nhu lạnh lùng lên tiếng, cao thủ hoàng tộc họ long giấu ám khí dưới đế dày âm mưu lấy đi tính mạng của chú đoàn tôi đã bị loại trừ ra khỏi vòng quyết chiến thế mà diệp sung còn ngầm đồng ý cho cao thủ của hoàng tộc họ diệp giết tôi nếu không nhờ có cậu thanh cứu giúp thì giờ tôi đã là một cái xác rồi thế mà bây giờ mấy người lại chất vấn ngược lại chúng tôi có phải muốn khơi màu nội chiến giữa các hoàng tộc hay không còn nói chuyện xảy ra trước đây chỉ là hiểu lầm long khoa và diệp sung mặt cắt không còn một giọt máu bởi vì những lời cô ta vừa nói đều là sự thật, rất dễ kiểm chứng. Đoàn vô nhai là người thừa kế của hoàng tộc họ đoàn, có lẽ qua mấy năm nữa sẽ kế thừa danh xưng đoàn hoàng của hoàng tộc này. Thượng quan nhu thì lại là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất hoàng tộc họ thượng quan, dù trải nghiệm chưa đủ để thừa kế vị trí người cầm đầu kế tiếp nhưng cũng hoàn toàn có tư cách thừa kế vị trí đời sau nữa. Cả hai đều có thân phận và địa vị rất cao ở hoàng tộc của mình. Nếu sự việc họ ám sát hai người này ở Yến Đô bị phơi bày, Hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long sẽ chịu áp lực rất lớn. Có thể hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Thượng Quan sẽ thật sự khai chiến với bọn họ. Chưa kể bây giờ còn có Dương Thanh, nếu anh đánh bại Hoa Anh Kiệt thì họ hoàn toàn hết hy vọng chờ mình. Rốt cuộc mấy người muốn thế nào?" Long khoa cắn răng hỏi. "Dù muốn đi cũng phải chờ cậu Thanh đánh bại Hoa Anh Kiệt đã, cậu ấy sẽ là người quyết định mấy người có được phép rời khỏi đây hay không." Đoàn Vô Nhai lạnh lùng trả lời dù sao thì long khoa và diệp sung đều có vị trí cao trong hoàng tộc của mình đúng là hành động của hai người này đã đủ để làm lý do dẫn đến chiến tranh giữa các hoàng tộc nhưng một khi chiến tranh bùng nổ nó sẽ tác động đến nhiều khía cạnh hai cao thủ hoàng tộc họ long và hoàng tộc họ diệp từng ám sát đoàn vô nhai và thượng quan nhu đều đã bị dương thanh giết chết hai hoàng tộc này hoàn toàn có thể đổ hết mọi chuyện lên hai người đã chết kia bởi vậy mấy người đoàn vô nhai mới không dám tự ý giết long khoa và diệp sung chỉ có thể giao cho Dương Thanh xử lý. Mã siêu lạnh lẽo nhìn bọn người này, hãy cầu nguyện anh Thanh không thèm so đo đi, nếu không thì cho dù chủ hoàng tộc của mấy người có tới cũng không bảo vệ được mấy người đâu. Nghe vậy, người của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp đều tái mặt. Với thực lực biểu hiện ra, Dương Thanh hoàn toàn có khả năng đánh một trận với cao thủ siêu phàm cảnh, mà chủ hoàng tộc của hai người họ chẳng qua chỉ đang ở thần cảnh đỉnh phong mà thôi, dốc hết sức ra thì có khi cũng bộc phát ra được thực lực bán bộ siêu phàm cảnh nhưng rốt cuộc vẫn không phải đối thủ của cao thủ siêu phàm cảnh. Nghĩ đến đây, Long Khoa và Diệp Sung cực kỳ hối hận. Một bên khác, Dương Thanh đang kịch liệt đánh nhau với Hoa Anh Kiệt đã mất đi lý trí, khí thế cuồng bạo liên tục cuốn ra bốn phương tám hướng như những cơn sóng. Kể cả khi đã đứng cách nơi này hàng km, những người khác vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. ai Hoa Anh Kiệt ngửa mặt lên trời mạnh mẽ gầm thét như chút lửa giận trong cơ thể ra ngoài. Dương Thanh lau vết máu bên mép đi, Kiên Kỳ nhìn lão ta. Cuộc đối chiến vừa rồi đã làm anh bị thương, trước đó đã có thương thế trong người sẵn, tình trạng lúc này của anh đang rất nguy hiểm. Nhưng Hoa Anh Kiệt vẫn vô cùng điên cuồng, hơi thở cuồng bạo trong cơ thể vẫn đang tăng lên. Nói cách khác, lão ta đang không ngừng mạnh hơn. Còn Dương Thanh thì đã kiệt sức, nếu tiếp tục sẽ thương tổn đến nền tảng võ thuật. Nếu mình có thể đột phá đến siêu phàm cảnh sơ kỳ thì có lẽ đã không chật vật như bây giờ. Dương Thanh gượng cười, lắc đầu nói một cách chính xác thì hiện giờ anh đã là bán bộ siêu phàm cảnh có thể bộc phát ra được thực lực của siêu phàm cảnh sơ kỳ đã là cực hạn cảnh giới càng cao tranh lệch giữa các cấp bậc càng lớn giống như mã siêu vậy khi dốc hết toàn lực có thể dùng thực lực thần cảnh sơ kỳ để đấu với cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng đến siêu phàm cảnh thì tranh lệch giữa hai cảnh giới nhỏ bất kỳ đều rất lớn thậm chí ở cùng một cấp bậc ai có nền tảng sâu hơn sẽ bộc phát ra được sức chiến đấu mạnh hơn vì vậy mới nói hôm nay Dương Thanh giao chiến với Hoa Anh Kiệt đang trong trạng thái điên cuồng với cảnh giới bán bộ siêu phàm cảnh đã là cực hạn rồi. AI Hoa Anh Kiệt hét lên một tiếng, lần nữa xông về phía Dương Thanh. Anh không dám mất tập trung, chân đạp mặt đất một cái, biến mất tại chỗ, cố gắng né tránh những đòn công kích của lão ta. Lúc này Dương Thanh chỉ có thể kéo dài thời gian hết mức có thể. Như vậy sẽ khôi phục được một chút thực lực, nếu không sợ là anh sẽ trôn thây ở đây mất. Uinh! Cho dù đã bùng nổ tốc độ nhanh nhất, Dương Thanh vẫn bị Hoa Anh Kiệt đánh bay đi lần nữa. Anh tiếp tục run rẩy đứng lên, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ từ lâu nhưng không dám lơi lỏng chút nào, chỉ cần phân tâm một giây thôi sẽ bị Hoa Anh Kiệt giết chết. Rõ ràng khả năng chịu đựng của lão ta mạnh hơn rất nhiều so với thủ lĩnh của Hồng Trần. Sau khi thủ lĩnh Hồng Trần uống liều thuốc hoàn mỹ chỉ kiên trì được 5 phút ngắn ngủi, không thể chịu được sự cồng bạo do liều thuốc đem đến nên đã nổ tan xác. Nhưng trạng thái này của Hoa Anh Kiệt đã kéo dài đến 10 phút mà vẫn chưa phát nổ, trái lại còn điên cuồng hơn. Có lẽ đến cả cao thủ siêu phàm cảnh trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể dễ dàng giết chết Hoa Anh Kiệt đang trong trạng thái này nhỉ. A à, Hoa Anh Kiệt lại gầm thét lao đến chỗ Dương Thanh. Anh căn chặt răng, hiểu rằng thể lực của mình đã tiêu hao gần như không còn, có lẽ chỉ kiên trì được một lần cuối cùng. Lần này mà ngã xuống thì có lẽ anh sẽ thật sự không còn sức để chiến đấu nữa, và trở thành vong hồn dưới tay Hoa Anh Kiệt. Mắt thấy lão ta cách mình ngày càng gần, hơi thở điên cuồng kia cũng ngày càng mạnh hơn. "Chết đi!" Dương Thanh gào lên, dồn hết sức mạnh toàn thân vào năm đấm phải. Đây là đòn công kích cuối cùng có thể bùng nổ và cũng là đòn công kích mạnh nhất của anh. Hoặc là giết Hoa Anh Kiệt, hoặc là bị Hoa Anh Kiệt giết. Hai cao thủ có thực lực ngang ngửa siêu phàm cảnh đồng thời lao về phía đối phương, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ầm. Um. Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt va chạm vào nhau. Đột nhiên sóng năng lượng mang tính hủy diệt lan ra từng gợn sóng như tảng đá rơi ầm xuống biển, lan ra bốn phương tám hướng. Uinh uinh uinh, mấy căn nhà không người xung quanh võ quán yến đâu nháy mắt sụp đổ. Mặt đất rung chuyển dữ dội như đang có một trận động đất. Đây, đây chính là thực lực của cao thủ siêu phàm cảnh ư. Các cao thủ thần cảnh đứng ngoài hàng km nhưng vẫn bị sức mạnh kinh khủng này ép lùi lại mấy bước, ai nấy đều bàng hoàng. Mã Siêu siết chặt nắm đấm, trong mắt đầy vẻ lo âu. Sóng năng lượng khủng bố này đủ để chứng minh tình hình cuộc chiến kịch liệt đến thế nào mới tạo ra cơn động đất lớn như vậy. Cuộc chiến càng kịch liệt chứng tỏ tình cảnh của Dương Thanh càng nguy hiểm. Nếu có thể đến gần trung tâm chiến trường thì Mã Siêu đã xông vào từ lâu. Giờ đây, nơi giao chiến của hai người bụi mù tung bay, không thể thấy được bất cứ cái gì. Ở trung tâm chiến trường, Dương Thanh nằm trên đống hoang tàn, toàn thân tắm trong máu. Cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, máu liên tục trào ra khỏi miệng. Anh cảm giác mình đang dần mất đi ý thức. Không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra sau khi Dương Thanh và Hoa Anh Kiệt va chạm vào nhau, chỉ có bản thân anh biết được cú va chạm ấy mạnh đến thế nào. Đòn công kích mạnh nhất của anh rơi vào trên người Hoa Anh Kiệt, đồng thời anh cũng bị đòn tấn công của lão ta đánh trúng, hai người bị đẩy lùi về phía sau mấy chục mét cùng một lúc. Dương Thanh không biết liệu Hoa Anh Kiệt có còn sống hay không, có thể đứng lên lần nữa hay không anh chỉ biết nếu lão ta còn đứng lên được thì đón chờ mình chính là cái chết gió thoảng qua cát bụi xung quanh bị thổi tan dương thanh không cảm nhận được hơi thở của hoa anh kiệt cứ như đòn công kích vừa rồi đã khiến cho lão ta tan biến vậy nhưng anh hiểu rõ hoa anh kiệt không thể nào hóa thành bụi phấn chỉ với cú tấn công vừa rồi được dù đã chết thì ít ra cũng phải còn thi thể nhưng dương thanh chờ thật lâu cũng không thấy lão ta xuất hiện chẳng lẽ chết thật rồi dương thanh muốn đứng dậy để tìm kiếm hoa anh kiệt nhưng toàn thân đều bị thương quá nặng không đứng lên nổi không chỉ thế anh đang dần mất đi ý thức anh thanh đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mí mắt càng ngày càng nặng dương thanh chậm rãi nhảm mắt hôn mê bất tỉnh mã siêu chạy đến thấy anh nằm trong vũng máu thương thích khắp người thì nước mắt rơi như mưa anh thanh tỉnh lại đi anh hãy tỉnh lại đi đừng làm em sợ mà làm ơn đừng dọa y mồ mã siêu khóc, nước mắt rơi tí tách xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền đi theo Dương Thanh lâu như vậy, chưa bao giờ anh ta thấy có lần nào anh bị thương nặng thế này. Thượng Quan Nhu và Đoàn Vô Nhai chạy đến, cũng sững sờ khi nhìn thấy Dương Thanh. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu Thanh lại bị thương nặng thế này? Hoa Anh Kiệt đâu? Đoàn Vô Nhai rất nghi hoặc, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Thượng Quan Nhu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không do dự lấy một cái lọ sứ ra đưa cho Mã Siêu, nói, đây là thuốc chữa thương cao cấp nhất của hoàng tộc họ thượng quan, chúng tôi lấy được từ gia tộc cổ võ. Nếu như cậu tin tôi thì cho cậu thanh uống nó đi. Thấy hành động này của cô ta, sắc mặt của hai cao thủ thần cảnh sau lưng đều thay đổi, cô chủ. Thưa cô chủ, hoàng tộc họ thượng quan phải trả một cái giá rất đắt mới lấy được thuốc chữa thương cao cấp này từ gia tộc cổ võ, toàn bộ gia tộc chỉ có một viên thôi chủ hoàng tộc cho cô để dùng vào thời điểm nguy cấp cơ mài đúng đấy cô chủ xin cô hãy nghĩ lại hai cao thủ thần cảnh vội lên tiếng ngăn cản câm miệng thượng quan nhu giận dữ quát hai mắt đỏ hoe cái mạng này của tôi là do cậu thanh cứu cho cậu ấy một viên thuốc thì có làm sao thượng quan nhu biết ơn dương thanh từ tận đáy lòng khi người của hoàng tộc họ diệp muốn giết cô ta dương thanh đã ném một cục đá đánh chết kẻ đó trong khi đang giao chiến kịch liệt nên cô ta mới còn sống đến bây giờ Ngoài ơn cứu mạng, Thượng Quan Nhu còn kính nể Dương Thanh. Một thiên tài võ thuật trẻ hơn cô ta 2 tuổi không thể chết như vậy được. Thấy Thượng Quan Nhu lấy thuốc ra, đoàn vô nhai cũng ngạc nhiên. Hai cao thủ hoàng tộc họ Thượng Quan nghe cô ta nói vậy thì không dám cản trở nữa. Mã siêu nhìn Thượng Quan Nhu thật sâu, không do dự nhận lấy thuốc và đút cho Dương Thanh. Long Khoa và Diệp Sung đã chạy tới. Hoa Anh Kiệt biến mất, Dương Thanh thì không rõ sống chết, cơ hội sống sót của bọn họ đây rồi. Long Khoa và Diệp Sung cực kỳ vui sướng, theo lý mà nói thì Dương Thanh Chính là quán quân cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, dù sao thì Hoa Anh Kiệt đã bị anh loại bỏ ngay từ ban đầu. Trong trận chiến cuối cùng này, Hoa Anh Kiệt sau khi bị loại trừ khỏi vòng quyết chiến mới bùng nổ sức mạnh đánh một trận với Dương Thanh. Dù vậy, Dương Thanh vẫn được tính là người chiến thắng. Nhưng bây giờ, quán quân này có thể sống sót được hay không vẫn còn là ẩn số. Chúng ta đi! Long Khoa không nán lại cũng không dám nói gì thêm, mang cao thủ thần cảnh còn sót lại của hoàng tộc họ Long rời khỏi đây. Diệp Sung cũng vội vàng đi theo. Lần này không ai cản trở, tình trạng của Dương Thanh đang rất nguy kịch, bọn họ đều lo lắng cho anh. 20 phút sau, Mã Siêu mang Dương Thanh đến phòng khám ái dân trong thành Cửu Châu, lúc này họ chỉ có thể đặt niềm tin vào Phùng Tiểu Uyển. Anh the nhồ, nhìn thấy Dương Thanh như tắm trong máu, Phùng Tiểu Uyển bật khóc, anh Thanh, sao lại thế này? Tiểu Uyển, em cứu anh Thanh với, anh ấy tuyệt đối không thể có mệnh hệ gì được. Mã siêu văn này. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt, không dám lãng phí thời gian, lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho Dương Thanh. Tạm thời Mã Siêu chưa dám nói chuyện Vương Chiến đã bị giết hại cho cô ta biết. Trong khoảng thời gian vừa qua, Vương Chiến luôn ở phòng khám ái dân, đối xử với Phùng Tiểu Uyển rất tốt, hai người thân thiết với nhau không khác gì ông cháu ruột thịt. Hiện giờ Dương Thanh Lâm vào trạng thái nguy kịch thế này đã là một cú đả kích cho Phùng Tiểu Uyển, nếu để cô ta biết phương chiến kính yêu của mình đã chết thì không biết liệu có thể chịu đựng nổi hay không. Mã siêu đứng ngoài phòng khám ái dân trông chừng, đoàn vô nhai và thượng quan nhu cũng đứng ở hai bên, họ không mong Dương Thanh gặp chuyện chút nào. Hai người đừng lo, cậu Thanh nhất định sẽ không sao đâu. Đoàn vô nhai nhìn thượng quan nhu và mã siêu, nói một cách đầy kiên định. Thượng quan nhu gật đầu thật mạnh, hai mắt đỏ hoe cậu thanh đã uống thuốc thần mà ông nội tôi lấy được từ gia tộc cổ võ rồi loại thuốc chữa thương này vô cùng quan trọng với họ nghe nói mang lại tác dụng rất lớn kể cả khi người dùng là cao thủ siêu phàm cảnh mã siêu sao cậu lại ở đây đúng lúc này có hai người một lớn một nhỏ đi ra từ tập đoàn nhãn thanh người hỏi mã siêu không phải ai khác chính là tân thanh tâm cô dẫn tiêu tiêu sang đây chào chú siêu ải thấy mã siêu tiêu tiêu vui vẻ reo lên không phải cậu đang ở cùng anh Thanh sao? Anh ấy đâu? Tân Thanh Tâm dắt tay cô bé đi đến, vẫn chưa biết gì nên mỉm cười hỏi. Thấy hai người đang tiến tới, lòng Mã Siêu hết sức hốt hoảng. Nếu để Tân Thanh Tâm và Tiêu Tiêu biết được tình hình hiện giờ của Dương Thanh thì có lẽ họ sẽ điên mất. Chào Tiêu Tiêu. Mã Siêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lại cô bé rồi nhìn về phía Tân Thanh Tâm, nói: "Chị dâu. Chị tới đúng lúc quá, em đang định đi tìm chị đây." Tìm tôi? Cô nghỉ hoặc hỏi, lại nghe Mã Siêu nói tiếp, là thế này, anh Thanh vừa nhận được nhiệm vụ bí mật từ chiến vực, đã đi rồi. Gì cơ, anh Thanh đi rồi. Tân Thanh tâm hoang mang khó hiểu, cô biết dòng 5 năm rời xa mình anh luôn ở chiến vực. Không phải Dương Thanh đã giải ngũ rồi ư? Sao vẫn phải nhận nhiệm vụ nữa? Anh ấy nhận nhiệm vụ gì vậy? Có nguy hiểm không? Bao lâu nữa mới về được? Tần Thanh Tâm liên tục chất vấn, vẻ mặt hốt hoảng làm cho người khác nhìn mà xót xa mã siêu vội vàng nói chị dâu đừng nôn nóng nhiệm vụ của anh thanh không có gì nguy hiểm đâu nhiều nhất một tháng là về rồi vì nhiệm vụ phải được bảo mật nên em không thể nói cho chị được mong chị thông cảm thượng quan nhu cũng đi tới thân mật kéo lấy tay của tân thanh tâm và nói em là vợ của cậu thanh đúng không đừng lo nhiệm vụ của cậu thanh tuyệt đối không có gì nguy hiểm đâu chị có thể đảm bảo với y mồ thấy cô gái xinh đẹp và sang trọng này tần thanh tâm hỏi chị là trong mấy ngày cậu thanh không có ở đây bọn chị sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ người nhà của cậu ấy nếu em đồng ý thì từ hôm nay hãy để chị ở cạnh em như vậy được không hai mắt thượng quan nhu sáng ngời vừa rồi được tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của dương thanh cô ta đã hạ quyết tâm nghĩ cách tạo mối quan hệ tốt với anh giờ đây dương thanh đang bị thương nặng trông có vẻ rất nguy kịch nhưng thượng quan nhu rất có lòng tin anh sẽ không sao hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy không ai có thể cam đoan người nhà của dương thanh sẽ an toàn cô ta cùng với hai cao thủ của hoàng tộc họ thượng quan bảo vệ họ anh nhất định sẽ nhớ cái ơn này tất nhiên là được rồi trong tiềm thức tân thanh tâm cho rằng thượng quan nhu cũng là đồng đội của dương thanh nên đồng ý ngay cô không muốn để anh lo lắng về mình nếu có người bảo vệ cô thì dương thanh sẽ yên tâm hơn mã siêu hơi nhíu mày nhưng nghĩ đến trước đó Thượng Quan Nhu đã cho Dương Thanh cả thuốc chữa thương cao cấp duy nhất của hoàng tộc họ Thượng Quan, hẳn sẽ không hại anh nên cũng yên lòng. Đoàn vô nhai ẩn ý nhìn Thượng Quan Nhu, cô gái này quả thật rất có thủ đoạn, việc giúp đỡ bảo vệ người thân này nhất định sẽ làm Dương Thanh vô cùng biết ơn cô ta. Trong lúc cậu Thanh không có ở đây, người của hoàng tộc họ đoàn chúng tôi cũng sẽ ở lại Yến Đô, hợp tác với người của hoàng tộc họ Thượng Quan để cùng nhau bảo vệ người nhà của cậu ấy. Ông ta cũng lên tiếng, Tuy không biết hoàng tộc họ đoàn là gia tộc gì nhưng từ cách ăn mặc của đoàn vô nhai, Tân Thanh Tâm có thể thấy được ông ta là một người có thế lực. Vậy thì cảm ơn chú nhé. Tân Thanh Tâm cảm kích nói.